Thấy không? Giao thừa cũng vậy, cứ đem đi cúng tất cả những cái trái mà không ăn được không? Cái lộc đầu xuân của mình là cái lộc là nụ cười. Nụ cười là gì? Là chín mùi, là ngọt ngào. Quý Phật tử hiểu không? Mình để ý coi người ta nở một nụ cười là đôi môi người ta đang ngọt ngào, hiểu không? Quý Phật tử bữa nào soi gương mình khóc, mình mếu coi, mình coi coi xấu không? Cho nên mếu máo mà khóc lóc là nó xấu dữ lắm. Mà con người ta khoái cho mình xấu, mà ai chê xấu thì không chịu. Thấy không? Cười là gì? Là thể hiện một cái gì đẹp, một cái gì đã chín mùi, một cái gì đã ngọt ngào, mình mới cười được quý Phật tử à. Phải không? Cho nên cái đêm giao thừa, dọn một dĩa trái cây toàn là đồ sống nhăn không. Đi ra chợ một cái trái mãng cầu xiêm, mà lựa cái trái nào mà nó sống á, đặng chưng cho nó lâu. Đó gọi trái sung đó, trái mãng cầu mà không cầu sống nữa. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, đó là cái lọc đầu năm mà quý Phật tử rất là xem thường cái lọc đầu năm. Cúng xong đem dục bỏ lọc đầu năm thì quý Phật tử có tận hưởng được cái gì của đất trời không? Mà những cái trái cây sống đó nó không hấp thu được năng lượng của vạn vật của vũ trụ. Đó rồi cúng xong rồi thánh thần mình ăn không được, thánh thần nào ăn? Có ai ăn cái trái mãng cầu sống mà ăn chung với trái sung không? Mình ăn không được, vậy đó mà mình cúng cho thánh thần không, vậy làm sao đây? Cho nên cái điều đó là cái điều mình đánh mất, mà bắt đầu sự đánh mất này từ cái chỗ sai lầm của mình. Cho nên từ đây về sau, cái đêm giao thừa quý Phật tử hãy cúng một trái mãng cầu xiêm thật lớn, thật sắp sửa chín rồi, ngọt ngào rồi, thơm rồi. Quý Phật tử ơi, nó tròn đầy rồi, một trái mãng cầu thôi, không cần thêm chữ đủ xài nữa. Đã nói tên là mãng cầu, là cầu đầy dung hết, cầu tất cả luôn. Vậy đó mà bây giờ cứ đem lên cầu đủ xài, lấy tiền đâu đi chùa? Tất cả những cái đó để chúng ta tìm lại cho chính chúng ta cái nụ cười của Phật Di Lặc. Cho nên chúng ta quên, chúng ta không định nghĩa được cái chữ tu là gì cả. Phải không? Tu là giữ nụ cười mãi mãi trên môi, như vậy là tu rồi. Có nhiều người ngồi trì kinh nhưng mà đôi môi không có cười. Phải không? Đọc kinh rất là nhiều nhưng mà không có cười. Vậy thì bây giờ quý Phật tử phải định nghĩa nụ cười là gì mới được. Cười không phải là sự mấp máy của bờ môi. Phải không? Mình cười bây giờ chúng sanh mình cười có nghĩa là nhe cái răng ra cười thôi. Nhưng mà mình không định nghĩa được chữ cười. Quý Phật tử chỉ cười không có cái hồn. Mình cười làm sao nụ cười của mình có một cái hồn mới được. Cái hồn đó mới chính thật là tu. Còn ở đây quý Phật tử cười, mình cười đủ kiểu hết quý Phật tử à. Mình cười có nửa cái miệng thôi. Cười ngạo nghễ, cười khi dễ, mà cười có phân nửa cái miệng của mình. Phải không? Nhiều khi đó cái chuyện quá xá buồn luôn, mình có thể mình chết được nhưng mà con người ta vẫn cười. Hoặc là mình thấy người ta lầm lỡ, hoặc là mình thấy người ta đi sai đường, hoặc là mình thấy người ta lâm nạn, mình đứng mình vẫn mỉm cười. Mình cười một cách thích thú, mình cười thấy người ta đau khổ. Cho nên nụ cười đó không phải là nụ cười của Phật Di Lặc. Và nụ cười đó không mang cái hồn tu của người con Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phải định nghĩa cái nụ cười của mình là gì mới được. Cười không phải là cứ là sự mấp máy của bờ môi nha. Có nhiều khi chúng ta không cười nhưng mà miệng của chúng ta vẫn cười. Đôi mắt của chúng ta cười, toàn thân của chúng ta 84.000 lỗ chân lông vẫn đang cười. Còn bây giờ mình cười ha há, cười hô hố mà trong trái tim của mình không có bóng dáng của nụ cười thì quý Phật tử ơi, mình chiêu cảm chúng sinh không được. Mình đi đến đâu chúng sinh cũng sợ mình hết. Cho nên tượng Phật Di Lặc quý Phật tử thấy rằng là giống hệt Phật Thích Ca thôi. Tượng của Phật Di Lặc Bồ Tát A Dật Đa ở cung trời Đâu Xuất giống hệt như là Bồ Tát Hộ Minh. Đẹp lắm quý Phật tử. Nhưng mà khi Bồ Tát Hộ Minh, Bồ Tát A Dật Đa đó thì thị hiện xuống với cái cõi Ta Bà của mình thành Bố Đại Hòa Thượng, có nghĩa là một ông Phật, một vị Bồ Tát mà bụng bự quát một cái túi thiệt to. Phải không? Bụng lớn, năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ hay xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên đó, cái tượng Phật Di Lặc quý Phật tử thấy là cái ông đó bụng bự lắm, phải không? Bụng bự để dung chứa tất cả những điều khó dung trong thiên hạ.
Có nghĩa là người ta chửi, người ta khen, người ta nói xấu, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta chê bai, người ta... Nói chung là tất cả những điều xấu, tốt, Bồ Tát A Dật Đa đều chứa trong bụng hết. Mình chứa được không? Tất cả chúng ta đâu có chứa được đâu. Cho nên bụng lớn năng dung, mà dung chứa những điều khó dung trong thiên hạ. Và bây giờ mình đi vào trong chùa, mùa xuân đến rồi, mình phải nhìn thấy được cái tượng của Bồ Tát Di Lặc, mà mình đi theo con đường đó thì mình mới tu. Sở dĩ mình đón chào mùa xuân mà quý Phật tử thấy cuộc đời của mình tại sao nó cứ lấm lem hoài, buồn khổ hoài. Tại sao mình chào đón mùa xuân bằng nụ cười mà cuối cùng rồi cái tín hiệu sao rốt của nó là nước mắt. Phải không? Đi vào trong chùa ngay ngày mùng 1 Tết, mừng xuân Di Lặc, ông Phật ông cười. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta là chúng sinh, chúng ta lại khóc. Đó chính là cái nghịch lý ngàn đời của những người con Phật. Mình đi đến chùa mà mình không có thể nào mà mình trân trọng được nụ cười. Mình đi đến chùa mà mình không gìn giữ được nụ cười. Quý Phật tử ơi, suốt 365 ngày trôi qua, tất cả chúng ta thiếu vắng nụ cười. Cho nên tuổi của con người ta không phải đếm bằng cái số năm, mà tuổi của mình đếm bằng nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Có đôi khi người ta sống không có lâu, người ta sống người ta có thể rằng là ra đi sớm hơn mình, nhưng mà người ta đếm cái tuổi người ta bằng nụ cười. Có người sống 90 năm nhưng mà nụ cười rất ít. Có người sống chừng 30 mấy năm, 40 năm thôi, nhưng mà nụ cười của người ta rất nhiều. Cho nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là sống lâu, mà sống như thế nào. Quý Phật tử hiểu không? Có đôi khi mình cứ mong muốn mình sống lâu, mình rất là sợ chết. Nhưng mà sống lâu để làm gì? Sống để chỉ bằng nước mắt. Sống để rồi trang nghiêm cho mình bằng những dòng hoa đầy nước mắt. Thì mình sống như thế, cuộc đời của mình âm u, lạnh lẽo, buồn tẻ, cô đơn và bị giam giữ. Cho nên cuộc sống của mình phải cười. Cười là giải thoát. Cười là luôn luôn lúc nào nó cũng mở rộng trái tim. Phải không? Mình đối xử với tất cả mọi người bằng nụ cười, và con người ta sẽ mang đến cho mình một nụ cười. Mình tặng cho người ta giọt nước mắt thì người ta cũng sẽ mang đến cho mình giọt nước mắt. Cho nên cái ý nghĩa của nụ cười Phật Di Lặc có nghĩa là quý Phật tử phải buông xả tất cả. Không buông xả không có nụ cười. Phải không? Ở đây mình đi chùa mà mình không có buông xả một miếng nào hết đó, thầy nói thật cho quý Phật tử nghe. 365 ngày của năm Giáp Ngọ nó đã trôi qua rồi, quý Phật tử thử kiểm tra coi. 365 ngày của năm cũ, từ dấu chân của mình dẫm đạp lên biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi hờn, nỗi mát, rồi nỗi nhớ, nỗi thương. Nói chung 365 ngày đôi chân của chúng ta dẫm lên những sự âm u trong cuộc sống. Phải không? 365 ngày nó đã trôi qua rồi. Thậm chí bây giờ đó, mình sống trong 365 ngày của năm mới, thế mà chúng ta cứ ngồi và chúng ta cứ lôi kéo xác chết của dĩ vãng, bóng ma của quá khứ, để rồi chúng ta cứ sống, chúng ta cứ trò chuyện, rồi chúng ta cứ để cho nó lấn áp cả một cái niềm vui của mình trong năm mới. Phải không? Bây giờ quý Phật tử bước sang năm mới rồi còn nhớ chuyện cũ không? Còn không? Mô Phật khi có khi không, con nhìn mặt của bà sao mà con cũng vẫn còn giận. Rồi một năm trời trôi qua rồi, năm mới gặp mặt bà con nhớ hồi năm ngoái liền. Thấy không? Thì quý Phật tử thấy rằng mình cứ để cho nụ cười của mình nó mất đi. Có đôi khi con người gặp nhau vẫn cười, nhưng mà trái tim chưa bao giờ cười. Bằng mặt nhưng mà chưa bằng lòng được quý Phật tử à. Họ gặp nhau năm mới rồi, họ cố gắng, họ gượng cười với nhau, nhưng mà thật sự trái tim của họ chưa bao giờ bắt gặp nhau. Phải không? Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này cũng vậy. Khi nào mà ở Liễu Ngộ mà có tổ chức thì mình bắt đầu mình đến đây để mình bắt gặp nhau trong cái tướng của mình. Nhưng mà điều quan trọng, mình nó không phải ngồi gần nhau bằng cái thân tướng này, mà chúng ta gần nhau từ trong trái tim của mình phát ra một cái tín hiệu của nụ cười. Có không? Hiện tại bây giờ có phát ra tín hiệu của nụ cười chưa? Phát chưa quý Phật tử? Mô Phật có thiệt lớn lên đi. Phải không? Có nghĩa là trái tim của mình bây giờ đang phát ra tín hiệu của nụ cười. Không phải cười bằng cái miệng. Chúng ta cười bằng 84.000 lỗ chân lông. Cười bằng đôi mắt của mình mới được quý Phật tử. Mình nhìn nhau bằng đôi mắt, người ta sẽ thấy trong đôi mắt của mình chan chứa vạn nụ cười, chứ không phải là chan chứa một nụ cười đâu. Hiểu không? Người ta nói rằng là cái con nhỏ này nó đi chùa, nó tu hành cái gì? Con nhỏ này nó vô trong chùa, nó phá chùa, chứ nó tu cái gì? Lúc bây giờ mình phải để cho trái tim của mình lên tiếng. Đừng để cho tất cả những cảm tính của cuộc đời nó lên tiếng nữa.
Lúc bấy giờ đứng lại im lặng và nói với Bồ Tát Quan Âm rằng: Lạy mẹ Quan Thế Âm, hôm nay bà ấy đã dung phân cho cây bồ đề của con. Còn người ta khen mình, người ta nói con nhỏ này nó còn nhỏ mà nó đi chùa, con nhỏ này nó có căn lành lớn lắm. Mình cũng đứng lại và để cho con tim của mình lên tiếng: Bồ Tát Quan Thế Âm ơi, hôm nay bà ấy đang tưới nước cho cây bồ đề của con. Quý Phật tử thấy rằng người ta mắng, người ta chửi, người ta nói xấu mình, tức là người ta dung phân cho cây bồ đề của mình. Người ta khen tặng mình, tức là người ta đang tưới nước cho cây bồ đề của mình. Thế là quý Phật tử ơi, chúng ta đã chan chứa vạn niềm vui không? Chan chứa không? Mắc mớ gì mà mình phải giỡn người ta? Người ta đang dùng tất cả những ngôn ngữ, mà ngôn ngữ đó là rác rưởi của cuộc đời, người ta phun xuống dưới đất. Mình là con của Phật, mặc áo tràng lam vậy đó mà khòm lưng xuống ôm rác rưởi đi về nhà, rồi chia cho ba, cho má, cho anh, cho chị, cho em, cho con, cho cháu, xong rồi cái ôm một đống rác ngủ. Tại sao không ôm bông sen của Phật để ngủ mà mình cứ ôm rác rưởi của cuộc đời mình ngủ hoài quý Phật tử? Thành ra rồi đó, thời gian nó cứ chậm chậm đi qua, rồi chúng ta cũng chậm chậm đi theo dấu chân của thời gian. Mà thời gian chính là gì? Là hiện thân của quỷ vô thường. Cho nên người nào sống mà không có nụ cười, thời gian chính là con quỷ dữ. Còn người nào sống bằng nụ cười thì thời gian chính là người bạn đồng hành của chúng ta. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình không sợ thời gian trôi qua, bởi vì mình sống bằng nụ cười mà. Thì thời gian chính là người bạn đồng hành của mình. Còn mình sống mà âm u nè, sống buồn khổ nè, sống giam mình trong bốn bức tường nè, sống lúc nào cũng khép kín nè, sống kêu bằng gọi là lãnh cảm, sống mà hận đời, thì quý Phật tử ơi, thời gian chính là con quỷ dữ và nó giết chết mình từng phút từng giây. Cho nên người nào mà không có nụ cười, người đó mau già. Mà già là gì? Là dấu hiệu của cái chết thôi, chứ không có gì hết quý Phật tử à. Phải không? Có nhiều người cái tướng rất là già, cái bằng là vần trán hằn sâu những vết mòn năm tháng, rồi tóc của mình đó là những sợi tóc màu mây trắng, nhưng trái tim mãi mãi vẫn trẻ trung, bởi vì người ta già mà người ta vẫn mãi cười. Còn có nhiều người tuổi vẫn còn trẻ, tóc vẫn còn đen, nhưng mà quý Phật tử ơi, trái tim của mình đang thổn thức, trái tim của mình đang chết liệm, trái tim của mình đang bị tín hiệu của già nua và nó đưa chúng ta đi dần đến cái chết. Phải không? Thầy mong rằng đạo tràng chùa Liễu Ngộ tất cả chúng ta phải nở một nụ cười giống như Đức Phật Di Lặc. Một nụ cười không bao giờ tắt trên môi, một nụ cười không bao giờ mất trong trái tim của mình. Có nghĩa là sẵn sàng quan hỷ, sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng bao dung và sẵn sàng độ lượng. Phải không? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là có những cái ca từ trong những cái nhạc phẩm mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết. Xin cho mây che đủ phận người, cho tôi xin một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Thì quý Phật tử thấy rằng quá khứ của chúng ta là một nắm mồ của dĩ vãng, mà một người nào đó mà ngồi mà không quên được nắm mồ của dĩ vãng thì chúng ta sẽ không bao giờ đến tận nụ cười. Hiểu không? Người mà dám đến tận nụ cười kìa, người đó mới sống chân thật. Người dám sống đến tận nụ cười thì người đó mới chính là con của Đức Phật. Tất cả chúng ta không đến tận nụ cười được quý Phật tử à. Bởi vì chúng ta cười khi người ta đến với mình, người ta khen tặng mình thì mình cười, mà người ta chê mình, người ta nói xấu mình thì mình không cười. Vậy thì chúng ta không đến tận nụ cười được. Phải không? Cho tôi xin một sáng trời vui. Quý Phật tử thử nghĩ coi, từ mùng 1 Tết tới bữa nay là 12 Tết rồi. Một ngày nào đó mình thức dậy mà mình thấy một buổi sáng trời vui, mình thức dậy mà mình không vui, mình thức dậy mà mình thiếu vắng đi nụ cười. Quý Phật tử thấy không? Mình toan tính đủ điều hết. 365 ngày của năm mới này, quý Phật tử ơi, mỗi lần chúng ta thức dậy là mỗi lần chúng ta tìm cho mình một niềm vui. Mà sản phẩm của niềm vui là gì? Nụ cười. Hiểu không? Bởi vậy cho nên sáng thức dậy, quý Phật tử ơi, khoan hãy xúc miệng rửa mặt. Sáng thức dậy nằm ở trên giường cười một cái, phải không? Cười một cái trước đi quý Phật tử, để mình thu hút tất cả những năng lượng của đất trời, để rồi con người của mình bắt đầu mới tươi tỉnh trở lại sau một giấc ngủ dài. Đó là một đêm tối của vô minh. Cho nên bây giờ chúng ta thức dậy có nghĩa là chúng ta phải khởi động, mà khởi động bằng niềm vui, tức là nụ cười của mình. Có ai dám thức dậy cười không? Dám phải không? Nhưng mà trước khi ngủ đừng cười. Nhất là mình nằm một mình đó, thì mình có thể mình cười, mà mình ngủ chung với cháu ngoại đừng có cười. Nó vô nó ngủ chung với bà ngoại, rồi cái nó nằm nó nhìn bà ngoại, bà ngoại nhìn trên bốn góc mùng, bà ngoại cười kha khả là nó dở mùng nó chung ra liền. Nó chạy qua ông ngoại nó nói: ông ngoại ơi, bữa nay bả sao thấy ghê quá, bả nhìn lên bốn góc mùng bả cười hoài. Cho nên mình ngủ một mình thì mình có quyền cười.
Phải không? Ngày thức dậy mình cũng phải cười quý Phật tử, để cho chúng ta hấp thụ cái năng lượng của cuộc sống, năng lượng của đất trời. Cái mà chúng ta bỏ lỡ những cái năm mới đó quý Phật tử, tại vì sẵn đây đó nhân dịp đầu xuân là thầy mới nhắc lại cái đêm giao thừa đó quý Phật tử, đó là sự hội tụ của đất trời. Đêm giao thừa, cái tên của nó thật là giao thừa và giao thời, nhưng mà ông bà già xưa của mình đặt cái tên là giao thừa để cho chúng ta thừa chứ không thiếu. Tại sao gọi là giao thời? Nó có bốn cái giao. Một, giờ giao, tức là 12 giờ qua 1 giờ, cuối cùng của một đêm và bắt đầu của một ngày mới. Cái ngày giao tức là 30 mùng 1. Cái tháng giao 12 qua tháng giêng. Năm giao năm cũ qua năm mới. Bốn cái giao như vậy. Cho nên lúc bấy giờ đất trời đang giao hòa với nhau, năng lượng của cuộc sống đang tràn về và đang rơi xuống dưới cõi ta bà. Cho nên cái đêm giao thừa quý Phật tử cúng đó, quý Phật tử phải đảnh lễ, phải lại. Cho nên nó có nhiều nhà tới giờ đó đi ngủ hết để mình bà già ngồi lại thôi. Thấy không? Cái mà chúng ta đánh mất cái phúc mà trời đất đã ban tặng cho con người. Thiên thời, địa lợi, lúc đó nó đang giao hòa. Và lúc bây giờ chỉ cần chúng ta quỳ chúng ta lại là chúng ta đã tiếp nhận năng lượng của đất trời rồi. Cho nên một đứa trẻ mà nó ra nó quỳ lại nhân cái lúc mà giao thừa đó quý Phật tử ơi, con người của nó sẽ ít bệnh, trí tuệ của nó sẽ thông minh hơn. Tất cả chúng ta sống mà cái trí tuệ của mình càng ngày càng lui, sức khỏe của mình càng ngày càng giảm, lý do mình đánh mất cái phúc báo đầu xuân của mình. Cho nên mình đánh mất nụ cười của Phật Di Lặc là như vậy đó quý Phật tử. Thấy không? Giao thừa cũng vậy, cứ đem đi cúng tất cả những cái trái mà không ăn được không. Cái lọc đầu xuân của mình là cái lọc là nụ cười. Nụ cười là gì? Là chín mùi, là ngọt ngào. Quý Phật tử hiểu không? Mình để ý coi người ta nở một nụ cười là đôi môi người ta đang ngọt ngào, hiểu không? Quý Phật tử bữa nào soi gương mình khóc mình miếu coi, mình coi coi xấu không? Cho nên miếu máu mà khóc lóc là nó xấu dữ lắm. Mà con người ta khoái cho mình xấu, mà ai chê xấu thì không chịu. Thấy không? Cười là gì? Là thể hiện một cái gì đẹp, một cái gì đã chín mùi, một cái gì đã ngọt ngào, mình mới cười được quý Phật tử à. Phải không? Cho nên cái đêm giao thừa dọn một dĩa trái cây toàn là đồ sống nhăn không. Đi ra chợ một cái trái mẵng cầu xiêm mà lựa cái trái nào mà nó sống á, đặng chưng cho nó lâu. Đó gọi trái sung, trái mẵng cầu mà không cầu sống nữa. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, đó là cái lọc đầu năm mà quý Phật tử rất là xem thường cái lọc đầu năm. Cúng xong đem dục bỏ lọc đầu năm thì quý Phật tử có tận hưởng được cái gì của đất trời không? Mà những cái trái cây sống đó nó không hấp thu được năng lượng của vạn vật của vũ trụ. Đó rồi cúng xong rồi thánh thần mình ăn không được, thánh thần nào ăn? Có ai ăn cái trái mẵng cầu sống mà ăn chung với trái sung không? Mình ăn không được, vậy đó mà mình cúng cho thánh thần không, vậy làm sao đây? Cho nên cái điều đó là cái điều mình đánh mất, mà bắt đầu sự đánh mất này từ cái chỗ sai lầm của mình. Cho nên từ đây về sau, cái đêm giao thừa quý Phật tử hãy cúng một trái mãng cầu xiêm thật lớn. Thật, sắp sửa chín rồi, ngọt ngào rồi, thơm rồi. Quý Phật tử ơi, nó tròn đầy rồi. Một trái mãng cầu thôi, không cần thêm chữ đủ xài nữa. Đã nói tên là mãng cầu, là cầu đầy dung hết, cầu tất cả luôn. Vậy đó mà bây giờ cứ đem lên cầu đủ xài, lấy tiền đâu đi chùa. Làm con của Phật muốn đi chùa dữ lắm luôn, cứ giấy trời giấy Phật cho con năm nay con dư giả, con lấy tiền con đi chùa, con đi cúng dường, con đi từ thiện, làm đủ điều hết, mà năm mới cầu đủ xài. Quý Phật tử làm những cái điều nó sai tùm lum hết, thấy không? Một trái mãng cầu thôi, mãng cầu, chữ mãng là nó đầy sân luôn, còn chữ cầu là mình cầu tất cả, không cầu một việc đâu. Chừng cái trái mãng cầu chín rồi là quý Phật tử thấy là cầu sự thơm tho, cầu sự ngọt ngào. Thế là trước cửa nhà mình trong năm mới, tất cả những điều mong cầu của mình nó đầy đủ quá rồi. Còn cái gì mà để thêm cái trái đu đủ với trái dừa vô làm chi, rồi thêm trái xài sống nữa. Cầu đủ xài còn đỡ, này cầu dừa đủ xài. Thấy không? Rồi làm sao mà nó giàu với người ta đây, không hiểu nữa. Cầu cái gì con nhiêu đó làm hoài, năm nào cũng đủ xài, năm nào cũng đủ xài. Mà quý Phật tử ơi, mỗi lần mà nó xui một cái rồi cái nó thiếu nợ. Tại vì không đủ xài là thiếu nợ, phải không? Vậy thì mình chỉ cầu cho nó đầy là được rồi, phải không? Cho nên đó quý Phật tử thấy rằng là khi chúng ta chân đó, hai nải chuối hai bên là đôi bàn tay của một con người và trái đu đủ chính giữa.
Người miền Bắc gọi là su đủ, nó giống trái su, gọi là su đủ. Người miền Nam gọi là đu đủ, nhưng mà cái tên thật của nó là thu đủ. Cho nên đôi bàn tay của mình nâng cái chữ thu đủ này, có nghĩa là một năm thu hoạch đủ, thu tất cả mọi thứ đều đủ hết. Phải không? Cho người ta mượn tiền, thu đủ, người ta không có thiếu. Chân cái gì nó cũng trật hết đó quý Phật tử ơi. Thấy không? Cho nên rồi mình mỗi một năm đi qua như vậy, quý Phật tử thấy rồi, tất cả những cái niềm vui của mình nó mất. Rồi chúng ta đón nhận toàn bộ là tất cả những cái xấu, hoặc là tất cả những cái khổ lụy thôi. Đó, thầy nhắc lại cho quý Phật tử thấy cái nụ cười của Phật Di Lặc là làm sao chúng ta là người con Phật phải thể hiện cái điều đó. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 phải ăn chay. Ba ngày đó dứt khoát phải ăn chay. Vì sao vậy? Vì trong cái câu chuyện truyền thuyết đó, quý Phật tử thấy rằng là tại sao chúng ta phải cúng mùng 3. Người miền Bắc, cái phong tục, cái thông lệ của người ta nó khác. Mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 của mẹ, mùng 3 của thầy. Cho nên đó, mùng 1 người ta đi qua nội, mùng 2 đi qua ngoại. Rồi bây giờ mùng 3 người ta nấu một mâm xôi, một con gà luộc, một chai rượu, để rồi người ta tạ lễ với thầy, là những người đã dạy dỗ con người ta. Còn miền Nam nó khác, hiểu không quý Phật tử? Miền Bắc đó, người ta gọi là lễ ra mắt thầy, còn miền Nam gọi là lễ kiếu, nó khác nữa. Quý Phật tử, người miền Nam mình phải sống đúng với phong tục của miền Nam. Hồi xưa quỷ nó tràn vô trong đất liền, nó chiếm đất của người dân. Dân không có đất làm, cho nên dân nghèo lắm. Lúc bây giờ Đức Phật đi ngang qua cho một mảnh y cà sa, rồi dặn dạy người dân lấy tiền mua một miếng đất bằng cái bóng của y cà sa là đủ rồi. Con quỷ nó thấy tiền rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần cái bóng của y cà sa, cho nên nó cho và nó bán. Quý Phật tử thấy không? Cho nên miền Nam mình mới có cái tục dựng niêu, đưa cái cây tre lên để bán cái y của Phật lên trên đó. Cho nên quý Phật tử thấy rồi, tự nhiên rồi cái bóng của y cà sa nó rộng, rồi hãy mà cái bóng đi tới đâu là nó đẩy lùi ma đi tới đó. Cuối cùng đẩy ra tới ngoài biển Đông luôn, không có đất. Rồi quỷ nó mới bạch với Phật, nó nói là thưa Như Lai, mỗi một năm Như Lai cho con về đất liền 3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên rồi cái lòng từ bi của Như Lai mới dặn con người đó, ngày mùng 3 sáng sớm 5 giờ lễ cứu, đưa tiễn quỷ đi về biển. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái ngày lễ cứu đó, mình lịch sự mình cứu nó thôi, chứ không thôi mình đuổi nó đi nữa. Dọn cái mâm toàn là bánh kẹo với trái cây là đủ rồi. Ma quỷ nó không ăn trái cây, ma quỷ nó không ăn đồ ngọt, hiểu không? Vậy đó mà xúm nhau mần con gà để đó, rủ nó lỡ trước cửa nhà nhậu. Mới có mùng 3 Tết là mình đem cái hơi quỷ vô trong nhà mình rồi. Thấy không? Rồi thế hệ này, thế hệ kia, rồi quý Phật tử ơi, mình cứ đem hơi quỷ vào trong nhà. Cuối cùng rồi con của mình là những đứa mà nó thừa hưởng cái hơi quỷ đó. Rồi bây giờ mình giận nó, cái mình nó đồ quỷ sống, nó hơi quỷ không, rồi làm sao đây? Nó ăn xong con gà rồi quý Phật tử biết không? Tại sao mà máng cái chân con gà lên? Quỷ nó ăn thịt gà thôi, nó chừa một cặp giò lại, nó ăn không được. Hiểu không? Rồi đi ra thấy mất tiêu con gà còn có cặp giò, rồi cái máng cặp giò lên trước cửa nhà mình. Cái đồ thừa của quỷ mà mình chung ra chung vô, mình đổi cặp giò đó. Rồi tất cả chúng ta làm sai quý Phật tử hiểu không? Mình sai cho nên cuối cùng rồi đó, đáng lẽ ra cái phước của con người nó cao hơn quỷ, mà càng ngày mình cứ đổi cái đồ thừa của quỷ hoài, cho nên cái phước mình càng ngày càng thấp. Mỗi một năm nó thấp xuống một chút, mỗi một năm nó thấp xuống một chút. Trong gia đạo không bình an, sức khỏe không bình an, công ăn việc làm chẳng bình an luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có làm mấy cái chuyện đó nữa. Làm rồi cái bắt đầu đưa qua cho mấy ông thầy ở ngoài đó. Chàng ơi, cặp giò này tu coi coi, công nhận kỳ này chỉ có tiền nha, giò nó quấu lại vậy nè. Bà kia bà cầm cái cặp giò bà đưa lên, rồi năm nay chỉ hết tiền nó dảnh ra rồi. Cái chuyện đó bình thường thôi, khi mà mình luộc con gà hên là mình luộc nó vừa chín tới, cho nên cái chân con gà nó quấu lại. Luộc quá lửa thì con gà nó dảnh chân nó ra thôi, chứ có gì đâu. Vậy đó mà cũng đi đưa cho mấy ông thầy coi, rồi ông nguyền rủa cái gia đình mình năm mới. Tự động mình kêu người ta nguyền rủa gia đình của mình năm mới. Trời ơi, năm mới gọi cái tay bằng con chân con gà nó dảnh ra vậy nè. Hao tài tốn của, gia đạo bất an, nó chửi mình không? Mình khờ dữ lắm quý Phật tử. Năm mới mình kêu người ta lợi rồi người ta xỉ vả cái gia đạo của mình, thấy không? Cho nên đừng có làm cái đó nữa. Cố gắng để cho cái nụ cười của Phật Di Lặc nó vẫn còn ở trong cái mùa xuân của mình.
Phải không quý Phật tử, mùa xuân nó không bao giờ nó đi đâu hết, nó còn tồn tại. Mà tại chúng ta duyên theo cái cảnh đời của chúng ta xua đuổi mùa xuân đi. Hiểu không? Để mà mình buồn rồi cái mình đuổi mùa xuân đi. Đó, rồi mà người nào mà buồn rồi xuân hạ thu đông gì cũng chửi được hết á. Phải không quý Phật tử? Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, mang chi xuân đến gợi thêm sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Thấy không? Buồn cái thấy mùa xuân tới cái bắt đầu chê. Rồi cái mùa đang buồn như vậy mà không cười được, cái tới mùa hè, mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, không vui được luôn. Rồi xong có tới mùa thu, cái bắt đầu mùa thu lá bay em đã đi rồi, buồn nữa. Rồi cuối cùng cái tới mùa đông, cái tình chết theo mùa đông. Bốn mùa mùa nào cũng buồn hết. Rồi nụ cười của Phật Di Lặc nằm ở đâu đây quý Phật tử? Hiểu không? Mình là người con của Phật rồi thì đừng có bao giờ có những nỗi buồn đó. Mà quý Phật tử phải thấy rằng mùa xuân hiện hữu trong tất cả. Mỗi một ngày đi qua vẫn có mùa xuân, mỗi một tháng đi qua vẫn có mùa xuân, lúc nào cũng có mùa xuân hết. Mùa xuân hiện hữu trong bốn mùa xuân hạ thu đông luôn. Phải không? Cho nên có một nhà thơ nói rằng: cô gái xuân ơi, cô chẳng đi thì ai có thể đón cô về. Cô là nắng, cô là hạ vắng, là thu nhạt, là cả đông buồn lạnh tái tê. Có nghĩa là mùa xuân nó hiện hữu trong tất cả luôn quý Phật tử à. Nó hiện hữu trong mùa xuân, nó không có đi đâu, và chẳng có ai có thể hiện, có quyền đón nó về cả. Tại vì nó hiện hữu, nó vĩnh cửu, nó ở một nơi thôi. Cô gái xuân ơi, cô chẳng đi mà, thì ai có thể đón cô về. Quý Phật tử thấy không? Cho nên mùa xuân là gì? Cô là hạ vắng, là thu nhạt, là cả đông buồn lạnh tái tê. Chỗ nào cũng có mùa xuân, nó hiện hữu hết. Thì mình sống như vậy, mình mới có nụ cười của Phật Di Lặc quý Phật tử à. Hiểu không? Cho dù bây giờ đó trăm hoa đua nở, mình vẫn nở nụ cười. Mà tới mùa hạ rồi, kêu bằng là mưa dầm tầm tã, mình vẫn nở nụ cười. Và tới mùa thu lá rụng rồi, mình vẫn nở nụ cười. Tới mùa đông lạnh lạnh giá, mình vẫn nở nụ cười. Cuộc sống là như vậy đó quý Phật tử à. Đừng có để cho tất cả vui buồn nó làm cho con người của mình phải chạy theo nó, rồi cuối cùng mình trở thành một nô lệ cho tất cả vui buồn của cuộc thế. Mình phải làm sao làm chủ lấy mình mới được. Hiểu không quý Phật tử? Mình phải làm sao giữ vững được nụ cười của Phật Di Lặc, không phải là nụ cười của cái tượng Phật Di Lặc, mà là nụ cười của chính bản thân mình đó. Hiểu không quý Phật tử? Giữ lại cái nụ cười cho chính bản thân của mình. Ở đây đó thầy nói cho quý Phật tử nghe, trên đoạn đường tu của mình đó, có đôi khi đó có nhiều người nói rằng là tu nó khó quá. Có không quý Phật tử, có bao giờ nghĩ rằng tu nó khó không? Nghĩ rằng tu quá khó luôn. Rồi mình định nghĩa cái chữ tu của mình nó quá trừu tượng. Mình định nghĩa cái chữ tu của mình nó xa vời quá. Thấy không? Hỏi tu là gì? Thôi khó dữ lắm. Tu khó khăn dữ lắm. Rồi làm sao mà bây giờ mà lên đứng ở trên trời mà ngồi trên bông sen được? Rồi mình tưởng tượng ra cái thế giới của Phật nó xa lạ với mình. Định nghĩa như vậy là sai rồi. Quý Phật tử ơi, tu là gì? Là còn có nụ cười. Mất nụ cười là không có bao giờ tu. Mà bây giờ quý Phật tử để mất nụ cười rồi thì cầu muôn ngàn lần, lại muôn ngàn lần, tụng muôn ngàn bộ kinh, quý Phật tử ơi, mãi mãi không bao giờ chạm vào tay Phật được. Cho nên cái vé mà để cho chúng ta đi về chiếc xe Phật á, chiếc xe Phật cuối cùng mà cái vé để cho chúng ta đi về, cái vé đó không phải cầm trên tay mà để trên môi của mình đó quý Phật tử à. Phải không? Khi mà mình trả lại thân xác này cho cõi ta bà rồi thì linh hồn của mình bước ra thế giới vô hình. Quý Phật tử bước đến chiếc xe của Phật, sứ giả Tây Phương nói vé của cô đâu, nở một nụ cười, sứ giả mời lên xe. Còn cái mặt sụ xuống không ai cho lên hết. Mình cứ để cho khuôn mặt của mình nó sụ xuống hoài quý Phật tử à. Thầy nói thật luôn đó. Ở miền Bắc đón Tết là hoa đào, miền Nam đón Tết là hoa mai. Còn như đạo tràng Liễu Ngộ này nè, quý Phật tử đón Tết bằng hoa gì? Hả? Hoa gì quý Phật tử? Mô Phật suy nghĩ chưa kịp thầy ơi. Miền Bắc đón mùa xuân là hoa đào, miền Nam đón mùa xuân là hoa mai. Còn đạo tràng Liễu Ngộ phải đón mùa xuân bằng những đóa lam hiền. Ngồi đây bao nhiêu người, bao nhiêu đứa là bao nhiêu đó hoa của mùa xuân đó. Hiểu không? Hoa mai Tết xong tàn, hoa đào Tết xong tàn, hoa lam không tàn trong các mùa. Hiểu không quý Phật tử?
Đó là những đóa lam hiền để đón một mùa xuân vĩnh cửu. Cho nên mùa Tết thì mình cũng mặc áo lam, mình đi chùa. Mà mùa hè đến rồi, mưa dầm tầm tã, mình cũng mặc áo lam đi chùa. Phải không? Mùa thu nó có ảm đạm cỡ nào cũng mặc áo lam đi chùa. Quý Phật tử thấy không? Cho dù nóng, cho dù lạnh, lúc nào màu lam cũng nở hết. Còn mặc áo lam là đó lam hiền còn nở đó quý Phật tử. Cho nên mùa xuân trong đạo của chúng ta đón là những đó lam hiền đó quý Phật tử ơi. Nhưng mà ở trên đây thầy nhìn xuống thầy không biết nó có lam thì nó có đó, mà không biết nó có hiền hay không. Lam thì có mà không biết hiền không. Người ta gọi mình là những đó lam hiền, nhưng mà không biết rồi cái hiền mình để ở đâu rồi. Thưa thầy, trong cái khoảng mà quy bằng là trong vô lượng kiếp, con chạy lên con chạy xuống trong ba nẻo sáu đường, con gán con giữ được màu lam, mà cái hiền của con để đánh rơi không biết ở chỗ nào. Phải không quý Phật tử? Đánh rơi cái chữ hiền của mình rồi. Mà cái hiền là gì quý Phật tử biết không? Là hoa trái của nụ cười. Hiểu không? Người nào có trồng cây cười đó thì cái hiền của mình chính là hoa trái của nụ cười. Thí dụ như bây giờ cái nụ cười người ta thí dụ là một cái cây, thì cái hiền của mình chính là hoa trái của cây cười đó quý Phật tử. Người nào còn giữ trên cái môi của mình một nụ cười, mà cái gốc của nụ cười là gì? Là niềm vui quý Phật tử à. Cái gốc là niềm vui, cái thân là nụ cười, hoa trái của nó là gì? Là hiền. Người nào mà có cái niềm vui, người nào có nụ cười, cái mặt mình hiền dữ lắm luôn. Còn mà trong bụng mình dao găm không, cười cỡ nào cười cũng thấy dữ nữa. Phải không? Ở đây có nhiều người nhìn xuống cái là biết liền, khỏi cần nói. Cho nên thầy nói với cô Liễu Ngộ đó, thầy không dám nói đâu. Nói bữa 12 năm sau không có lại đây giảng nữa. Cho nên nhìn xuống thấy để bụng thôi, chứ còn không dám nói ra. Phải không? Tất cả chúng ta là đều như thế hết, chứ không phải riêng một người nào đâu quý Phật tử. Trừ trường hợp quý Phật tử giữ được nụ cười. Còn nếu không có nụ cười đó rồi, chúng ta không tự tại được như Phật Di Lặc đó, thì quý Phật tử mãi mãi chúng ta chỉ là sản phẩm của ma hết. Mình đi, thời gian của mình bỏ ra rất nhiều. Công đức của mình cũng bỏ ra rất nhiều. Quý Phật tử tạo ra cho mình biết bao nhiêu vô vàng công đức. Nhưng mà cuối cùng rồi quý Phật tử ơi, ma nó dục xuống đi. Mình nghe lời mình dục xuống. Ông Phật nói lượm lên đi con. Thôi, không lượm. Mà ma nó xuống bỏ, mình bỏ. Thầy nói ví dụ như đi nghe pháp xong xuôi rồi, cầm trên tay, vác trên vai vô lượng công đức, đi ra khỏi nhà của cô Liễu Ngộ, thí dụ chiếc xe kia nó sắn lại, nó quẹt mình một cái rồi, ông Phật nói giữ công đức đi con. Con ma nó nói dục xuống đi, săn cái áo tràng lên, chửi nó. Con ma nó xuống là bắt đầu mình chửi liền. Mỗi lần mình chửi là mình rớt công đức, mỗi lần mình chửi là mình rớt công đức rồi. Phải không? Chúng ta là con của Phật, mà quý Phật tử ơi, không bao giờ chúng ta nghe lời của Phật bảo, mà chúng ta cứ làm tay sai nô lệ cho ma. Ma nó xuống sao là làm vậy liền. Còn Phật dạy thì không nghe. Hiểu không? Bữa nay con đi vô trong đạo tràng của cô Liễu Ngộ rồi, con mới nghe một bài pháp này. Nhịn 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 đi con. Nhưng mà trong lòng của mình đó, cái Phật của mình nó quá ít đi quý Phật tử à. Cái ma nó lấn lướt từ xưa rồi, cho nên trong đầu mình có chất ma. Cho nên hễ mà ở ngoài nó có ma, tín hiệu của mình bắt liền. Thấy không? Ma nó nói chửi nó đi. Nó quấy, nó quẹo tầm bậy, nó đụng mình, chửi nó liền đi. Là bắt đầu chụp cái cổ xe, bắt đầu chửi tới luôn. Quý Phật tử ơi, còn miếng công đức nào đâu. Rồi lúc bấy giờ lam của mình cột lên hai cái vạt rồi, cái hiền của mình nó mất luôn. Thấy không? Vậy thì qua lam hiền của mình nó héo không? Nó rụng nụ không? Rụng hết rồi. Vậy thì tất cả chúng ta hủy hoại công đức của mình. Mình tu mà mình cứ hủy hoại hoài, mình tu mà mình không trân trọng, mình tu mà mình không biết chắc bót từng cái công đức của mình quý Phật tử. Đi vô trong đạo tràng, mình bỏ thời gian như bây giờ tối hôm nay quý Phật tử đã dành tất cả những khoảng thời gian. Con người thì rất là rảnh, mình đến đây mình nghe được đó. Con người phải sắp xếp đủ điều hết mới vào trong đây để nghe một bài pháp. Quý Phật tử không phải nghe thầy nói đâu, mà nghe lại chính lòng của mình. Thầy nói một bài pháp là nụ cười của Phật Di Lặc, nhưng mà chính chúng ta đang tìm lại cho mình một nụ cười đối với Phật tử. Thời gian của mình rất là hiếm hoi. Thời gian của mình cũng chính là thời gian của Phật. Vậy đó mà bây giờ quý Phật tử ơi, xong xuôi rồi đem về nhà dục bỏ hết. Thấy không? Rồi có đôi khi mình ngồi, mình lắng lòng, mình nghe được. Có khi mình ngồi, mình tìm lại nụ cười cho chính mình, tìm lại nụ niềm vui cho chính mình. Có khi ngồi rồi không thèm để ý gì hết luôn. Cái thân thì mình ngồi trong đạo tràng của cô Liễu Ngộ, mà cái tâm của mình nó đi chơi đâu ngoài siêu thị, ngoài hội chợ á.
nó tưởng tượng cái chuyện ở ngoài kia không? Hoặc là ngồi ở đây tìm lại nụ cười của Phật Di Lặc mà nhớ hồi chiều này mới gây lộn với bà cho nên cứ tức hoài. Rồi làm sao chúng ta sống trọn vẹn trong cái giờ phút thanh tịnh, trong cái không gian của Phật, trong cái thời gian của Phật đây? Phải không? Rồi về nhà cái cháu ngoại nó nói bà ngoại bà vô nhà của cô Liễu Ngộ đó, thầy lên thầy giảng gì bà kể cho con nghe với, tao nhớ tao chết liền đó. Tao nhớ cái chuyện gì đâu đâu không à, rồi làm sao mà nhớ mà từ lời rồi kể lại cho cháu ngoại nghe đây, phải không quý Phật tử? Cho nên mình đến đây cái thời gian của mình nó hiếm lắm quý Phật tử. Một ngày 24 tiếng đồng hồ quý Phật tử đã dành cho ma gần 20 tiếng rồi. Dành cho ma là 20 tiếng, còn chỉ có 4 tiếng thôi quý Phật tử à. 4 tiếng đó quý Phật tử ơi, mình lẫn lộn đủ cái á, phải không? Lẫn lộn ma Phật, còn 20 tiếng kia hoàn toàn ma không? Thấy không? Tới nỗi mà mình nằm ngủ, mình nằm chiêm bao mà mình còn thấy ma nữa thì rồi làm sao mà hết đây? Thấy không? Mỗi một ngày 24 tiếng đồng hồ, 16 tiếng khi mà mình còn thức. Quý Phật tử ơi, mình hoạt động, mình suy nghĩ, mình nói năng hoàn toàn bằng sự sai sử của ma. Cho nên còn 8 tiếng đồng hồ để cho chúng ta yên giấc mà quý Phật tử chưa bao giờ thanh tịnh. Nằm ngủ thấy ma nó rượt không? Vậy thì thức và ngủ đều là sống trong thế giới ma. Phải không quý Phật tử? Cho dù mình đã quy y Tam Bảo rồi, cho dù mình đã giữ gìn năm giới rồi, mà quý Phật tử ơi, chưa bao giờ mình chạm vào bàn tay của Phật A-di-đà một lần nào hết. Thấy không, có chạm chưa? Ông đứng ông xè tay hoài, không ai dịnh vô hết. Tới Tết rồi, mùng 1 Tết, Phật A-di-đà nói tụi con ơi, Tết nhất rồi đi vô đây. Như Lai dẫn tụi con đi một vòng, mô Phật bạch Đức Thế Tôn, hai tay con bận hết rồi. Phải không quý Phật tử? Tết hai tay của mình bận biểu hết rồi, thì làm sao mà mình có thể chạm vào tay Phật? Mình chạm vào bằng đôi tay nào đây quý Phật tử? Tết cái bắt đầu mấy cái Phật tử nam, hai ba nhóm luôn, nhậu, tay gấp mồi, tay cầm lon lấy gì nữa, cái tay nào chạm vô tay Phật? Không chạm được, phải không? Mất rồi, mất đôi tay rồi quý Phật tử. Nhưng mà ngày Tết là ngày gì? Là ngày hoan hỷ nhất trong cuộc đời của người tu. Vậy đó mà ngày đó mình không đem tất cả những cái hoan hỷ của mình để mà mình dính Phật một lần. Thấy không? Bắt đầu vô trong đó rồi, chỉ có một vài người ăn chay trường thì thôi, chứ còn nói chung là tất cả chúng ta đều mất đôi tay của mình trong ngày xuân hết. Phải không? Phật A Di Đà nói, còn mấy cái đứa kia con lại dính vô tay Như Lai đi con, mô Phật con mắt chia rồi, con mắt xè rồi, cho nên không đủ cái tay của con chạm vào tay Phật. Mô Phật con chạm vào tay Như Lai thì tụi nó tới trước con. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta xem thường Phật rất là nhiều, mặc dù đó chỉ là những cái rất là nhỏ nhặt, rất là đơn sơ, nhưng mà mình không bao giờ để ý là chết đó quý Phật tử. Hiểu không? Có một lần đó, một người Phật tử bơi xuồng đi ngang cái biển, con quỷ nó lấy cây kim nó đục vô trong cái đáy thuyền. Đức Phật nói, con ơi, đáy thuyền con bị lũng. Người cư sĩ đó nói, không sao đâu Thức Thế Tôn, nó nhỏ bằng ngẫu kim thôi, không sao đâu. Nhưng mà biển cả của cuộc đời, quý Phật tử ơi, con thuyền đi hết, chưa hết cái bến bờ nữa, thì nước nó rịn từ từ và nó chìm giữa dòng. Chưa đến bến bờ, bên kia nó đã chìm rồi. Cho nên có đôi khi mình ngồi, quý Phật tử ơi, những suy nghĩ của mình tưởng chừng như là nó vô hại, nhưng mà rồi cuộc đời của mình nó sẽ bị chìm giữa dòng sông khi mà mình chưa đến bến bờ của Phật. Hiểu không? Giống như bây giờ Tết đó, nói không sao, ba ngày xuân mà vui chơi chút đỉnh đi, không sao đâu. Mình là Phật mà, mình là con của Phật, ba ngày xuân chơi đi, không sao đâu. Rồi vô ngồi kêu lô tô. Cái ngày đó đâu có cần thiết phải ngồi kêu lô tô quý Phật tử. Hiểu không? Vậy mà tại vì nó vui thôi mà Phật ơi, Phật quan hỷ cho con ba ngày xuân để con ngồi con chơi một chút. Rồi tụ này chơi lô tô, tụ kia chơi tiến lên, tụ nọ chơi tứ sắc, tùm lum hết rồi. Những người rảnh rỗi thì gặp nhau rồi bắt đầu nói chuyện phào không. Đáng lẽ những cái lúc đó là những cái lúc mà chúng ta tìm lại năng lượng của Phật. Giờ phút đó là quan trọng nhất. Hiểu không? Đâu phải đợi tới 14, 15, 30, mùng 1 rồi chúng ta vô rồi chúng ta lại để chúng ta tiếp nhận nụ cười của Phật Di Lặc. Mà ngay ngày đầu xuân, đó chính là cái cơ hội để cho chúng ta tiếp nhận cái năng lượng của Thế Tôn. Vậy mà mình cứ bỏ qua hoài luôn quý Phật tử à. Hiểu không? Tết vui không quý Phật tử? Thấy không? Cũng vui nữa, thấy không? Mỗi một năm trôi qua mất hết tuổi mà hỏi vui không là vui hoài luôn, thấy không quý Phật tử? Cho nên người con của Phật, Tết không có nói là vui, mà Tết cũng không nói cái chữ buồn trong đó.
Hiểu hối Phật tử, Tết là an lạc thôi. Mà muốn an lạc là sao? Không vui không buồn. Cái người vui nhiều chừng nào đó, khi mất niềm vui thì họ sẽ khổ. Phải không quý Phật tử? Cho nên chỉ an lạc thôi, có nghĩa là mình vượt lên tất cả những tín hiệu của vui buồn trong cuộc sống. Người ta khen mình cũng an lạc. Người ta chê mình cũng an lạc. Mình giàu mà mình ăn Tết cũng an lạc. Mà lỡ mình nghèo mình ăn Tết cũng an lạc. Bữa nay năm nay có tiền ăn Tết cũng an lạc. Mà lỡ không tiền ăn Tết, tâm hồn mình vẫn an lạc. Thì có như vậy đó mới gọi là Tết mừng xuân di lạc được quý Phật tử à. Còn đằng này chúng ta bị duyên theo mọi hoàn cảnh, duyên theo cái tiền ở trong túi hoài là thất bại rồi. Phải không? Thấy cái mặt mà bữa đó nó đi vô chùa mà nó nhìn lên trên nóc chùa không, đó là biết nó có tiền đó. Nó có tiền nó đi cái tướng nó khác. Còn bữa nào mà nó rén lén lén nó đi, rồi nó lầm lũi lũi nó vô trong kẹt nó ngồi, biết bữa nay này quýnh bài thua rồi. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta làm cho cuộc đời nó không có đẹp được đó quý Phật tử à. Mình phải làm sao mình sống mình tự tại một chút đi. Có tiền cũng như vậy mà không tiền cũng như vậy. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đi. Người con của Phật phải có Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa ở trong đầu. Đi đến đâu cũng phải có Bát Nhã. Bất tăng, bất giảm có nghĩa là gì? Chửi tôi bao nhiêu, Phật tôi cũng không giảm. Mà bà ca ngợi tôi, bà khen tôi bao nhiêu, Phật tôi cũng chẳng tăng. Hiểu không quý Phật tử? Tôi giàu, tôi cũng chẳng có sạch. Mà tôi nghèo, tôi cũng chẳng có dơ. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Cái tu của mình là như vậy, chứ không phải tu là ngồi cứ điếm hoài luôn. Tôi nói thiệt với ông vô trong chùa mới đây, tôi ăn chay 10 năm rồi nè. Ăn chay 10 năm đâu có quan trọng. Tụng kinh 7-80 bộ pháp hoa cũng chưa quan trọng. Quý Phật tử ngồi đọc kinh mà thiếu vắng nụ cười, đó là ma độc. Quý Phật tử niệm Phật mà thiếu vắng nụ cười, đó là ma niệm. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình phải làm sao? Cái quan trọng nhất là cái chất của mình. Gán giữ nụ cười đi quý Phật tử. Người nào mà giữ được nụ cười tức là giữ Phật trong trái tim của mình. Mất nụ cười là mất Phật. Trên đoạn đường đi về Phật mà người nào đánh mất Phật rồi hết thấy đường đi luôn đó. Không có Phật làm ai dẫn đường cho mình đi đây. Mà tu mà giận hờn nhau hoài luôn mới thấy gớm vậy chứ. Ở trong cuộc đời mình nó có 4 dấu cộng trừ nhân chia. Quý Phật tử hiểu không? Biết không? Biết cộng trừ nhân chia không? Nhân là gì? Mình làm ít mà mình cứ nhân đôi hoài. Cúng dường con bao gạo mà năm nào cũng kể hết. Tức là một bao, năm sau cũng kể cái bao của năm ngoái. Thành ra một bao lên hai bao lên ba bao. Đó là nhân đó quý Phật tử. Hiểu không? Ngồi thiền, thí dụ như ngồi thiền có 10, có nửa tiếng đồng hồ à. Ai hỏi chàng ơi ngồi nãy giờ gần cả tiếng. Thấy không? Nhân đôi lên không? Đó gọi đi từ thiện cũng vậy nữa, cũng nhân đôi lên không. Người nào mà đi từ thiện mà kể lể cái chuyện khó khăn mà mình vượt qua được đó, chàng ơi chị không biết đâu vô trong lòng nó khó dữ lắm, con đường lầy lội mà tôi gán tôi đi qua, dấu nhân đó. Mà dấu nhân là gì? Là tham. Quý Phật tử nhớ, dấu nhân là tham đó quý Phật tử. Tham danh, tham vọng, tham lợi, tham đủ điều hết. Còn dấu trừ là gì? Sân. Dấu trừ là sân. Hỏi sao mà con không đi chùa? Có con mẹ đó không có con thầy ơi. Dấu trừ là sân đó quý Phật tử. Hiểu không? Dấu trừ là sân. Còn dấu chia là gì? Là si mê. Mình chia nhóm này, chia nhóm kia. Hỏi sao lúc này không đi chùa Linh Quang vậy mà đi qua bên chùa Giác Nguyên không vậy? Thôi cái nhóm đó tôi không chơi nữa rồi. Tôi thề với chị, cái nhóm đó mà đi từ thiện rủ tôi là tôi không đi. Tôi chơi cái nhóm bên đây thôi, nhóm bên đây ngon hơn nhóm bên kia. Quý Phật tử ơi, đó là si mê rồi đó. Hiểu không? Nụ cười của mình nó bị mất đi từ ba cái dấu đó, nhân, trừ và chia. Đó là tham, sân và si. Chỉ có một cái con dấu mà chúng ta cần xài, đó là con dấu trên ngực của Phật, đó là dấu cộng thiêng liêng. Chữ vạn là dấu cộng đó quý Phật tử à. Hiểu không? Dấu cộng đó mới kết nối được yêu thương. Dấu cộng nó mới xích lại gần nhau quý Phật tử à. Dấu cộng đó là nụ cười đó. Hiểu không? Hai đứa đang trừ nhau vậy nè. Trừ. Tao với mày trừ. Không chơi. Nhưng mà hai đứa bắt đầu đứng gần bên nhau. Hai đứa nắm tay nhau kéo một đường dài xuống thành dấu cộng liền.
Hiểu không? Buông bỏ tất cả đi. Hỡi những người bạn áo tràng lam, chúng ta hãy buông bỏ tất cả đi. Đừng để cái gì mà gọi là hiềm khích, đừng để cái gì gọi là nó mít lòng lẫn nhau. Buông xuống từ trên, buông xuống hết đi. Thì cái dấu trừ đó được buông từ trên xuống, nó trở thành dấu cộng liền quý Phật tử à. Ở đây mà quý Phật tử nào mà còn hiềm khích nhau, hãy buông bỏ tất cả đi. Ha. Buông bỏ đi để rồi chúng ta tìm lại dấu cộng nguyên thủy của chúng ta. Dấu cộng đó nằm trên lòng ngực của từng người con Phật đó. Phải không? Chứ không phải một mình Đức Phật có đâu. Tất cả những người con Phật đều có hết. Nhưng mà quý Phật tử ơi, chúng ta làm nó mờ đi từ vô lượng kiếp. Mình sống trong địa ngục thời gian rồi, cái không biết cát bụi của vô minh, cát bụi của địa ngục nó làm mất hết miếng. Cái lú đầu lên ngạ quỷ, cái nó mất thêm miếng. Lú đầu lên súc sinh, nó mất thêm miếng nữa. Rồi bây giờ may mắn làm được con người, đi soi gương nhìn vô trong lòng ngực của mình, mất tiêu dấu cộng thiên liêng đó. Mất tiêu rồi. Thấy không? Cái chuyện quan trọng ở đây là quý Phật tử phải làm sao để cho dấu cộng đó nó còn tồn tại. Dấu cộng đó cũng chính là nụ cười của Phật Di Lặc đó quý Phật tử à. Phải không? Bây giờ dám không? Dám sống trong năm nay 365 ngày của năm Ất Mùi nè, con sống bằng nụ cười, dám hứa với Phật không? Mô Phật dám hứa nhưng mà dám quên lắm. Con dám hứa nhưng mà con cũng dám quên. Hồi năm rồi là năm gì quý Phật tử biết không? Hồi năm rồi năm gì? Đúng rồi. Giáp, chữ giáp của nó là rừng cây. Rừng cây cổ thụ, chữ giáp là rừng cây. Còn ngọ là gì? Con ngựa phải không? Là tiểu bạch long. Quý Phật tử ơi, năm giáp ngọ là cái năm mà con tiểu bạch long của chính mình vượt qua khỏi rừng vô minh. Đạo tràng của cô Liễu Ngộ giờ tối hôm nay mà ngồi đây nghe pháp nè, có con ngựa nào vượt ra khỏi rừng vô minh chưa? Mô Phật dạ nó bị cột trong gốc cây rồi thầy ơi. Vượt gì nổi mà vượt, phải không? Nguyên một năm còn đau buồn, còn khổ sở, còn than thân, trách phận đủ điều hết. Mô Phật, mẹ Quan Âm ơi, sao con đi chùa mà thằng con của con nó quậy quá, con chịu không nổi. Mẹ Quan Âm ơi, con có thiện căn, con vô trong chùa, con tu hành bằng chồng con nam trì, địa ngục nó chửi con hoài. Ví dụ vậy, là con ngựa của mình làm sao ra khỏi rừng vô minh được quý Phật tử? Người nào mà còn có những suy nghĩ như vậy là quý Phật tử ơi tiêu rồi. Con nói thiệt, con đi chùa tâm hồn của con nó phơi phới lắm. Còn con ở nhà con nặng nề như sống trong địa ngục vậy. Là quý Phật tử thấy là mình không có nụ cười rồi. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đánh mất hết những cái dấu cộng của mình rồi đó. Ở đây ai có cái đó không? Có hết phải không? Vô trong đây rồi con nó quậy quá xa luôn. Không biết làm sao bây giờ quý Phật tử ơi. Tại vì mình thiếu nụ cười đó. Hiểu không? Một người cha mẹ của mình là cha mẹ rồi. Mình đi đến chùa mà mình giữ được cái phước của mình thì con của mình nó mới hưởng được cái đó. Thầy nói ví dụ như vậy để cho quý Phật tử dễ hiểu. Nếu cha mẹ là một cái tàn cây cổ thụ, cành lá nó còn xum xê, nó còn đầy đủ, nó còn hoa, nó còn trái, thì tất cả những đứa con nó ngồi dưới gốc cây, nó sướng mắc mớ gì nó phải bỏ gốc cây nó đi ra. Hiểu không? Còn đằng này cha mẹ gì gũng lá sạch hết rồi kêu nó ngồi dưới gốc cây, nó ngồi chịu nổi không? Phải không? Vô trong chùa mà không bao giờ tích lũy công đức, không dung phân, không tưới nước, người ta chửi, người ta đem phân xuống, người ta bón vào gốc cây, lụm phân chọi lại ngược người ta, rồi đứng chửi lộn hoài, cái phước hiện tại cũng mất mà phước tương lai cũng chẳng còn luôn. Thì quý Phật tử ơi, như vậy thì cái cây mình thiếu phân, cây của mình thiếu nước, thì quý Phật tử ơi nó rụng lá sạch hết. Thấy không? Rồi bây giờ mình đi chùa mà mình không trang trải cho con của mình được một chút phước báo nào thì nó bao giờ mà nó ngồi dưới gốc cây của mình đây? Nó sẽ không bao giờ sống trong sự che chở trong lòng tay của mình cả. Người nào mà sống mà đầy đủ phước báo, tàn cây xum xê, cành lá xum xê, hoa trái nó thơm tho như thế đó quý Phật tử, dù con của mình nó đi thiệt là xa, mình ở vùng này mà con mình đi học xa, nó vẫn nhớ mình và nó vẫn nghe lời mình. Còn mà lá nó rụng hết rồi, nó ở chung trong nhà chứ rồi, tìm nó hoài không thấy. Nó thoát khỏi và thuộc khỏi tầm tay của mình đó quý Phật tử à. Phải không? Cho nên mình tu làm sao mình giữ vững được nụ cười là được rồi. Trong gia đình mình phải làm sao? Nếu muốn gặp nhau sau này thì hãy bắt gặp nhau trong cùng một nụ cười. Chồng cười, vợ cười và con cái cùng cười với nhau và cười cùng một kiểu. Hiểu không quý Phật tử? Cùng tìm đến tận nụ cười chứ không phải hai vợ chồng cười hai kiểu là thất bại rồi. Có không? Có khi nào hai vợ chồng cười hai kiểu không? Có phải không? Cười hai kiểu là tiêu cái gia đình nó rụng lá hết luôn đó quý Phật tử. Thì con nó bỏ nhà nó đi luôn. Mệt lắm đó quý Phật tử à.
Cho nên rồi mình bổn phận làm con, thấy cha mẹ mình thiếu vắng nụ cười, tụi con phải làm sao chăm sóc cho gốc cây của bố, gốc cây của mẹ, để gốc cây bố mẹ của mình xanh lá lại. Cây của bố là phúc, cây của mẹ là hạnh, cho nên rồi là hạnh phúc. Mình làm con, mình đừng bao giờ thấy rằng là thôi ổng bả rụng lá hết rồi, mình bỏ nhà mình đi luôn là thất bại. Hiểu không? Thấy bố mẹ của mình rụng lá thì mình làm sao, những đứa con mình phải làm sao dung phân tưới nước lại. Dung phân là gì? Là che chở. Tưới nước là gì? Là an ủi. Không binh người nào cả, phải không? Mình che chở, mình an ủi để làm sao cho cái cây hạnh của mẹ mình xanh lá, cây phúc của cha mình ra hoa. Đó chính là cái nụ cười đối với Phật tử à. Nụ cười của Phật Di Lặc áp dụng trong cuộc sống đời thường của mình, chứ không phải nụ cười của Phật Di Lặc chỉ nằm ở trong chùa không đâu. Phải không? Mình đến chùa mình nhìn cái tượng của Phật Di Lặc, mình nhìn để mình nhớ, mình nhìn để mình làm theo, mình nhìn để mình thực hành. Mình đem tất cả bóng dáng nụ cười của Phật Di Lặc từ trong đạo tràng để mình đem ra ngoài giữa đời thường. Phải không? Giống như mình ngồi mình đọc kinh, cái sai của mình là mình ngồi mình đọc kinh trong đạo tràng mà quý Phật tử chưa bao giờ đưa cái trang kinh vào tận trang đời. Cái đó là cái sai của mình đó, cái thiếu thốn của mình dữ lắm. Vô trong chùa tụng kinh nghe thiêu bằng là thuộc lòng, đọc ngân nga, đọc hay lắm mà về nhà chưa có một miếng kinh nào trong nhà của mình hết. Thấy không? Quý Phật tử có bao giờ đem cái trang kinh ở trong đạo tràng mà về tới nhà mình đâu. Chưa bao giờ đem cái trang kinh ở đạo tràng mà về tới cuộc đời đâu quý Phật tử. Phải không? Đi với Phật tôi mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Có nghĩa là vô trong chùa tôi đọc kinh, tôi hiền dữ lắm mà về nhà rồi là gặp quỷ tôi trừ quỷ liền. Chửi lộn sùm hết luôn. Người ta nói bà hai sao bà đi chùa mà bà chửi dữ vậy. Ừ tôi vậy đó, tôi gặp Phật là tôi niệm nhưng mà gặp ma tôi quýnh nó liền. Cái đó là cái sai của mình rất là nhiều quý Phật tử, mà người nào cũng vậy hết á. Biết không? Có nhiều người vô trong đây Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà về nhà rồi Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, khác không? Khác không? Ở đây thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật niệm điều lắm mà về nhà Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời. Nó thất bại dữ lắm luôn quý Phật tử à. Như vậy thì làm sao chúng ta giữ được nụ cười của Phật đấy? Cái nụ cười của Phật đó chính là Phật. Nụ cười của Phật chính là cái tác nhân cuối cùng để cho chúng ta về Phật. Nụ cười của Phật cũng chính là chiếc vé để cho chúng ta lên xe Phật. Và nụ cười của Phật cũng chính là gì? Là nhiên liệu để thúc đẩy cho chúng ta mạnh mẽ tiến về nơi đất nước của Phật. Chiếc xe mà không có xăng quý Phật tử có thể đi được không? Xe không xăng chạy được không? Không. Con người tu thiếu nụ cười không về Phật được. Cho nên thầy mong rằng nguyên một đạo tràng của chúng ta cười mà bằng lục căn thanh tịnh. Đôi mắt con cười, lỗ mũi con cười, đôi môi con cười, lỗ tai con cười, 84.000 lỗ chân lông của con cười, trái tim của con cười và cái đầu của con mãi mãi giữ nụ cười của Phật. Thì như vậy mới được quý Phật tử à. Chứ không phải cười bằng cái môi không đâu. Cười bằng cái môi là cười nhếch mép đó. Bà đó bà mới vừa chửi mình xong cái bà chợt chỗ chúa bà té là nhếch mép cười liền. Vừa tội bà dám xúc phạm đến những người con Phật. Như vậy là không được rồi. Mình phải có một nụ cười hoan hỷ sẵn sàng tha thứ cho mọi người đi quý Phật tử. Mình có tha thứ cho người thì người sẽ tha thứ cho mình. Đằng này mình sống mà mình không tha thứ cho ai hết, rồi một ngày nào đó trên đoạn đường của cuộc đời là cái cuộc sống của mình là cuộc sống của lỗi lầm mà quý Phật tử. Ai dám khẳng định rằng từ xưa tới bây giờ con chưa từng phạm lỗi lầm không? Có khẳng định không? Vậy thì bây giờ người ta có lỗi trước, mình tha thứ đi, rồi một ngày nào đó lỡ mình làm cái lỗi sao, người ta sẽ tha thứ lại cho mình. Hiểu không? Thì như vậy, mình tha thứ cho người, đó là dấu cộng. Người tha thứ lại cho mình, đó là dấu cộng, là tín hiệu của yêu thương đó quý Phật tử. Hiểu không? Mình sống mà toàn bộ trái tim của mình cứ bằng mất tín hiệu hết luôn. Có không? Có trái tim này liên lạc với trái tim kia bằng tín hiệu không? Có mà không phải tất cả, chỉ có hai đứa nó liên lạc thôi. Phải không? Mình liên lạc bằng trái tim có nghĩa là tất cả mọi người, già trẻ bé lớn, người thân, người thù hay là tất cả mọi người đều liên lạc với nhau bằng tín hiệu của yêu thương từ trái tim của mình. Cái đó không dành riêng cho ai nha quý Phật tử. Phải không? Mình là đạo tràng ở đây, quý Phật tử phải liên lạc với nhau bằng cái trái tim của mình, bằng nụ cười thiêng liêng của mình, bằng tiếng lòng thanh tịnh của mình mới được. Còn đằng này quý Phật tử sống mà mình không có bao giờ có những tiếng nói từ trái tim của mình, tiếng nói trong cái tâm hồn của mình cả. Mình nói bằng cái bờ môi mấp máy thôi, bằng ngôn ngữ của cuộc đời. Quý Phật tử ơi, không phải bằng ngôn ngữ của Phật. Người ta chửi mình, chửi lại liền. Người ta khen mình, khen lại liền. Rồi quý Phật tử thấy ai khen mình rồi, quý Phật tử đi kiếm cái người đó hoài luôn. Hỏi sao bà hai bà kiếm nó hoài vậy? Tại nó khen tôi kiếm nó, nó khen tôi nữa.
Nhỏ đó nói: "Bà hai ơi, con không phải nịnh bà đâu chàng ơi. Từ ngày bà vô trong Liễu Ngộ, bà nghe pháp tới giờ thấy bà trẻ ra, bà đẹp giống bà tiên quá. Đi kiếm con nhỏ đó hoài, nói chuyện với nó hoài để nó khen chứ không gì hết á. Mà lỡ bữa nào mà nó nói bà hai, con nói thiệt, sao mà bà tu sao mà bây giờ bà thất thần, tóc bà bạc, bà mớm dữ vậy bà, làm mô Phật gặp nó là trốn không. Sợ gặp nó cái nó chê chứ không gì hết á. Mình sống bằng sự khen chê, tức là quý Phật tử đang sống trên bờ môi của thiên hạ. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta là những người con Phật, là áo tràng lam, là màu áo lam hiền. Quý Phật tử hãy sống trong trái tim của Phật, đừng sống trong bờ môi của thiên hạ nữa. Hiểu không quý Phật tử? Mình sống trong bờ môi của thiên hạ muốn mình đi chùa cái khen mình dài ba câu. Thiên hạ muốn mình bỏ đạo cái chửi mình dài ba câu là thất bại không? Tự nhiên nó nói rằng là trời ơi, cái bà này bà mặc áo tràng, áo ra áo có mặt, bả ra cái mặt bả hai dòng quỷ mà bày đặt mặc áo tràng là bỏ chùa luôn. Thấy không? Mình sống trong bờ môi của thiên hạ. Quý Phật tử ơi, người ta nói mình bà là quỷ mà bà tu cái gì? Thầy xin thưa với quý Phật tử, chỉ có quỷ mới tu thôi. Hiểu không? Phật đâu có tu. Ông Phật làm gì tu nữa? Cho nên á, chỉ có quỷ mới tu thôi. Ở trong bệnh viện chỉ có người nào mà bệnh mới nhập viện thôi, người khỏe mạnh vô đó làm gì? Quý Phật tử thấy không? Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái chùa là bệnh viện đó. Cho nên tất cả những người nào bước chân vào trong chùa đều là bệnh nhân, nặng hay nhẹ thôi. Mà hình như vô trong cái chùa rồi là bệnh nặng không đó. Bệnh nhân nặng dữ lắm luôn đó quý Phật tử à. Thành ra rồi mà người nào nói trời ơi sao mà tôi vô trong chùa tôi thấy lộn xộn quá vậy nè. Người ta khỏe mạnh người ta đâu có vô chùa. Người ta khỏe mạnh người ta giảng sanh Tây Phương hết rồi. Mà cái người giảng sanh Tây Phương là người đã được bác sĩ cấp một giấy xuất viện. Hiểu không quý Phật tử? Còn mình mà còn nằm ở đây mà mình còn lăn lộn ở đây là biết mẹ này còn nặng lắm, cái ông này còn nặng lắm rồi. Đó. Một ngày nào đó tự dưng rồi có một chú Phật tử lên thông báo cho nguyên một đạo tràng giống như bữa nay vậy nè. Nhân cái ngày mà 12 tháng Giêng, hôm nay thầy đến đây thầy nói pháp, con xin thông báo với tất cả đạo tràng, ngày mai 13 con về Phật. Quý Phật tử biết ông đó xuất viện rồi đó. Hiểu không? Mà còn nín thinh mà cứ ngồi niệm Phật. Ba hồi niệm, ba hồi chửi, ba hồi niệm, ba hồi chửi. Biết bà này là cứ bằng bệnh nhiều lắm. Bà xuất viện xong cái bà đi ra, cái bà bắt đầu nhập viện trở lại. Bệnh của bà không hết. Hiểu không? Bác sĩ nói con ơi, con về con kiêng nha con. Đừng có ăn tầm bậy tầm bạ. Kêu bằng kiêng, tức là con đừng sát sanh, kiêng nha con, đừng trộm cắp, kiêng nha con, đừng tại dâm, kiêng nha con. Mô Phật năm điều kiêng đó con gán giữ nha, mà về năm điều đó mình quất sạch sẽ hết, bệnh vô bệnh viện nữa. Quý Phật tử ơi, mình tối ngày mình như vậy, mình chuyển viện đó nghe quý Phật tử. Mình nhập cái viện ở cõi người này đỡ đó. Bệnh viện này mình nhập ở đây đó là quý Phật tử biết là ra ngoài phòng dịch vụ rồi khỏe đó. Mà mình tu không khéo, mình ăn tầm bậy tầm bạ mà nó bệnh nặng rồi, cái bắt đầu nó đưa vô trong cái vùng cấp cứu, tức là vùng cấp cứu ở dưới địa ngục á, là bệnh viện đó là ghê gớm lắm đó. Bệnh viện đó là gần nhà xác rồi, thấy không? Cho nên mình tu bây giờ mình mang được thân người, mình là một con người, mình sống ở trong đạo tràng này là quý Phật tử mừng đi. Tại vì mình sắp sửa xuất viện được rồi. Còn mang thân con chó, mang thân con thằn lằn, con rắn, con này kia, con cọp, con sói, quý Phật tử ơi, làm sao chúng ta hết bệnh được đây? Làm sao nó biết uống thuốc đây quý Phật tử? Quý Phật tử còn phân biệt được đây là điều phải, đây là điều quấy. Quý Phật tử còn biết điều thiện, điều ác. Tức là quý Phật tử còn biết uống thuốc, hiểu không? Còn ăn chay trường được là còn biết uống thuốc. Còn con cọp, con sư tử, con chó sói nó biết ăn chay trường không? Nó không biết, tức là nó bệnh mà nó không bao giờ uống thuốc được. Rồi sau khi nó chết rồi, cái nó bắt đầu nó xuống một bệnh viện nữa, tức là bệnh viện ngạ quỷ. Rồi ngạ quỷ quý Phật tử ơi, không có cơm gạo đâu mà ăn, cũng không có thịt đâu mà ăn, mà chỉ liếm máu mủ của chính bản thân mình mà ăn thôi. Rồi nó có tu được đâu. Rồi sau khi mà cái bằng chuyển bệnh viện nữa, bà này nặng quá rồi, chuyển xuống cái nữa là xuống địa ngục A Tỳ. Tối ngày nằm trong chảo dầu sôi, tối ngày cơm cột đồng cháy đỏ, tối ngày bị treo ngược hoài. Thì quý Phật tử thấy cuộc đời của mình chết không? Biết chừng nào xuất viện đây, biết chừng nào hết bệnh đây quý Phật tử. Toàn bộ tất cả chúng ta mà lên đên trong cõi ta bà, xuống lên trong ba nẻo sáu đường vì chúng ta thiếu nhiên liệu. Hiểu không? Mà nhiên liệu đó là nụ cười đó. Cho nên mỗi mốt về cười cho nhiều quý Phật tử ơi, để rồi cái trái tim của mình nó nạp nhiều nhiên liệu hơn, biết không? Cười là năng lượng sống, cười là năng lượng của Phật, người cười là năng lượng của yêu thương, cười là năng lượng của an vui và tự tại. Người nào mà cười nhiều người đó tự tại lắm quý Phật tử, hiểu không?
Bác sĩ nói một ngày mà cười 36 lần người đó trẻ mãi không già. Bác sĩ ở ngoài con nói một ngày mà con cười được 36 lần, chúng ta vận động cái cơ mặt, cơ môi của mình đó, thì cái mặt của mình lâu nhăn, có gì đâu. Nhưng mà bác sĩ cũng dặn cười đừng quá 36 lần, người ta nói mình ở trên kia đi xuống, hiểu không? Thí dụ như ban đêm rồi đó, quý Phật tử cười xong rồi, mình cười 35 lần rồi thì thôi lỡ rồi, vô trong bụng đừng có cười nữa. Cười cho nó đủ 36 lần là người ta nói mình kỳ lắm, biết không? Ổng dở mùng ổng chung ra, ổng nói tao nói cho mày nghe, sao bữa nay ba nằm ba ngủ ba nhìn đóng mùng ba cười hoài. Tự nhiên ổng dở mùng ổng chung ra, không dám ngủ luôn đó quý Phật tử. Bà ngoại mày lúc này tao thấy kỳ dữ lắm rồi, từ ngày bà đi chùa tới giờ sao mà bà cười khang không? Thấy không quý Phật tử, như vậy là không được. Cười nó là tín hiệu, nhưng mà quý Phật tử phải cười sao cho đúng thời, đúng nơi và đúng lúc mới được, phải không? Tự nhiên rồi cái tất cả mọi người ta đi xuống hết, ngồi một mình lên trên đạo tràng Liễu Ngộ, cái ngồi cười hoài vậy sao được? Người ta mời xuống, cô Liễu Ngộ nó thôi xuống ăn cháo, thôi xuống ăn bánh mì đi, không thèm xuống mà ngồi cười cho đủ 36 lần là chết liền. Mô Phật, tại vì hồi sáng tới giờ con cười mới có 4 lần à, cười thêm 32 lần nữa cho nó đủ. Cười cái kiểu đó rồi làm sao người ta dám mời mình lại nghe pháp nữa quý Phật tử, phải không? Cho nên nói là cười qua 36 lần có nghĩa là tất cả chúng ta phải giữ nụ cười của mình, giữ mãi cái nụ cười, không phải bằng đôi môi mà mình cười bằng đôi mắt, cười bằng tất cả những hành động của mình. Trong lời nói của mình nói, nó vẫn có âm hưởng của nụ cười. Trong cái nhìn của mình nó vẫn có âm hưởng của nụ cười, quý Phật tử hiểu không? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, trái tim của mình cười, đôi mắt của mình cười đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử, mùa xuân rồi, quý Phật tử phải gắng giữ gìn cái năng lượng sống của năm mới. Hồi năm rồi, năm Giáp Ngọ, quý Phật tử để cho con ngựa mình bị trói trong rừng cây. Năm nay năm gì quý Phật tử? Ất là cỏ, là bình nguyên, đồng cỏ mênh mông, là hiện thân của sự thanh bình, hiện thân của lộc. Con dê ăn cỏ. Quý Phật tử đếm coi từ con số 1 tới từ con Tý tới con Mùi nằm số mấy? Đếm thử coi từ con Tý tới con Mùi nằm số mấy? Số mấy? Ăn no rồi đi nhiều chuyện. Ất Mùi đó tức là con dê, mà con dê là số 8, ăn cỏ ăn đã rồi cái đi nhiều chuyện không? Hồi năm rồi tu đó để cột trong cái rừng vô minh, năm nay tu ăn xong đi nhiều chuyện. Cho nên á, chữ Mùi là số 8 mà 8 là nhiều chuyện. Tại sao vậy? Cái miệng của mình hình tròn, hiểu không quý Phật tử, là con số 0. Đó đi nghe người ta xong về cái nói câu gì đó kể lệ cho người khác nghe, cong chút xíu thành số 8 liền. Bẻ cong sự thật. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, không có một người nào mà đi nghe một câu chuyện về kể đúng cái nồng độ của câu chuyện hết. Thấy không? Tùy theo cái mệt của mình, rồi tùy theo cái cảm xúc của mình, tùy theo cảm tính của mình, mình kể câu chuyện đó khác liền. Chỉ cần mình tăng độ một cái này, câu chuyện nó khác rồi. Thí dụ thầy nói ông hai, ông nói tao nói thiệt á, tao giận bà hai dữ lắm luôn. Bà gặp tao cái bà không nhìn tao. Cái nồng độ của ông hai nói như vậy thôi. Mình chạy mình kể cho bà hai nghe, bà nói con nói ông hai ông mới chửi bà, ông đó ông giận bà dữ lắm á. Bà gặp mặt ổng bà không có nhìn mặt ổng. Mình tăng đô vậy là có chuyện người ta thành số 8 liền, có thấy không? Đó là nhiều chuyện đó quý Phật tử. Mình nói theo dân gian là nhiều chuyện, mà nói theo cái vấn đề quý phái một chút đó là những người bị thu thập kiến thức và phát thanh kiến thức không đúng sự thật. Hiểu không? Thu kiến thức và phát kiến thức mà phát không đều. Khi lớn khi nhỏ đó, phải không? Người ta nói nhỏ mà phát cho nó bự, người ta nói bự mà về kể cho nó nhỏ, đó là nhiều chuyện rồi. Trong đạo tràng Liễu Ngộ ai là bà Tám đâu giơ tay lên coi. Mô Phật, tụi con cười là thầy biết rồi, khỏi cần giơ tay lên. Hiểu không? Cười là biết mình tám hết rồi chứ gì nữa, phải không? Đâu cần giơ tay lên đâu. Thật sự ngồi ở đây mà nhìn xuống là biết rồi. Trong đạo tràng này bà Tám có nè, ông Tám cũng có, chị Tám có, anh Tám có, thằng Tám có, con Tám có, đủ kiểu hết quý Phật tử. Người nào cũng tám hết. Mỗi một người có một cái cách để mà chúng ta nói chuyện. Thời gian ở đâu mà quý Phật tử cứ để ý người ta hoài vậy quý Phật tử? Không có đủ thời gian đâu. Mình nhìn lại với chính mình một chút để mà mình trân trọng, mình bảo vệ cái nụ cười của mình. Quý Phật tử chỉ cần bỏ lỡ, mình không bảo vệ nụ cười của mình đó quý Phật tử, mình đi qua nhà hàng xóm, mình nói chuyện đầu này, nói chuyện đầu kia, cái nụ cười mình quên bảo vệ, nó biến thành đôi môi đang khóc. Nó không còn cười nữa quý Phật tử à.
hiểu không? Bây giờ thầy nói thật đó, ở nhà của mình lo cho mình đi, mình tu, mình niệm Phật, lo cho con, lo cho cái, mình lo cho mình đi, đừng có qua nhà hàng xóm rồi bắt đầu mình nói chuyện người ta, thì nụ cười của mình sẽ giữ mãi. Còn mình qua nhà người ta, mình nói chuyện xong, thì cái nụ cười của mình sẽ biến thành cái bờ môi nó méo mó tùm lum hết. Mà mình thích lắm quý Phật tử ơi, thầy nói thật luôn, mình thích đi nhiều chuyện dữ lắm. Hình như nó chính là cái người ta gọi là cái gì quý Phật tử? Là cái gì quý Phật tử à? Thích đi nhiều chuyện có nghĩa là gì? Hình như nó là máu thịt của mình rồi, nó quen như vậy rồi, cha truyền con nói như vậy rồi, hiểu không? Người nào cũng thích hết đó quý Phật tử ơi. Đang ngồi nghe pháp gì nè, mà lỡ nghe cái đùng đằng kia là quay ra nghe nhìn hết liền. Cái bản tính nhiều chuyện của mình nó vẫn còn trong đây, hiểu không? Mình nghe xong mình nghe cái đùng cái là mình quay mình đi kiếm liền. Mình đang ngồi mình đọc kinh cũng vậy, mà mình nghe xôn xao ồn ào ở bên ở ngoài đường là bắt đầu mình tụng kinh nó không có thanh tịnh rồi. Đi chùa ngồi tụng kinh nó mà nghe cái đùng cái là mình quay qua mình đi kiếm rồi. Thậm chí hồi nãy cũng vậy, đang ngồi nghe pháp mà cái điện thoại người ta reo mắc mớ gì cũng gán nhìn qua. Mình tập trung để mình giữ nụ cười của mình đi, không người ta reo bắt đầu kéo nhau nhìn qua liền. Một người để điện thoại reo thì hãy để cho một người đó mất thanh tịnh thôi, làm nguyên một đạo tràng tự nhiên xôn xao mất thanh tịnh hết nguyên một đạo tràng. Một người đã mất nụ cười rồi mà nguyên một đạo tràng mất nụ cười luôn, thấy không? Vậy thì cái đó là cái tội của mình chứ không phải là cái người để cho điện thoại reo đâu. Hiểu không quý Phật tử? Mình dặn rồi, vào trong đạo tràng hãy tắt nguồn đi để rồi cho đạo tràng được thanh tịnh. Rồi điện thoại của cô ấy quên tắt cho nên điện thoại cô ấy reo. Cái đó đâu phải là lỗi của cái điện thoại reo đó. Nếu tâm hồn của mình thanh tịnh, nếu mà mình sống trong nụ cười thì nó reo chẳng có ăn nhầm gì mình hết, hiểu không quý Phật tử? Không reo mình vẫn sống, cũng vẫn cười, mà điện thoại nó có reo mình vẫn cười, im lặng hết mình vẫn thanh tịnh, mà bây giờ ồn ào lòng của mình vẫn thanh tịnh đó. Thì như vậy đó quý Phật tử mới có thể giữ được nụ cười của Phật Di Lặc. Còn nếu không thì cuộc đời này đó quý Phật tử ơi, tu cho nhiều thiệt là lâu. Như bây giờ đó nguyên một đạo tràng của cô Liễu Ngộ tổ chức cho quý Phật tử ngộ đây tu nè. Tu xong xuôi rồi cái bắt đầu Phật A-di-đà đi xuống đây, cái Phật Thích Ca nói: thưa huynh, huynh thấy nguyên một cái Phật tử ở đạo tràng của cô Liễu Ngộ này đứa nào được? Phật A-di-đà nói huynh đừng buồn nghe, không đứa nào được hết luôn. Thấy không? Không có thứ nào được hết. Vì sao vậy? Vì quý Phật tử không có giữ được nụ cười. Không phải là mình không cười quý Phật tử, nhưng mà nụ cười của mình không có chất Phật. Mình phải cười làm sao nó có chất Phật. Nụ cười của mình phải có cái chất hỷ xả, bao dung và độ lượng. Cười như vậy mới được. Chứ không phải mình cười theo cái kiểu hàng ngày của mình đâu. Trúng số mình cười kiểu khác, đúng không? Rồi người ta khen mình cười kiểu khác. Đó, rồi người ta chửi mình tức quá, mình chửi không được, cái mình cũng nhếch mép, mình cười kiểu khác nữa. Ở đây mình làm sao cười có chất Phật, cười hoan hỷ đàng hoàng. Bà ấy nói đúng, mình cũng cười, mà cười trong cái tâm trạng rằng là bạch Đức Thế Tôn hay lại mẹ Quan Thế Âm, bà ấy chưa hiểu con, hiểu không? Mình vẫn nở một nụ cười. Còn người ta hiểu mình thì mình vẫn nở một nụ cười: lại mẹ Quan Thế Âm, con xin cảm ơn bà ấy đã hiểu con rồi. Tất cả chúng ta hãy sống mà chúng ta phải tìm lại cho mình, đánh thức cái nụ cười của mình trở lại. Đừng để nụ cười của mình ngủ quên nữa nghe quý Phật tử. Có không? Có để nụ cười bị ngủ quên không? Có. Tất cả chúng ta để nụ cười của mình ngủ quên hoài. Năm nào cũng vậy, tới mùa xuân cô Liễu Ngộ cũng mời thầy đến đây để mà đánh thức cái nụ cười của quý Phật tử hết. Nhưng rồi 365 ngày đã trôi qua, quý Phật tử ơi, không ai cười nổi hết. Phải không? Mình duyên theo tất cả những lẽ sống của cuộc đời để rồi mình đánh mất đi cái hồn Phật của mình đó quý Phật tử. Từ đây về sau thầy khuyên quý Phật tử một điều, và làm cái hành trang, làm cái kim chỉ nam cho mình trong cuộc sống. Người ta chửi mình tức là người ta đang dung phân cho mình. Người ta có khen mình là người ta đang tưới nước cho mình. Người ta chửi mình vì người ta chưa hiểu mình. Người ta khen mình tức là người ta đã hiểu mình. Ví dụ như vậy, để quý Phật tử giữ mãi nụ cười, đừng để nụ cười nó tắt nhanh trên bờ môi của mình nữa. Hiểu không? Thí dụ mình cười là mình đang thắp lên một ngọn nến yêu thương. Mình làm cho tất cả mọi người cười tức là mình mồi cái ngọn nến yêu thương này cho tất cả những tâm hồn bất hạnh. Hãy làm cho đạo tràng của Liễu Ngộ cười hoài đi quý Phật tử. Cười trong yêu thương, cười trong xích lại gần nhau, cười trong những cái tín hiệu và bắt gặp nhau trong cùng một lối sống. Người nào mà hôm nay đó, hồi năm ngoái mà còn giận nhau, năm nay bỏ liền đi quý Phật tử. Xong buổi giảng này rồi, nghe lời thầy, thôi bây giờ tu với chị, mình bắt tay huề, hiểu không quý Phật tử? Để cho chúng ta kết nối lại nụ cười. Mình có giận mẹ mình,
Bây giờ về nhà mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, rồi bắt tay với mẹ mình để kết nối lại nụ cười, để trái tim của mình liên lạc được với trái tim của cha mẹ của mình. Hiểu không quý Phật tử? Ở đây có con nào mà giận cha mẹ không? Mô Phật bây giờ thì chưa giận, nhưng mà mai mốt con không dám hứa. Bây giờ thì chưa giận, nhưng mà mai mốt thì mình đâu có dám hứa đâu, phải không? Nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày không phải để chúng ta nghe cái nụ cười của Phật Di Lặc, mà ngày hôm nay là ngày quý Phật tử phải tự hứa với Phật và tự hứa với lòng mình. Từ đây cho đến cuối cuộc đời của con, đây là lần khởi động đầu tiên của con để tìm đến nụ cười. Con xin hứa với Phật và hứa với lòng con và hứa với bố mẹ thân thương của con sẽ cúng dường cho cha mẹ của con bằng những nụ cười chân tình nhất của con. Như vậy đi quý Phật tử, đừng để cho chúng ta sao lãng, đừng để cho chúng ta cứ mãi mãi rồi cuối cùng cứ là nuối tiếc, cứ ân hận hoài. Biết về vậy con không để cho mẹ con đau khổ. Khi cha mẹ mình lên đường rồi cái bắt đầu ngồi khóc, cũng giống như đứa con gái gì đó, nó chửi mẹ nó hoài luôn, nó đòi mẹ nó mua quà sinh nhật, mẹ nó không có tiền. Thế rồi một ngày kia cái bắt đầu mẹ đi mượn tiền, đi bán máu mua cho nó được sắp giải. Rồi đi trên đường đi về chóng mặt quá vì bán máu mà, cho nên chiếc xe đi ngang qua tối hù không thấy, rồi lũ vô chiếc xe, xe nó cán ngang qua đưa vô bệnh viện. Rồi bắt đầu nó ngồi nó chờ ngoài cái cửa phòng cấp cứu. Khi cái cửa phòng vừa mở ra, chiếc băng ca đẩy ra, quý Phật tử ơi, bác sĩ nói mẹ con đã chết. Lúc bấy giờ nó chụp cái băng ca, nó ôm cái băng ca, nó ghì cái băng ca lại và nó nói một câu: mẹ ơi, con không cần sắp giải sinh nhật này nữa đâu, con cần mẹ mà thôi. Kịp không? Cho nên ngay từ bây giờ quý Phật tử hãy cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười là quý Phật tử đã báo hiếu rồi, phải không? Nụ cười chính là đóa hoa hồng chân tình nhất đó. Đâu phải đợi tới Du Lan mình mới dâng cái bông hồng cài áo lên. Quý Phật tử ơi, nụ cười của mình chính là bông hồng chân tình nhất của mình đó. Mỗi một ngày mình làm cho mẹ mình cười là cúng dường cho mẹ mình một tuổi thọ. Mình làm cho mẹ mình khóc là mình đã cướp đi, tước đoạt đi trên tay của mẹ mình một tuổi thọ đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay nói nhiều quá quý Phật tử nghe bực mình lắm. Năm mới mà ổng vô ổng la hoài. Nhưng mà thầy chỉ mong rằng quý Phật tử, không phải riêng gì năm nay mà tất cả mọi năm, quý Phật tử phải cố gắng hành trang của mình đi về Phật, hành trang của mình đi về tất cả mọi nơi. Có nghĩa là con người của Phật mình không phải chỉ trụ ở một cái cõi ta bà này không đâu, mà mình hứa với Phật và hứa với lòng mình, cho dù bất cứ nơi nào chúng con cũng giữ mãi cái nụ cười của Phật. Năm mới thì cầu chúc cho nguyên một đạo tràng của Liễu Ngộ mùng 1 Tết cười thật nhẹ để xua tan đi bao buồn tẻ. Mùng 2 Tết nếu chúng ta có cười thì cười thật trẻ để xua tan đi bao cô lẻ của mình. Và nếu mùng 3 Tết mà quý Phật tử có cười thì cười thật khỏe để xua tan đi bao quạnh quẻ của cuộc sống. Và cả năm chúng ta đều cười hết quý Phật tử, để cho tình người luôn vui vẻ, hiểu không? Cười hoài như thế đi quý Phật tử. Mùng 1 khởi động bằng một nụ cười nhẹ, mùng 2 khởi động bằng một nụ cười thật khỏe, và mùng 3 khởi động cũng bằng một nụ cười thật tươi trẻ, để rồi cả năm chúng ta cười để tình người luôn vui vẻ lại với nhau. Một lần cuối cùng thì cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta cũng giống như mọi khi, luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là luôn được sống bình an trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng. 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 Thấy không? Giao thừa cũng vậy, cứ đem đi cúng tất cả những cái trái mà không ăn được không? Cái lọc đầu xuân của mình là cái lọc là nụ cười. Nụ cười là gì? Là chín mùi, là ngọt ngào. Quý Phật tử hiểu không? Mình để ý coi người ta nở một nụ cười là đôi môi người ta đang ngọt ngào, hiểu không? Quý Phật tử bữa nào soi gương mình khóc, mình miếu coi, mình coi coi xấu không? Cho nên miếu máu mà khóc lóc là nó xấu dữ lắm. Mà con người ta khoái cho mình xấu, mà ai chê xấu thì không chịu, thấy không? Cười là gì? Là thể hiện một cái gì đẹp, một cái gì đã chín mùi, một cái gì đã ngọt ngào, mình mới cười được quý Phật tử à, phải không? Cho nên cái đêm giao thừa dọn một dĩa trái cây toàn là đồ sống nhăn không, đi ra chợ một cái trái mẳng cầu xiêm mà lựa cái trái nào mà nó sống á, đặng chưng cho nó lâu đó. Rồi trái sung, trái mẳng cầu mà còn cầu sống nữa. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, đó là cái lọc đầu năm mà quý Phật tử rất là xem thường cái lọc đầu năm. Cúng xong đem dục bỏ lọc đầu năm thì quý Phật tử có tận hưởng được cái gì của đất trời không?
mà những cái trái cây sống đó nó không hấp thu được năng lượng của vạn vật của vũ trụ. Đó rồi cúng xong rồi thánh thần mình ăn không được, thánh thần nào ăn? Có ai ăn cái trái mãng cầu sống mà ăn chung với trái sung không? Mình ăn không được, vậy đó mà mình cúng cho thánh thần không, vậy làm sao đây? Cho nên cái điều đó là cái điều mình đánh mất, mà bắt đầu sự đánh mất này từ cái chỗ sai lầm của mình. Cho nên từ đây về sau, cái đêm giao thừa quý Phật tử hãy cúng một trái mãng cầu sim thật lớn. Thật, sắp sửa chín rồi, ngọt ngào rồi, thơm rồi. Quý Phật tử ơi, nó tròn đầy rồi. Một trái mãng cầu thôi, không cần thêm chữ đủ xài nữa. Đã nói tên là mãng cầu, là cầu đầy dung hết, cầu tất cả luôn. Vậy đó mà bây giờ cứ đem lên cầu đủ xài, lấy tiền đâu đi chùa? Tất cả những cái đó để chúng ta tìm lại cho chính chúng ta cái nụ cười của Phật Di Lặc. Cho nên chúng ta quên, chúng ta không định nghĩa được cái chữ tu là gì cả. Phải không? Tu là giữ nụ cười mãi mãi trên môi, như vậy là tu rồi. Có nhiều người ngồi trì kinh nhưng mà đôi môi không có cười, phải không? Đọc kinh rất là nhiều nhưng mà không có cười. Vậy thì bây giờ quý Phật tử phải định nghĩa nụ cười là gì mới được. Cười không phải là sự mấp máy của bờ môi, phải không? Mình cười bây giờ chúng sanh mình cười có nghĩa là nhe cái răng ra cười thôi. Nhưng mà mình không định nghĩa được chữ cười. Quý Phật tử chỉ cười không có cái hồn. Mình cười làm sao nụ cười của mình có một cái hồn mới được. Cái hồn đó mới chính thật là tu. Còn ở đây quý Phật tử cười, mình cười đủ kiểu hết quý Phật tử à. Mình cười có nửa cái miệng thôi. Cười ngạo nghễ, cười khi dễ, mà cười có phân nửa cái miệng của mình. Phải không? Nhiều khi đó cái chuyện quá xá buồn luôn, mình có thể mình chết được nhưng mà con người ta vẫn cười. Hoặc là mình thấy người ta lầm lỡ, hoặc là mình thấy người ta đi sai đường, hoặc là mình thấy người ta lâm nạn, mình đứng mình vẫn mỉm cười. Mình cười một cách thích thú, mình cười thấy người ta đau khổ. Cho nên nụ cười đó không phải là nụ cười của Phật Di Lặc, và nụ cười đó không mang cái hồn tu của người con Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phải định nghĩa cái nụ cười của mình là gì mới được. Cười không phải là cứ là sự mấp máy của bờ môi nha. Có nhiều khi chúng ta không cười nhưng mà miệng của chúng ta vẫn cười. Đôi mắt của chúng ta cười, toàn thân của chúng ta 84.000 lỗ chân lông vẫn đang cười. Còn bây giờ mình cười ha há, cười hô hố mà trong trái tim của mình không có bóng dáng của nụ cười thì quý Phật tử ơi, mình chiêu cảm chúng sinh không được. Mình đi đến đâu chúng sinh cũng sợ mình hết. Cho nên tượng Phật Di Lặc quý Phật tử thấy rằng là giống hệt Phật Thích Ca thôi. Tượng của Phật Di Lặc Bồ Tát A Dật Đa ở cung trời Đâu Xuất giống hệt như là Bồ Tát Hộ Minh. Đẹp lắm quý Phật tử. Nhưng mà khi Bồ Tát Hộ Minh, Bồ Tát A Dật Đa đó thì thị hiện xuống với cái cõi ta bà của mình thành Bố Đại Hòa Thượng, có nghĩa là một ông Phật, một vị Bồ Tát mà bụng bự quát một cái túi thiệt to. Phải không? Bụng lớn, năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ. Lòng từ hay xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái tượng Phật Di Lặc quý Phật tử thấy là cái ông đó bụng bự lắm, phải không? Bụng bự để dung chứa tất cả những điều khó dung trong thiên hạ. Có nghĩa là người ta chửi, người ta khen, người ta nói xấu, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta chê bai, người ta... Nói chung là tất cả những điều xấu, tốt, Bồ Tát A Dật Đa đều chứa trong bụng hết. Mình chứa được không? Tất cả chúng ta đâu có chứa được đâu. Cho nên bụng lớn năng dung, mà dung chứa những điều khó dung trong thiên hạ. Và bây giờ mình đi vào trong chùa, mùa xuân đến rồi, mình phải nhìn thấy được cái tượng của Bồ Tát Di Lặc, mà mình đi theo con đường đó thì mình mới tu. Sở dĩ mình đón chào mùa xuân mà quý Phật tử thấy cuộc đời của mình tại sao nó cứ lấm lem hoài, buồn khổ hoài. Tại sao mình chào đón mùa xuân bằng nụ cười mà cuối cùng rồi cái tín hiệu sao rốt của nó là nước mắt. Phải không? Đi vào trong chùa ngay ngày mùng 1 Tết, mừng xuân Di Lặc, ông Phật ổng cười. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta là chúng sinh, chúng ta lại khóc. Đó chính là cái nghịch lý ngàn đời của những người con Phật. Mình đi đến chùa mà mình không có thể nào mà mình trân trọng được nụ cười.
Mình đi đến chùa mà mình không gìn giữ được nụ cười. Quý Phật tử ơi, suốt 365 ngày trôi qua, tất cả chúng ta thiếu vắng nụ cười. Cho nên tuổi của con người ta không phải đếm bằng cái số năm, mà tuổi của mình đếm bằng nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Có đôi khi người ta sống không có lâu, người ta sống người ta có thể rằng là ra đi sớm hơn mình, nhưng mà người ta đếm cái tuổi người ta bằng nụ cười. Có người sống 90 năm nhưng mà nụ cười rất ít. Có người sống chừng 30 mấy năm, 40 năm thôi, nhưng mà nụ cười của người ta rất nhiều. Cho nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là sống lâu, mà sống như thế nào. Quý Phật tử hiểu không? Có đôi khi mình cứ mong muốn mình sống lâu, mình rất là sợ chết. Nhưng mà sống lâu để làm gì? Sống để chỉ bằng nước mắt. Sống để rồi trang nghiêm cho mình bằng những dòng hoa đầy nước mắt. Thì mình sống như thế, cuộc đời của mình âm u, lạnh lẽo, buồn tẻ, cô đơn và bị giam giữ. Cho nên cuộc sống của mình phải cười. Cười là giải thoát. Cười là luôn luôn lúc nào nó cũng mở rộng trái tim. Phải không? Mình đối xử với tất cả mọi người bằng nụ cười, và con người ta sẽ mang đến cho mình một nụ cười. Mình tặng cho người ta giọt nước mắt, thì người ta cũng sẽ mang đến cho mình giọt nước mắt. Cho nên cái ý nghĩa của nụ cười Phật Di Lặc có nghĩa là quý Phật tử phải buông xả tất cả. Không buông xả không có nụ cười. Phải không? Ở đây mình đi chùa mà mình không có buông xả một miếng nào hết đó, thầy nói thật cho quý Phật tử nghe. 365 ngày của năm Giáp Ngọ đã trôi qua rồi, quý Phật tử thử kiểm tra coi. 365 ngày của năm cũ, từ dấu chân của mình dẫm đạp lên biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi hờn, nỗi mát, rồi nỗi nhớ, nỗi thương. Nói chung 365 ngày đôi chân của chúng ta dẫm lên những sự âm u trong cuộc sống. Phải không? 365 ngày nó đã trôi qua rồi. Thậm chí bây giờ đó, mình sống trong 365 ngày của năm mới, thế mà chúng ta cứ ngồi và chúng ta cứ lôi kéo xác chết của dĩ vãng, bóng ma của quá khứ, để rồi chúng ta cứ sống, chúng ta cứ trò chuyện, rồi chúng ta cứ để cho nó lấn áp cả một cái niềm vui của mình trong năm mới. Phải không? Bây giờ quý Phật tử bước sang năm mới rồi còn nhớ chuyện cũ không? Còn không? Mô Phật khi có khi không, con nhìn mặt của bả sao mà con cũng vẫn còn giận. Rồi một năm trời trôi qua rồi, năm mới gặp mặt bả con nhớ hồi năm ngoái liền. Thấy không? Thì quý Phật tử thấy rằng mình cứ để cho nụ cười của mình nó mất đi. Có đôi khi con người gặp nhau vẫn cười, nhưng mà trái tim chưa bao giờ cười. Bằng mặt nhưng mà chưa bằng lòng được quý Phật tử à. Họ gặp nhau năm mới rồi, họ cố gắng, họ gượng cười với nhau, nhưng mà thật sự trái tim của họ chưa bao giờ bắt gặp nhau. Phải không? Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này cũng vậy. Khi nào mà ở Liễu Ngộ mà có tổ chức thì mình bắt đầu mình đến đây để mình bắt gặp nhau trong cái tướng của mình. Nhưng mà điều quan trọng, mình nó không phải ngồi gần nhau bằng cái thân tướng này, mà chúng ta gần nhau từ trong trái tim của mình phát ra một cái tín hiệu của nụ cười. Có không? Hiện tại bây giờ có phát ra tín hiệu của nụ cười chưa? Phát chưa quý Phật tử? Mô Phật có thiệt lớn lên đi. Phải không? Có nghĩa là trái tim của mình bây giờ đang phát ra tín hiệu của nụ cười. Không phải cười bằng cái miệng. Chúng ta cười bằng 84.000 lỗ chân lông. Cười bằng đôi mắt của mình mới được quý Phật tử. Mình nhìn nhau bằng đôi mắt, người ta sẽ thấy trong đôi mắt của mình chan chứa vạn nụ cười, chứ không phải là chan chứa một nụ cười đâu. Hiểu không? Người ta nói rằng là cái con nhỏ này nó đi chùa, nó tu hành cái gì? Con nhỏ này nó vô trong chùa, nó phá chùa, chứ nó tu cái gì? Lúc bấy giờ mình phải để cho trái tim của mình lên tiếng, đừng để cho tất cả những cảm tính của cuộc đời nó lên tiếng nữa. Lúc bấy giờ đứng lại im lặng và nói với Bồ Tát Quan Âm rằng: lại mẹ Quan Thế Âm, hôm nay bà ấy đã dung phân cho cây bồ đề của con. Còn người ta khen mình, người ta nói con nhỏ này nó còn nhỏ mà nó đi chùa, con nhỏ này nó có căn lành lớn lắm. Mình cũng đứng lại và để cho con tim của mình lên tiếng: Bồ Tát Quan Thế Âm ơi, hôm nay bà ấy đang tưới nước cho cây bồ đề của con. Quý Phật tử thấy rằng người ta mắng, người ta chửi, người ta nói xấu mình, tức là người ta dung phân cho cây bồ đề của mình. Người ta khen tặng mình, tức là người ta đang tưới nước cho cây bồ đề của mình. Thế là quý Phật tử ơi, chúng ta đã chan chứa vạn niềm vui không? Chan chứa không? Mắc mớ gì mà mình phải giỡn người ta? Người ta đang dùng tất cả những ngôn ngữ, mà ngôn ngữ đó là rác rưởi của cuộc đời, người ta phun xuống dưới đất. Mình là con của Phật, mặc áo tràng lam, vậy đó mà khòm lưng xuống, ôm rác rưởi đi về nhà, rồi chia cho ba, cho má, cho anh, cho chị, cho em, cho con, cho cháu, xong rồi cái ôm một đống rác ngủ. Tại sao không ôm bông sen của Phật để ngủ, mà mình cứ ôm rác rưởi của cuộc đời, mình ngủ hoài quý Phật tử? Thành ra rồi đó, thời gian nó cứ chậm chậm đi qua, rồi chúng ta
cũng chậm chậm đi theo dấu chân của thời gian. Mà thời gian chính là gì? Là hiện thân của quỷ vô thường. Cho nên người nào sống mà không có nụ cười, thời gian chính là con quỷ dữ. Còn người nào sống bằng nụ cười thì thời gian chính là người bạn đồng hành của chúng ta. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình không sợ thời gian trôi qua, bởi vì mình sống bằng nụ cười mà. Thì thời gian chính là người bạn đồng hành của mình. Còn mình sống mà âm u nè, sống buồn khổ nè, sống giam mình trong bốn bức tường nè, sống lúc nào cũng khép kín nè, sống kêu bằng gọi là lãnh cảm, sống mà hận đời, thì quý Phật tử ơi, thời gian chính là con quỷ dữ và nó giết chết mình từng phút từng giây. Cho nên người nào mà không có nụ cười, người đó mau già. Mà già là gì? Là dấu hiệu của cái chết thôi, chứ không có gì hết quý Phật tử à. Phải không? Có nhiều người cái tướng rất là già, mắt cái bằng là vầng trán hằn sâu những vết mòn năm tháng, rồi tóc của mình đó là những sợi tóc màu mây trắng, nhưng trái tim mãi mãi vẫn trẻ trung, bởi vì người ta già mà người ta vẫn mãi cười. Còn có nhiều người tuổi vẫn còn trẻ, tóc vẫn còn đen, nhưng mà quý Phật tử ơi, trái tim của mình đang thổn thức, trái tim của mình đang chết liệm, trái tim của mình đang bị tín hiệu của già nua và nó đưa chúng ta đi dần đến cái chết. Phải không? Thầy mong rằng đạo tràng chùa Liễu Ngộ tất cả chúng ta phải nở một nụ cười giống như Đức Phật Di Lặc. Một nụ cười không bao giờ tắt trên môi, một nụ cười không bao giờ mất trong trái tim của mình. Có nghĩa là sẵn sàng quan hỷ, sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng bao dung và sẵn sàng độ lượng. Phải không? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là có những cái ca từ trong những cái nhạc phẩm mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết. Xin cho mây che đủ phận người, cho tôi xin một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Thì quý Phật tử thấy rằng quá khứ của chúng ta là một nắm mồ của dĩ vãng. Mà một người nào đó mà ngồi mà không quên được nắm mồ của dĩ vãng thì chúng ta sẽ không bao giờ đến tận nụ cười. Hiểu không? Người mà dám đến tận nụ cười kìa, người đó mới sống chân thật. Người dám sống đến tận nụ cười thì người đó mới chính là con của Đức Phật. Tất cả chúng ta không đến tận nụ cười được quý Phật tử à. Bởi vì chúng ta cười khi người ta đến với mình, người ta khen tặng mình thì mình cười, mà người ta chê mình, người ta nói xấu mình thì mình không cười. Vậy thì chúng ta không đến tận nụ cười được. Phải không? Cho tôi xin một sáng trời vui. Quý Phật tử thử nghĩ coi, từ mùng 1 Tết tới bữa nay là 12 Tết rồi. Một ngày nào đó mình thức dậy mà mình thấy một buổi sáng trời vui. Mình thức dậy mà mình không vui. Mình thức dậy mà mình thiếu vắng đi nụ cười. Quý Phật tử thấy không? Mình toan tính đủ điều hết. 365 ngày của năm mới này, quý Phật tử ơi, mỗi lần chúng ta thức dậy là mỗi lần chúng ta tìm cho mình một niềm vui. Mà sản phẩm của niềm vui là gì? Nụ cười. Hiểu không? Bởi vậy cho nên sáng thức dậy, quý Phật tử ơi, khoan hãy xúc miệng rửa mặt. Sáng thức dậy nằm ở trên giường cười một cái. Phải không? Cười một cái trước đi quý Phật tử, để mình thu hút tất cả những năng lượng của đất trời, để rồi con người của mình bắt đầu mới tươi tỉnh trở lại sau một giấc ngủ dài. Đó là một đêm tối của vô minh. Cho nên bây giờ chúng ta thức dậy có nghĩa là chúng ta phải khởi động, mà khởi động bằng niềm vui, tức là nụ cười của mình. Có ai dám thức dậy cười không? Dám phải không? Nhưng mà trước khi ngủ đừng cười. Nhất là mình nằm một mình á, thì mình có thể mình cười, mà mình ngủ chung với cháu ngoại đừng có cười. Nó vô nó ngủ chung với bà ngoại, rồi cái nó nằm nó nhìn bà ngoại, bà ngoại nhìn trên bốn góc mùng, bà ngoại cười kha khả là nó dở mùng nó chung ra liền. Nó chạy qua ông ngoại nó nói ông ngoại ơi, bữa nay bả sao thấy ghê quá, bả nhìn lên bốn góc mùng bả cười hoài. Cho nên mình ngủ một mình thì mình có quyền cười, phải không? Rồi thức dậy mình cũng phải cười quý Phật tử, để cho chúng ta hấp thụ cái năng lượng của cuộc sống, năng lượng của đất trời. Cái mà chúng ta bỏ lỡ những cái năm mới đó quý Phật tử, tại vì sẵn đây đó, nhân dịp đầu xuân rồi thầy mới nhắc lại cái đêm giao thừa đó quý Phật tử, đó là sự hội tụ của đất trời. Đêm giao thừa, cái tên của nó thật là giao thừa và giao thời, nhưng mà ông bà già xưa của mình đặt cái tên là giao thừa để cho chúng ta thừa chứ không thiếu. Tại sao gọi là giao thời? Nó có bốn cái giao. Một, giờ giao, tức là 12 giờ qua 1 giờ, cuối cùng của một đêm và bắt đầu của một ngày mới. Cái ngày giao tức là 30, mùng 1. Cái tháng giao 12 qua tháng giêng. Năm giao, năm cũ qua năm mới. Bốn cái giao như vậy. Cho nên lúc bấy giờ đất trời đang giao hòa với nhau, năng lượng của cuộc sống đang tràn về và đang rơi xuống dưới cõi ta bà. Cho nên cái đêm giao thừa quý Phật tử cúng đó, quý Phật tử phải đảnh lễ, phải lại. Cho nên đó có nhiều nhà tới giờ đó đi ngủ hết, để mình bà già ngồi lại thôi.
Thấy không? Cái mà chúng ta đánh mất cái phúc mà trời đất đã ban tặng cho con người. Thiên thời, địa lợi, lúc đó nó đang giao hòa. Và lúc bây giờ chỉ cần chúng ta quỳ chúng ta lại là chúng ta đã tiếp nhận năng lượng của đất trời rồi. Cho nên một đứa trẻ mà nó ra nó quỳ lại nhân cái lúc mà giao thừa đó quý Phật tử ơi, con người của nó sẽ ít bệnh, trí tuệ của nó sẽ thông minh hơn. Tất cả chúng ta sống mà cái trí tuệ của mình càng ngày càng lui, sức khỏe của mình càng ngày càng giảm. Lý do mình đánh mất cái phúc báo đầu xuân của mình. Cho nên mình đánh mất nụ cười của Phật Di Lặc là như vậy đó quý Phật tử. Thấy không? Giao thừa cũng vậy, cứ đem đi cúng tất cả những cái trái mà không ăn được không? Cái lọc đầu xuân của mình là cái lọc là nụ cười. Nụ cười là gì? Là chín mùi, là ngọt ngào. Quý Phật tử hiểu không? Mình để ý coi người ta nở một nụ cười là đôi môi người ta đang ngọt ngào, hiểu không? Quý Phật tử bữa nào soi gương mình khóc, mình miếu coi, mình coi coi xấu không? Cho nên miếu máu mà khóc lóc là nó xấu dữ lắm. Mà con người ta khoái cho mình xấu, mà ai chê xấu thì không chịu. Thấy không? Cười là gì? Là thể hiện một cái gì đẹp, một cái gì đã chín mùi, một cái gì đã ngọt ngào, mình mới cười được quý Phật tử à. Phải không? Cho nên cái đêm giao thừa, dọn một dĩa trái cây toàn là đồ sống nhăn không? Đi ra chợ một cái trái mãng cầu xiêm mà lựa cái trái nào mà nó sống, đặng chưng cho nó lâu. Đó gọi trái sung, đó, trái mãng cầu mà còn cầu sống nữa. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, đó là cái lọc đầu năm mà quý Phật tử rất là xem thường cái lọc đầu năm. Cúng xong đem dục bỏ lọc đầu năm thì quý Phật tử có tận hưởng được cái gì của đất trời không? Mà những cái trái cây sống đó nó không hấp thu được năng lượng của vạn vật của vũ trụ. Đó rồi cúng xong rồi thánh thần mình ăn không được, thánh thần nào ăn? Có ai ăn cái trái mãng cầu sống mà ăn chung với trái sung không? Mình ăn không được, vậy đó mà mình cúng cho thánh thần không rồi làm sao đây? Cho nên cái điều đó là cái điều mình đánh mất, mà bắt đầu sự đánh mất này từ cái chỗ sai lầm của mình. Cho nên từ đây về sau, cái đêm giao thừa quý Phật tử hãy cúng một trái mãng cầu xiêm thật lớn. Thật, sắp sửa chín rồi, ngọt ngào rồi, thơm rồi. Quý Phật tử ơi, nó tròn đầy rồi. Một trái mãng cầu thôi, không cần thêm chữ đủ xài nữa. Đã nói tên là mãng cầu, là cầu đầy dung hết, cầu tất cả luôn. Vậy đó mà bây giờ cứ đem lên cầu đủ xài, lấy tiền đâu đi chùa. Làm con của Phật muốn đi chùa dữ lắm luôn. Cứ giấy trời giấy Phật cho con năm nay con dư giả, con lấy tiền con đi chùa, con đi cúng dường, con đi từ thiện, làm đủ điều hết. Mà năm mới cầu đủ xài. Quý Phật tử làm những cái điều nó sai tùm lum hết, thấy không? Một trái mãng cầu thôi. Mãng cầu, chữ mãng là nó đầy sân luôn. Còn chữ cầu là mình cầu tất cả, không cầu một việc đâu. Chừng cái trái mãng cầu chín rồi là quý Phật tử thấy là cầu sự thơm tho, cầu sự ngọt ngào. Thế là trước cửa nhà mình trong năm mới, tất cả những điều mong cầu của mình nó đầy đủ quá rồi. Còn cái gì mà để thêm cái trái đu đủ với trái dừa vô làm chi, rồi thêm trái xài sống nữa. Cầu đủ xài còn đỡ, này cầu dừa đủ xài. Thấy không? Rồi làm sao mà nó giàu với người ta đây, không hiểu nữa. Cầu cái gì con nhiêu nó làm hoài, năm nào cũng đủ xài, năm nào cũng đủ xài. Mà quý Phật tử ơi, mỗi lần mà nó xui một cái rồi cái nó thiếu nợ. Tại vì không đủ xài là thiếu nợ, phải không? Vậy thì mình chỉ cầu cho nó đầy là được rồi, phải không? Cho nên đó quý Phật tử thấy rằng là khi chúng ta chân đó, hai nải chuối hai bên là đôi bàn tay của một con người, và trái đu đủ chính giữa. Người miền Bắc gọi là xu đủ, nó giống trái xu. Gọi là xu đủ. Người miền Nam gọi là đu đủ. Nhưng mà cái tên thật của nó là thu đủ. Cho nên đôi bàn tay của mình nâng cái chữ thu đủ này, có nghĩa là một năm thu hoạch đủ, thu tất cả mọi thứ đều đủ hết. Phải không? Cho người ta mượn tiền, thu đủ, người ta không có thiếu. Chân cái gì nó cũng trật hết đó quý Phật tử ơi. Thấy không? Cho nên rồi mình mỗi một năm đi qua như vậy, quý Phật tử thấy rồi, tất cả những cái niềm vui của mình nó mất. Rồi chúng ta đón nhận toàn bộ là tất cả những cái xấu, hoặc là tất cả những cái khổ lụy thôi. Đó, thầy nhắc lại cho quý Phật tử thấy cái nụ cười của Phật Di Lặc là làm sao chúng ta là người con Phật phải thể hiện cái điều đó. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 phải ăn chay. Ba ngày đó dứt khoát phải ăn chay. Vì sao vậy? Vì trong cái câu chuyện truyền thuyết đó, quý Phật tử thấy rằng là tại sao chúng ta phải cúng mùng 3. Người miền Bắc, cái phong tục, cái thông lệ của người ta nó khác.
Mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 của mẹ, mùng 3 của thầy. Cho nên đó mùng 1 người ta đi qua nội, mùng 2 đi qua ngoại. Rồi bây giờ mùng 3 người ta nấu một mâm xôi, một con gà luộc, một chai rượu để rồi người ta tạ lễ với thầy là những người đã dạy dỗ con người ta. Còn miền Nam nó khác, hiểu không quý Phật tử? Miền Bắc đó, người ta gọi là lễ ra mắt thầy, còn miền Nam gọi là lễ kiếu, nó khác nữa. Quý Phật tử, người miền Nam mình phải sống đúng với phong tục của miền Nam. Hồi xưa quỷ nó tràn vô trong đất liền, nó chiếm đất của người dân, dân không có đất làm, cho nên dân nghèo lắm. Lúc bây giờ Đức Phật đi ngang qua cho một mảnh y cà sa, rồi dặn dạy người dân lấy tiền mua một miếng đất bằng cái bóng của y cà sa là đủ rồi. Con quỷ nó thấy tiền rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần cái bóng của y cà sa, cho nên nó cho và nó bán. Quý Phật tử thấy không? Cho nên miền Nam mình mới có cái tục dựng niêu, đưa cái cây tre lên để bán cái y của Phật lên trên đó. Cho nên quý Phật tử thấy rồi, tự nhiên rồi cái bóng của y cà sa nó rộng, rồi hãy mà cái bóng đi tới đâu là nó đẩy lùi ma đi tới đó. Cuối cùng đẩy ra tới ngoài biển Đông luôn, không có đất. Rồi quỷ nó mới bạch với Phật, nó nói là thưa Như Lai, mỗi một năm Như Lai cho con về đất liền 3 ngày, mùng 1, mùng 2, mùng 3. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên rồi cái lòng từ bi của Như Lai mới dặn con người đó, ngày mùng 3, sáng sớm 5 giờ, lễ kiếu đưa tiễn quỷ đi về biển. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái ngày lễ kiếu đó, mình lịch sự mình cứu nó thôi, chứ không thôi mình đuổi nó đi nữa. Dọn cái mâm toàn là bánh kẹo với trái cây là đủ rồi. Ma quỷ nó không ăn trái cây, ma quỷ nó không ăn đồ ngọt, hiểu không? Vậy đó mà xúm nhau mần con gà để đó rủ nó lợi trước cửa nhà nhậu. Mới có mùng 3 Tết là mình đem cái hơi quỷ vô trong nhà mình rồi. Thấy không? Rồi thế hệ này, thế hệ kia, rồi quý Phật tử ơi, mình cứ đem hơi quỷ vào trong nhà. Cuối cùng rồi con của mình là những đứa mà nó thừa hưởng cái hơi quỷ đó. Rồi bây giờ mình giận nó cái mình nói đồ quỷ sống, nó hơi quỷ không, rồi làm sao đây? Nó ăn xong con gà rồi quý Phật tử biết không? Tại sao mà máng cái chân con gà lên? Quỷ nó ăn thịt gà thôi, nó chừa một cặp giò lại, nó ăn không được. Hiểu không? Rồi đi ra thấy mất tiêu con gà còn có cặp giò. Rồi cái máng cặp giò lên trước cửa nhà mình. Cái đồ thừa của quỷ mà mình chung ra chung vô mình đổi cặp giò đó. Rồi tất cả chúng ta làm sai quý Phật tử hiểu không? Mình sai cho nên cuối cùng rồi đó, đáng lẽ ra cái phước của con người nó cao hơn quỷ. Mà càng ngày mình cứ đổi cái đồ thừa của quỷ hoài, cho nên cái phước mình càng ngày càng thấp. Mỗi một năm nó thấp xuống một chút, mỗi một năm nó thấp xuống một chút. Trong gia đạo không bình an, sức khỏe không bình an, công ăn việc làm chẳng bình an luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có làm mấy cái chuyện đó nữa. Làm rồi cái bắt đầu đưa qua cho mấy ông thầy ở ngoài đó. Chàng ơi, cặp giò này tu coi, công nhận kỳ này chỉ có tiền nha. Giò nó quấu lại vậy nè. Bà kia bà cầm cái cặp giò bà đưa lên rồi, năm nay chị hết tiền nó dảnh ra rồi. Cái chuyện đó bình thường thôi, khi mà mình luộc con gà, hên là mình luộc nó vừa chín tới, cho nên cái chân con gà nó quấu lại. Luộc quá lửa thì con gà nó dảnh chân nó ra thôi, chứ có gì đâu. Vậy đó mà cũng đi đưa cho mấy ông thầy coi, rồi ông nguyền rủa cái gia đình mình năm mới. Tự động mình kêu người ta nguyền rủa gia đình của mình năm mới. Trời ơi, năm mới gọi cái tay bằng con chân con gà nó dảnh ra vậy nè. Hao tài tốn của gia đạo bất an, nó chửi mình không? Mình khờ dữ lắm quý Phật tử. Năm mới mình kêu người ta lợi rồi người ta xỉ vả cái gia đạo của mình, thấy không? Cho nên đừng có làm cái đó nữa. Cố gắng để cho cái nụ cười của Phật Di Lặc nó vẫn còn ở trong cái mùa xuân của mình. Phải không quý Phật tử, mùa xuân nó không bao giờ nó đi đâu hết, nó còn tồn tại. Mà tại chúng ta duyên theo cái cảnh đời rồi chúng ta xua đuổi mùa xuân đi. Hiểu không? Mà mình buồn rồi cái mình đuổi mùa xuân đi. Đó, rồi mà người nào mà buồn rồi xuân hạ thu đông gì cũng chửi được hết á. Phải không quý Phật tử, tôi có chờ đâu có đợi đâu, mang chi xuân đến gợi thêm sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Thấy không? Buồn cái thấy mùa xuân tới cái bắt đầu chê. Rồi cái mùa đang buồn như vậy mà không cười được, cái tới mùa hè, mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, không vui được luôn. Rồi xong có tới mùa thu, cái bắt đầu mùa thu lá bay em đã đi rồi, buồn nữa. Rồi cuối cùng cái tới mùa đông, cái tình chết theo mùa đông. Bốn mùa, mùa nào cũng buồn hết. Rồi nụ cười của Phật Di Lặc nằm ở đâu đây quý Phật tử? Hiểu không? Mình là người con của Phật rồi thì đừng có bao giờ có những nỗi buồn đó. Mà quý Phật tử phải thấy rằng mùa xuân hiện hữu trong tất cả.
Mỗi một ngày đi qua vẫn có mùa xuân, mỗi một tháng đi qua vẫn có mùa xuân, lúc nào cũng có mùa xuân hết. Mùa xuân hiện hữu trong bốn mùa xuân hạ thu đông luôn. Phải không? Cho nên có một nhà thơ nói rằng: cô gái xuân ơi, cô chẳng đi thì ai có thể đón cô về? Cô là nắng, cô là hạ vắng, là thu nhạt, là cả đông buồn lạnh tái tê. Có nghĩa là mùa xuân nó hiện hữu trong tất cả luôn quý Phật tử à. Nó hiện hữu trong mùa xuân, nó không có đi đâu và chẳng có ai có thể hiện có quyền đón nó về cả. Tại vì nó hiện hữu, nó vĩnh cửu, nó ở một nơi thôi. Cô gái xuân ơi, cô chẳng đi mà thì ai có thể đón cô về? Quý Phật tử thấy không? Cho nên mùa xuân là gì? Cô là hạ vắng, là thu nhạt, là cả đông buồn lạnh tái tê. Chỗ nào cũng có mùa xuân, nó hiện hữu hết. Thì mình sống như vậy, mình mới có nụ cười của Phật Di Lặc quý Phật tử à. Hiểu không? Cho dù bây giờ đó trăm hoa đua nở, mình vẫn nở nụ cười. Mà tới mùa hạ rồi, kêu bằng là mưa dầm tầm tã, mình vẫn nở nụ cười. Và tới mùa thu lá rụng rồi, mình vẫn nở nụ cười. Tới mùa đông lạnh giá, mình vẫn nở nụ cười. Cuộc sống là như vậy đó quý Phật tử à. Đừng có để cho tất cả vui buồn nó làm cho con người của mình phải chạy theo nó. Rồi cuối cùng mình trở thành một nô lệ cho tất cả vui buồn của cuộc thế. Mình phải làm sao làm chủ lấy mình mới được. Hiểu không quý Phật tử? Mình phải làm sao giữ vững được nụ cười của Phật Di Lặc. Không phải là nụ cười của cái tượng Phật Di Lặc mà là nụ cười của chính bản thân mình đó. Hiểu không quý Phật tử? Giữ lại cái nụ cười cho chính bản thân của mình. Ở đây đó thầy nói cho quý Phật tử nghe. Trên đoạn đường tu của mình đó, có đôi khi đó, có nhiều người nói rằng là tu nó khó quá. Có không? Quý Phật tử có bao giờ nghĩ rằng tu nó khó không? Nghĩ rằng tu quá khó luôn. Rồi mình định nghĩa cái chữ tu của mình nó quá trừu tượng. Mình định nghĩa cái chữ tu của mình nó xa vời quá. Thấy không? Hỏi tu là gì? Thôi khó dữ lắm. Tu khó khăn dữ lắm. Rồi làm sao mà bây giờ mà lên đứng ở trên trời mà ngồi trên bông sen được? Rồi mình tưởng tượng ra cái thế giới của Phật nó xa lạ với mình. Định nghĩa như vậy là sai rồi. Quý Phật tử ơi, tu là gì? Là còn có nụ cười. Mất nụ cười là không có bao giờ tu. Mà bây giờ quý Phật tử để mất nụ cười rồi thì cầu muôn ngàn lần, lại muôn ngàn lần, tụng muôn ngàn bộ kinh, quý Phật tử ơi, mãi mãi không bao giờ chạm vào tay Phật được. Cho nên cái vé mà để cho chúng ta đi về chiếc xe Phật á, chiếc xe Phật cuối cùng mà cái vé để cho chúng ta đi về, cái vé đó không phải cầm trên tay mà để trên môi của mình đó quý Phật tử à. Phải không? Khi mà mình trả lại thân xác này cho cõi ta bà rồi thì linh hồn của mình bước ra thế giới vô hình. Quý Phật tử bước đến chiếc xe của Phật, sứ giả Tây Phương nói: vé của cô đâu? Nở một nụ cười, sứ giả mời lên xe. Còn cái mặt sụ xuống không ai cho lên hết. Mình cứ để cho khuôn mặt của mình nó sụ xuống hoài quý Phật tử à. Thầy nói thật luôn đó. Ở miền Bắc đón Tết là hoa đào, miền Nam đón Tết là hoa mai. Còn như đạo tràng Liễu Ngộ này nè, quý Phật tử đón Tết bằng hoa gì? Hả? Hoa gì quý Phật tử? Mô Phật suy nghĩ chưa kịp thầy ơi. Miền Bắc đón mùa xuân là hoa đào, miền Nam đón mùa xuân là hoa mai. Còn đạo tràng Liễu Ngộ phải đón mùa xuân bằng những đóa lam hiền. Ngồi đây bao nhiêu người, bao nhiêu đứa là bao nhiêu đó hoa của mùa xuân đó. Hiểu không? Hoa mai Tết xong tàn, hoa đào Tết xong tàn, hoa lam không tàn trong các mùa. Hiểu không quý Phật tử? Đó là những đó lam hiền để đón một mùa xuân vĩnh cửu. Cho nên mùa Tết thì mình cũng mặc áo lam mình đi chùa. Mà mùa hè đến rồi mưa dầm tầm tã, mình cũng mặc áo lam đi chùa. Phải không? Mùa thu nó có ảm đạm cỡ nào cũng mặc áo lam đi chùa. Quý Phật tử thấy không? Cho dù nóng, cho dù lạnh, lúc nào màu lam cũng nở hết. Còn mặc áo lam là đó lam hiền còn nở đó quý Phật tử. Cho nên mùa xuân trong đạo của chúng ta đón là những đó lam hiền đó quý Phật tử ơi. Nhưng mà ở trên đây thầy nhìn xuống, thầy không biết nó có lam thì nó có đó, mà không biết nó có hiền hay không. Lam thì có mà không biết hiền không. Người ta gọi mình là những đó lam hiền, nhưng mà không biết rồi cái hiền mình để ở đâu rồi thưa thầy. Trong cái khoảng mà quy bằng là trong vô lượng kiếp, con chạy lên con chạy xuống trong ba nẻo sáu đường, con gán con giữ được màu lam, mà cái hiền của con để đánh rơi không biết ở chỗ nào. Phải không quý Phật tử? Đánh rơi cái chữ hiền của mình rồi. Mà cái hiền là gì quý Phật tử biết không? Là hoa trái của nụ cười. Hiểu không? Người nào có trồng cây cười đó thì cái hiền của mình chính là hoa trái của nụ cười.
Thí dụ như bây giờ cái nụ cười người ta thí dụ là một cái cây, thì cái hiền của mình chính là hoa trái của cây cười đó quý Phật tử. Người nào còn giữ trên cái môi của mình một nụ cười, mà cái gốc của nụ cười là gì? Là niềm vui quý Phật tử à. Cái gốc là niềm vui, cái thân là nụ cười, hoa trái của nó là gì? Là hiền. Người nào mà có cái niềm vui, người nào có nụ cười, cái mặt mình hiền dữ lắm luôn. Còn mà trong bụng mình dao găm không, cười cỡ nào cười cũng thấy dữ nữa, phải không? Ở đây có nhiều người nhìn xuống cái là biết liền, khỏi cần nói. Cho nên thầy nói với cô Liễu Ngộ đó, thầy không dám nói đâu, nói bữa 12 năm sau không có lại đây giảng nữa. Cho nên nhìn xuống thấy để bụng thôi, chứ còn không dám nói ra, phải không? Tất cả chúng ta là đều như thế hết, chứ không phải riêng một người nào đâu quý Phật tử. Trừ trường hợp quý Phật tử giữ được nụ cười. Còn nếu không có nụ cười đó rồi, chúng ta không tự tại được như Phật Di Lặc đó, thì quý Phật tử mãi mãi chúng ta chỉ là sản phẩm của ma hết. Mình đi, thời gian của mình bỏ ra rất nhiều. Công đức của mình cũng bỏ ra rất nhiều. Quý Phật tử tạo ra cho mình biết bao nhiêu vô vàng công đức. Nhưng mà cuối cùng rồi quý Phật tử ơi, ma nó dục xuống đi. Mình nghe lời mình dục xuống. Ông Phật nói lượm lên đi con. Thôi không lượm. Mà ma nó xuống bỏ, mình bỏ. Thầy nói ví dụ như đi nghe pháp xong xuôi rồi, cầm trên tay, vác trên vai vô lượng công đức, đi ra khỏi nhà của cô Liễu Ngộ. Thí dụ chiếc xe kia nó sắn lại, nó quẹt mình một cái rồi. Ông Phật nói giữ công đức đi con. Con ma nó nói dục xuống đi, xăng cái áo tràng lên, chửi nó. Con ma nó xuống là bắt đầu mình chửi liền. Mỗi lần mình chửi là mình rớt công đức. Mỗi lần mình chửi là mình rớt công đức rồi, phải không? Chúng ta là con của Phật, mà quý Phật tử ơi, không bao giờ chúng ta nghe lời của Phật bảo, mà chúng ta cứ làm tay sai nô lệ cho ma. Ma nó xuống sao là làm vậy liền. Còn Phật dạy thì không nghe, hiểu không? Bữa nay con đi vô trong đạo tràng của cô Liễu Ngộ rồi, con mới nghe một bài pháp này, nhịn đi con. Nhưng mà trong lòng của mình đó, cái Phật của mình nó quá ít đi quý Phật tử à. Cái ma nó lấn lướt từ xưa rồi, cho nên trong đầu mình có chất ma, cho nên hễ mà ở ngoài nó có ma, tín hiệu của mình bắt liền, thấy không? Ma nó nói chửi nó đi, nó quấy, nó quẹo tầm bậy, nó đụng mình, chửi nó liền đi. Là bắt đầu chụp cái cổ xe, bắt đầu chửi tới luôn. Quý Phật tử ơi, còn miếng công đức nào đâu? Rồi lúc bấy giờ lam của mình cột lên hai cái vạt rồi, cái hiền của mình nó mất luôn, thấy không? Vậy thì qua lam hiền của mình nó héo không? Nó rụng nụ không? Rụng hết rồi. Vậy thì tất cả chúng ta hủy hoại công đức của mình. Mình tu mà mình cứ hủy hoại hoài, mình tu mà mình không trân trọng, mình tu mà mình không biết chắc bót từng cái công đức của mình quý Phật tử. Đi vô trong đạo tràng, mình bỏ thời gian như bây giờ tối hôm nay, quý Phật tử đã dành tất cả những khoảng thời gian. Có người thì rất là rảnh, mình đến đây mình nghe được đó. Có người phải sắp xếp đủ điều hết mới vào trong đây để nghe một bài pháp. Quý Phật tử không phải nghe thầy nói đâu, mà nghe lại chính lòng của mình. Thầy nói một bài pháp là nụ cười của Phật Di Lặc, nhưng mà chính chúng ta đang tìm lại cho mình một nụ cười đó quý Phật tử. Thời gian của mình rất là hiếm hoi. Thời gian của mình cũng chính là thời gian của Phật. Vậy đó mà bây giờ quý Phật tử ơi, xong xuôi rồi đem về nhà dục bỏ hết, thấy không? Rồi có đôi khi mình ngồi, mình lắng lòng, mình nghe được. Có khi mình ngồi, mình tìm lại nụ cười cho chính mình, tìm lại nụ niềm vui cho chính mình. Có khi ngồi rồi không thèm để ý gì hết luôn. Cái thân thì mình ngồi trong đạo tràng của cô Liễu Ngộ, mà cái tâm của mình nó đi chơi đâu ngoài siêu thị, ngoài hội chợ á. Nó tưởng tượng cái chuyện ở ngoài kia không? Hoặc là ngồi ở đây tìm lại nụ cười của Phật Di Lặc, mà nhớ hồi chiều này mới gây lộn với bả cho nên cứ tức hoài. Rồi làm sao chúng ta sống trọn vẹn trong cái giờ phút thanh tịnh, trong cái không gian của Phật, trong cái thời gian của Phật đây, phải không? Rồi về nhà cái cháu ngoại nó nói bà ngoại, bà vô nhà của cô Liễu Ngộ đó, thầy lên thầy giảng gì bà kể cho con nghe với. Tao nhớ tao chết liền đó. Tao nhớ cái chuyện gì đâu không à. Rồi làm sao mà nhớ mà từ lời rồi kể lại cho cháu ngoại nghe đây, phải không quý Phật tử? Cho nên mình đến đây cái thời gian của mình nó hiếm lắm quý Phật tử. Một ngày 24 tiếng đồng hồ quý Phật tử đã dành cho ma gần 20 tiếng rồi. Dành cho ma là 20 tiếng, còn chỉ có 4 tiếng thôi quý Phật tử à. 4 tiếng đó quý Phật tử ơi, mình lẫn lộn đủ cái hết, phải không? Lẫn lộn ma Phật. Còn 20 tiếng kia hoàn toàn ma không, thấy không? Tới nỗi mà mình nằm ngủ, mình nằm chiêm bao mà mình còn thấy ma nữa thì rồi làm sao mà hết đây, thấy không? Mỗi một ngày 24 tiếng đồng hồ, 16 tiếng khi mà mình còn thức. Quý Phật tử ơi, mình hoạt động, mình suy nghĩ, mình nói năng hoàn toàn bằng sự sai sử của ma.
Cho nên còn 8 tiếng đồng hồ để cho chúng ta yên giấc mà quý Phật tử chưa bao giờ thanh tịnh. Nằm ngủ thấy ma nó được không? Vậy thì thức và ngủ đều là sống trong thế giới ma. Phải không quý Phật tử? Cho dù mình đã quy y Tam Bảo rồi, cho dù mình đã giữ gìn năm giới rồi, mà quý Phật tử ơi, chưa bao giờ mình chạm vào bàn tay của Phật A-di-đà một lần nào hết. Thấy không, có chạm chưa? Ông đứng ông xè tay hoài, không ai dịnh vô hết. Tới Tết rồi, mùng 1 Tết Phật A-di-đà nói, tụi con ơi, Tết nhất rồi đi vô đây. Như Lai dẫn tụi con đi một vòng, mô Phật bạch Đức Thế Tôn, hai tay con bận hết rồi. Phải không quý Phật tử? Tết hai tay của mình bận biểu hết rồi, thì làm sao mà mình có thể chạm vào tay Phật? Mình chạm vào bằng đôi tay nào đây quý Phật tử? Tết cái bắt đầu mấy cái Phật tử nam, hai ba nhóm luôn, nhậu, tay gấp mồi, tay cầm lon, lấy gì nữa, cái tay nào chạm vô tay Phật? Không chạm được, phải không? Mất rồi, mất đôi tay rồi quý Phật tử. Nhưng mà ngày Tết là ngày gì? Là ngày hoan hỷ nhất trong cuộc đời của người tu. Vậy đó mà ngày đó mình không đem tất cả những cái hoan hỷ của mình để mà mình dính Phật một lần. Thấy không? Bắt đầu vô trong đó rồi, chỉ có một vài người ăn chay trường thì thôi, chứ còn nói chung là tất cả chúng ta đều mất đôi tay của mình trong ngày xuân hết. Phải không? Phật A-di-đà nói, còn mấy cái đứa kia, con lại dính vô tay Như Lai đi con. Mô Phật, con mắt chia rồi, con mắt xè rồi, cho nên không đủ cái tay của con chạm vào tay Phật. Mô Phật, con chạm vào tay Như Lai thì tụi nó tới trước con. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta xem thường Phật rất là nhiều, mặc dù đó chỉ là những cái rất là nhỏ nhặt, rất là đơn sơ, nhưng mà mình không bao giờ để ý là chết đó quý Phật tử. Hiểu không? Có một lần đó, một người Phật tử bơi xuồng đi ngang cái biển, con quỷ nó lấy cây kim nó đục vô trong cái đáy thuyền. Đức Phật nói, con ơi, đáy thuyền con bị lũng. Người cư sĩ đó nói, không sao đâu Thức Thế Tôn, nó nhỏ bằng ngũ kim thôi, không sao đâu. Nhưng mà biển cả của cuộc đời quý Phật tử ơi, con thuyền đi hết, chưa hết cái bến bờ nữa thì nước nó rịn từ từ và nó chìm giữa dòng. Chưa tới bến bờ bên kia nó đã chìm rồi. Cho nên có đôi khi mình ngồi, quý Phật tử ơi, những suy nghĩ của mình tưởng chừng như là nó vô hại, nhưng mà rồi cuộc đời của mình nó sẽ bị chìm giữa dòng sông khi mà mình chưa đến bến bờ của Phật. Hiểu không? Giống như bây giờ Tết đó, nói không sao, ba ngày xuân mà vui chơi chút đỉnh đi, không sao đâu. Mình là Phật mà, mình là con của Phật, ba ngày xuân chơi đi, không sao đâu. Rồi vô ngồi kêu lô tô. Cái ngày đó đâu có cần thiết phải ngồi kêu lô tô quý Phật tử. Hiểu không? Vậy mà tại vì nó vui thôi mà, Phật ơi, Phật quan hỷ cho con ba ngày xuân để con ngồi con chơi chút. Rồi tụ này chơi lô tô, tụ kia chơi tiếng lên, tụ nọ chơi tứ sắc, tùm lum hết rồi. Những người rảnh rỗi thì gặp nhau rồi bắt đầu nói chuyện phào không. Đáng lẽ những cái lúc đó là những cái lúc mà chúng ta tìm lại năng lượng của Phật. Giờ phút đó là quan trọng nhất. Hiểu không? Đâu phải đợi tới 14, 15, 30, mùng 1 rồi chúng ta vô rồi chúng ta lại để chúng ta tiếp nhận nụ cười của Phật Di Lặc. Mà ngay ngày đầu xuân, đó chính là cái cơ hội để cho chúng ta tiếp nhận cái năng lượng của Thế Tôn. Vậy mà mình cứ bỏ qua hoài luôn quý Phật tử à. Hiểu không? Tết vui không quý Phật tử? Thấy không? Cũng vui nữa, thấy không? Mỗi một năm trôi qua mất hết tuổi mà hỏi vui không là vui hoài luôn, thấy không quý Phật tử? Cho nên người con của Phật, Tết không có nói là vui, mà Tết cũng không nói cái chữ buồn trong đó. Hiểu không quý Phật tử? Tết là an lạc thôi. Mà muốn an lạc là sao? Không vui không buồn. Cái người vui nhiều chừng nào đó, khi mất niềm vui thì họ sẽ khổ. Phải không quý Phật tử? Cho nên chỉ an lạc thôi, có nghĩa là mình vượt lên tất cả những tín hiệu của vui buồn trong cuộc sống. Người ta khen mình cũng an lạc. Người ta chê mình cũng an lạc. Mình giàu mà mình ăn Tết cũng an lạc. Mà lỡ mình nghèo mình ăn Tết cũng an lạc. Bữa nay năm nay có tiền ăn Tết cũng an lạc. Mà lỡ không tiền ăn Tết, tâm hồn mình vẫn an lạc. Thì có như vậy đó mới gọi là Tết mừng xuân Di Lặc được quý Phật tử à. Còn đằng này chúng ta bị duyên theo mọi hoàn cảnh, duyên theo cái tiền ở trong túi hoài là thất bại rồi. Phải không? Thấy cái mặt mà bữa đó nó đi vô chùa mà nó nhìn lên trên nóc chùa không, đó là biết nó có tiền đó. Nó có tiền nó đi cái tướng nó khác. Còn bữa nào mà nó rén lén lén nó đi, rồi nó lầm lũi lũi nó vô trong kẹt nó ngồi, biết bữa nay này quýnh bài thua rồi. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta làm cho cuộc đời nó không có đẹp được đó quý Phật tử à. Mình phải làm sao mình sống mình tự tại một chút đi.
Có tiền cũng như vậy mà không tiền cũng như vậy. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đi. Người con của Phật phải có Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa ở trong đầu. Đi đến đâu cũng phải có Bát Nhã. Bất tăng, bất giảm có nghĩa là gì? Chửi tôi bao nhiêu, Phật tôi cũng không giảm. Mà bà ca ngợi tôi, bà khen tôi bao nhiêu, Phật tôi cũng chẳng tăng. Hiểu không quý Phật tử? Tôi giàu, tôi cũng chẳng có sạch. Mà tôi nghèo, tôi cũng chẳng có dơ. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Cái tu của mình là như vậy, chứ không phải tu là ngồi cứ điếm hoài luôn. Tôi nói thiệt với ông vô trong chùa mới đây, tôi ăn chay 10 năm rồi nè. Ăn chay 10 năm đâu có quan trọng. Tụng kinh 7-80 bộ pháp qua cũng chưa quan trọng. Quý Phật tử ngồi đọc kinh mà thiếu vắng nụ cười, đó là ma đọc. Quý Phật tử niệm Phật mà thiếu vắng nụ cười, đó là ma niệm. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình phải làm sao? Cái quan trọng nhất là cái chất của mình. Gán giữ nụ cười đi quý Phật tử. Người nào mà giữ được nụ cười, tức là giữ Phật trong trái tim của mình. Mất nụ cười là mất Phật. Trên đoạn đường đi về Phật, mà người nào đánh mất Phật rồi hết thấy đường đi luôn đó. Không có Phật làm ai dẫn đường cho mình đi đây. Mà tu mà giận hờn nhau hoài luôn mới thấy gớm vậy chứ. Ở trong cuộc đời mình nó có 4 dấu cộng trừ nhân chia. Quý Phật tử hiểu không? Biết không? Biết cộng trừ nhân chia không? Nhân là gì? Mình làm ít mà mình cứ nhân đôi hoài. Cúng dường con bao gạo mà năm nào cũng kể hết, tức là một bao năm sau cũng kể cái bao của năm ngoái, thành ra một bao lên hai bao lên ba bao, đó là nhân đó quý Phật tử. Hiểu không? Ngồi thiền thí dụ như ngồi thiền có 10 có nửa tiếng đồng hồ à, ai hỏi chèn ơi ngồi nãy giờ gần cả tiếng, thấy không? Nhân đôi lên không? Đó gọi đi từ thiện cũng vậy nữa, cũng nhân đôi lên không. Người nào mà đi từ thiện mà kể lể cái chuyện khó khăn mà mình vượt qua được, có chàng ơi chị không biết đâu, vô trong lòng nó khó dữ lắm, con đường lầy lội mà tôi gán tôi đi qua, dấu nhân đó. Mà dấu nhân là gì? Là tham. Quý Phật tử nhớ, dấu nhân là tham đó quý Phật tử. Tham danh, tham vọng, tham lợi, tham đủ điều hết. Còn dấu trừ là gì? Sân. Dấu trừ là sân. Hỏi sao mà con không đi chùa? Có con mẹ đó không có con thầy ơi. Dấu trừ là sân đó quý Phật tử. Hiểu không? Dấu trừ là sân. Còn dấu chia là gì? Là si mê. Mình chia nhóm này, chia nhóm kia. Hỏi sao lúc này không đi chùa Linh Quang vậy, mà đi qua bên chùa Giác Nguyên không vậy? Thôi cái nhóm đó tôi không chơi nữa rồi. Tôi thề với chị, cái nhóm đó mà đi từ thiện rủ tôi là tôi không đi. Tôi chơi cái nhóm bên đây thôi, nhóm bên đây ngon hơn nhóm bên kia. Quý Phật tử ơi, đó là si mê rồi đó. Hiểu không? Nụ cười của mình nó bị mất đi từ ba cái dấu đó, nhân, trừ và chia. Đó là tham, sân và si. Chỉ có một cái con dấu mà chúng ta cần xài, đó là con dấu trên ngực của Phật, đó là dấu cộng thiêng liêng. Chữ vạn là dấu cộng đó quý Phật tử à. Hiểu không? Dấu cộng đó mới kết nối được yêu thương, dấu cộng nó mới xích lại gần nhau quý Phật tử à. Dấu cộng đó là nụ cười đó. Hiểu không? Hai đứa đang trừ nhau vậy nè. Trừ. Tao với mày trừ. Không chơi. Nhưng mà hai đứa bắt đầu đứng gần bên nhau. Hai đứa nắm tay nhau. Kéo một đường dài xuống thành dấu cộng liền. Hiểu không? Buông bỏ tất cả đi. Hỡi những người bạn áo tràng lam. Chúng ta hãy buông bỏ tất cả đi. Đừng để cái gì mà gọi là hiềm khích. Đừng để cái gì gọi là nó mít lòng lẫn nhau. Buông xuống từ trên. Buông xuống hết đi. Thì cái dấu trừ đó được buông từ trên xuống, nó trở thành dấu cộng liền quý Phật tử à. Ở đây mà quý Phật tử nào mà còn hiềm khích nhau, hãy buông bỏ tất cả đi ha. Buông bỏ đi để rồi chúng ta tìm lại dấu cộng nguyên thủy của chúng ta. Dấu cộng đó nằm trên lòng ngực của từng người con Phật đó. Phải không? Chứ không phải một mình Đức Phật có đâu. Tất cả những người con Phật đều có hết. Nhưng mà quý Phật tử ơi, chúng ta làm nó mờ đi từ vô lượng kiếp. Mình sống trong địa ngục thời gian rồi, cái không biết các bụi của vô minh, các bụi của địa ngục nó làm mất hết miếng. Cái lú đầu lên ngạ quỷ, cái nó mất thêm miếng. Lú đầu lên súc sinh, nó mất thêm miếng nữa. Rồi bây giờ may mắn làm được con người, đi soi gương nhìn vô trong lòng ngực của mình, mất tiêu dấu cộng thiêng liêng đó. Mất tiêu rồi. Thấy không? Cái chuyện quan trọng ở đây là quý Phật tử phải làm sao để cho dấu cộng đó nó còn tồn tại. Dấu cộng đó cũng chính là nụ cười của Phật Di Lặc đó quý Phật tử à. Thấy không? Bây giờ dám không? Dám sống trong năm nay 365 ngày của năm Ất Mùi nè, con sống bằng nụ cười, dám hứa với Phật không?
Mô Phật dám hứa nhưng mà dám quên lắm. Con dám hứa nhưng mà con cũng dám quên. Hồi năm rồi là năm gì quý Phật tử biết không? Hồi năm rồi năm gì? Đúng rồi, giáp, chữ giáp của nó là rừng cây. Rừng cây cổ thụ, chữ giáp là rừng cây. Còn ngọ là gì? Con ngựa phải không? Là tiểu bạch long. Quý Phật tử ơi, năm giáp ngọ là cái năm mà con tiểu bạch long của chính mình vượt qua khỏi rừng vô minh. Đạo tràng của cô Liễu Ngộ giờ tối hôm nay mà ngồi đây nghe pháp nè, có con ngựa nào vượt ra khỏi rừng vô minh chưa? Mô Phật, dạ nó bị cột trong gốc cây rồi thầy ơi. Vượt gì nổi mà vượt, phải không? Nguyên một năm còn đau buồn, còn khổ sở, còn than thân trách phận đủ điều hết. Mô Phật, mẹ Quan Âm ơi, sao con đi chùa mà thằng con của con nó quậy quá, con chịu không nổi. Mẹ Quan Âm ơi, con có thiện căn, con vô trong chùa, con tu hành bằng chồng, con nam trì địa ngục, nó chửi con hoài. Ví dụ vậy, là con ngựa của mình làm sao ra khỏi rừng vô minh được quý Phật tử? Người nào mà còn có những suy nghĩ như vậy là quý Phật tử ơi tiêu rồi. Con nói thiệt, con đi chùa, tâm hồn của con nó phơi phới lắm. Còn con ở nhà, con nặng nề như sống trong địa ngục vậy. Là quý Phật tử thấy là mình không có nụ cười rồi. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đánh mất hết những cái dấu cộng của mình rồi đó. Ở đây ai có cái đó không? Có hết phải không? Vô trong đây rồi con nó quậy quá xa luôn. Không biết làm sao bây giờ quý Phật tử ơi. Tại vì mình thiếu nụ cười đó. Hiểu không? Một người cha mẹ của mình là cha mẹ rồi. Mình đi đến chùa mà mình giữ được cái phước của mình thì con của mình nó mới hưởng được cái đó. Thầy nói ví dụ như vậy để cho quý Phật tử dễ hiểu. Nếu cha mẹ là một cái tàn cây cổ thụ, cành lá nó còn xum xê, nó còn đầy đủ, nó còn hoa, nó còn trái, thì tất cả những đứa con nó ngồi dưới gốc cây, nó sướng mắc mớ gì nó phải bỏ gốc cây nó đi ra. Hiểu không? Còn đằng này cha mẹ gì gũng lá sạch hết rồi kêu nó ngồi dưới gốc cây, nó ngồi nó chịu nổi không? Phải không? Đi vô trong chùa mà không bao giờ tích lũy công đức, không dung phân, không tưới nước, người ta chửi, người ta đem phân xuống, người ta bón vào gốc cây, lụm phân chọi lại ngược người ta, rồi đứng chửi lộn hoài. Cái phước hiện tại cũng mất mà phước tương lai cũng chẳng còn luôn. Thì quý Phật tử ơi, như vậy thì cái cây mình thiếu phân, cây của mình thiếu nước, thì quý Phật tử ơi nó rụng lá sạch hết. Thấy không? Rồi bây giờ mình đi chùa mà mình không trang trải cho con của mình được một chút phước báo nào thì nó bao giờ mà nó ngồi dưới gốc cây của mình đây? Nó sẽ không bao giờ sống trong sự che chở trong lòng tay của mình cả. Người nào mà sống mà đầy đủ phước báo, tàn cây xum xê, cành lá xum xê, hoa trái nó thơm tho như thế đó quý Phật tử, dù con của mình nó đi thiệt là xa, mình ở vùng này mà con mình đi học xa, nó vẫn nhớ mình và nó vẫn nghe lời mình. Còn mà lá nó rụng hết rồi, nó ở chung trong nhà chứ rồi, tìm nó hoài không thấy. Nó thoát khỏi và thuộc khỏi tầm tay của mình đó quý Phật tử à. Phải không? Cho nên mình tu làm sao mình giữ vững được nụ cười là được rồi. Trong gia đình mình phải làm sao? Nếu muốn gặp nhau sau này thì hãy bắt gặp nhau trong cùng một nụ cười. Chồng cười, vợ cười và con cái cùng cười với nhau và cười cùng một kiểu. Hiểu không quý Phật tử? Cùng tìm đến tận nụ cười chứ không phải hai vợ chồng cười hai kiểu là thất bại rồi. Có không? Có khi nào hai vợ chồng cười hai kiểu không? Có phải không? Cười hai kiểu là tiêu cái gia đình nó rụng lá hết luôn đó quý Phật tử. Thì con nó bỏ nhà nó đi luôn. Mệt lắm đó quý Phật tử à. Cho nên rồi mình bổn phận làm con, thấy cha mẹ mình thiếu vắng nụ cười, tụi con phải làm sao chăm sóc cho gốc cây của bố, gốc cây của mẹ, để gốc cây bố mẹ của mình xanh lá lại. Cây của bố là phúc, cây của mẹ là hạnh, cho nên rồi là hạnh phúc. Mình làm con, mình đừng bao giờ thấy rằng là thôi ổng bả rụng lá hết rồi, mình bỏ nhà mình đi luôn là thất bại. Hiểu không? Thấy bố mẹ của mình rụng lá thì mình làm sao những đứa con mình phải làm sao dung phân tưới nước lại. Dung phân là gì? Là che chở. Tưới nước là gì? Là an ủi. Không binh người nào cả. Phải không? Mình che chở, mình an ủi để làm sao cho cái cây hạnh của mẹ mình xanh lá, cây phúc của cha mình ra hoa. Đó chính là cái nụ cười đó quý Phật tử à. Nụ cười của Phật Di Lặc áp dụng trong cuộc sống đời thường của mình. Chứ không phải nụ cười của Phật Di Lặc chỉ nằm ở trong chùa không đâu. Phải không? Mình đến chùa mình nhìn cái tượng của Phật Di Lặc. Mình nhìn để mình nhớ. Mình nhìn để mình làm theo. Mình nhìn để mình thực hành. Mình đem tất cả bóng dáng nụ cười của Phật Di Lặc từ trong đạo tràng để mình đem ra ngoài giữa đời thường. Phải không? Giống như mình ngồi mình đọc kinh. Cái sai của mình là mình ngồi mình đọc kinh trong đạo tràng mà quý Phật tử chưa bao giờ đưa cái trang kinh vào tận trang đời.
Cái đó là cái sai của mình đó, cái thiếu thốn của mình dữ lắm. Vô trong chùa tụng kinh nghe thiêu bằng là thuộc lòng, đọc ngân nga đọc hay lắm, mà về nhà chưa có một miếng kinh nào trong nhà của mình hết, thấy không? Quý Phật tử có bao giờ đem cái trang kinh ở trong đạo tràng mà về tới nhà mình đâu, chưa bao giờ đem cái trang kinh ở đạo tràng mà về tới cuộc đời đâu quý Phật tử, phải không? Đi với Phật tôi mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, có nghĩa là vô trong chùa tôi đọc kinh tu hiền dữ lắm, mà về nhà rồi là gặp quỷ tôi trừ quỷ liền, chửi lộn sùm hết luôn. Người ta nói bà hai sao bà đi chùa mà bà chửi dữ vậy? Ừ, tôi vậy đó, tôi gặp Phật là tôi niệm, nhưng mà gặp ma tôi quýnh nó liền. Cái đó là cái sai của mình rất là nhiều quý Phật tử, mà người nào cũng vậy hết á, biết không? Có nhiều người vô trong đây Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà về nhà rồi Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, khác không? Khác không? Ở đây thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật niệm đều lắm, mà về nhà Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời, nó thất bại dữ lắm luôn quý Phật tử à. Như vậy thì làm sao chúng ta giữ được nụ cười của Phật đấy? Cái nụ cười của Phật đó chính là Phật. Nụ cười của Phật chính là cái tác nhân cuối cùng để cho chúng ta về Phật. Nụ cười của Phật cũng chính là chiếc vé để cho chúng ta lên xe Phật. Và nụ cười của Phật cũng chính là gì? Là nhiên liệu để thúc đẩy cho chúng ta mạnh mẽ tiến về nơi đất nước của Phật. Chiếc xe mà không có xăng quý Phật tử có thể đi được không? Xe không xăng chạy được không? Không. Con người tu thiếu nụ cười không về Phật được. Cho nên thầy mong rằng nguyên một đạo tràng của chúng ta cười mà bằng lục căn thanh tịnh. Đôi mắt con cười, lỗ mũi con cười, đôi môi con cười, lỗ tai con cười, 84.000 lỗ chân lông của con cười, trái tim của con cười và cái đầu của con mãi mãi giữ nụ cười của Phật. Thì như vậy mới được quý Phật tử à. Chứ không phải cười bằng cái môi không đâu. Cười bằng cái môi là cười nhếch mép đó. Bà đó bà mới vừa chửi mình xong cái bà chợt chỗ chú bà té là nhếch mép cười liền. Vừa tội bà dám xúc phạm đến những người con Phật. Như vậy là không được rồi. Mình phải có một nụ cười hoan hỷ, sẵn sàng tha thứ cho mọi người đi quý Phật tử. Mình có tha thứ cho người thì người sẽ tha thứ cho mình. Đằng này mình sống mà mình không tha thứ cho ai hết, rồi một ngày nào đó trên đoạn đường của cuộc đời là cái cuộc sống của mình là cuộc sống của lỗi lầm mà quý Phật tử. Ai dám khẳng định rằng từ xưa tới bây giờ con chưa từng phạm lỗi lầm không? Có khẳng định không? Vậy thì bây giờ người ta có lỗi trước, mình tha thứ đi, rồi một ngày nào đó lỡ mình làm cái lỗi sau, người ta sẽ tha thứ lại cho mình. Hiểu không? Thì như vậy, mình tha thứ cho người, đó là dấu cộng. Người tha thứ lại cho mình, đó là dấu cộng, là tín hiệu của yêu thương đó quý Phật tử. Hiểu không? Mình sống mà toàn bộ trái tim của mình cứ bằng mất tín hiệu hết luôn. Có không? Có trái tim này liên lạc với trái tim kia bằng tín hiệu không? Có, mà không phải tất cả. Chỉ có hai đứa nó liên lạc thôi. Phải không? Mình liên lạc bằng trái tim có nghĩa là tất cả mọi người, già trẻ bé lớn, người thân, người thù hay là tất cả mọi người đều liên lạc với nhau bằng tín hiệu của yêu thương từ trái tim của mình. Cái đó không dành riêng cho ai nha quý Phật tử. Phải không? Mình là đạo tràng ở đây, quý Phật tử phải liên lạc với nhau bằng cái trái tim của mình, bằng nụ cười thiêng liêng của mình, bằng tiếng lòng thanh tịnh của mình mới được. Còn đằng này quý Phật tử sống mà mình không có bao giờ có những tiếng nói từ trái tim của mình, tiếng nói trong cái tâm hồn của mình cả. Mình nói bằng cái bờ môi mấp máy thôi, bằng ngôn ngữ của cuộc đời. Quý Phật tử ơi, không phải bằng ngôn ngữ của Phật. Người ta chửi mình chửi lại liền, người ta khen mình khen lại liền. Rồi quý Phật tử thấy ai khen mình rồi, quý Phật tử đi kiếm cái người đó hoài luôn. Hỏi sao bà hai bà kiếm nó hoài vậy? Tại nó khen tôi kiếm nó, nó khen tôi nữa. Nhỏ đó nói bà hai ơi, con không phải nịnh bà đâu chàng ơi, từ ngày bà vô trong liễu ngộ bà nghe pháp tới giờ thấy bà trẻ ra, bà đẹp giống bà tiên quá, đi kiếm con nhỏ đó hoài, nói chuyện với nó hoài để nó khen chứ không gì hết á. Mà lỡ bữa nào mà nó nói bà hai, con nói thiệt, sao mà bà tu sao mà bây giờ bà thất thần, tóc bà bạc, bà mớm dữ vậy, bà làm mô Phật, gặp nó là trốn không, sợ gặp nó cái nó chê chứ không gì hết á. Mình sống bằng sự khen chê, tức là quý Phật tử đang sống trên bờ môi của thiên hạ. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta là những người con Phật, là áo tràng lam, là màu áo lam hiền. Quý Phật tử hãy sống trong trái tim của Phật, đừng sống trong bờ môi của thiên hạ nữa. Hiểu không quý Phật tử? Mình sống trong bờ môi của thiên hạ muốn mình đi chùa, cái khen mình dài ba câu. Thiên hạ muốn mình bỏ đạo, cái chửi mình dài ba câu là thất bại không? Tự nhiên nó nói rằng là trời ơi, cái bà này bà mặc áo tràng, áo ra áo cái mặt bả ra, cái mặt bả ra, dòng quỷ mà bày đặt mặc áo tràng là bỏ chùa luôn. Thấy không? Mình sống trong bờ môi của thiên hạ. Quý Phật tử ơi, người ta nói mình bà là quỷ mà bà tu cái gì? Thầy xin thưa với quý Phật tử, chỉ có quỷ mới tu thôi. Hiểu không? Phật đâu có tu. Ông Phật làm gì tu nữa?
Cho nên á, chỉ có quỷ mới tu thôi. Ở trong bệnh viện chỉ có người nào mà bệnh mới nhập viện thôi, người khỏe mạnh vô đó làm gì? Quý Phật tử thấy không? Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái chùa là bệnh viện đó. Cho nên tất cả những người nào bước chân vào trong chùa đều là bệnh nhân, nặng hay nhẹ thôi. Mà hình như vô trong cái chùa rồi là bệnh nặng không đó. Bệnh nhân nặng dữ lắm luôn đó quý Phật tử à. Thành ra rồi mà người nào nói trời ơi sao mà tôi vô trong chùa tôi thấy lộn xộn quá vậy nè. Người ta khỏe mạnh người ta đâu có vô chùa. Người ta khỏe mạnh người ta giảng sanh Tây Phương hết rồi. Mà cái người giảng sanh Tây Phương là người đã được bác sĩ cấp một giấy xuất viện. Hiểu không quý Phật tử? Còn mình mà còn nằm ở đây mà mình còn lăn lộn ở đây là biết mẹ này còn nặng lắm, cái ông này còn nặng lắm rồi. Đó. Một ngày nào đó tự dưng rồi có một chú Phật tử lên thông báo cho nguyên một đạo tràng giống như bữa nay vậy nè. Nhân cái ngày mà 12 tháng Giêng, hôm nay thầy đến đây thầy nói pháp, con xin thông báo với tất cả đạo tràng ngày mai 13 con về Phật. Quý Phật tử biết ông đó xuất viện rồi đó. Hiểu không? Mà còn nín thinh mà cứ ngồi niệm Phật. Ba hồi niệm, ba hồi chửi, ba hồi niệm, ba hồi chửi. Biết bà này là cứ bằng bệnh nhiều lắm. Bà xuất viện xong cái bà đi ra cái bà bắt đầu nhập viện trở lại. Bệnh của bà không hết. Hiểu không? Bác sĩ nói con ơi con về con kiêng nha con. Đừng có ăn tầm bậy tầm bạ. Kêu bằng kiêng tức là con đừng sát sanh. Kiêng nha con, đừng trộm cắp. Kiêng nha con, đừng tại giam. Kiêng nha con, mô Phật năm điều kiêng đó con gán giữ nha. Mà về năm điều đó mình quất sạch sẽ hết bệnh vô bệnh viện nữa. Quý Phật tử ơi, mình tối ngày mình như vậy mình chuyển viện đó nghe quý Phật tử. Mình nhập cái viện ở cõi người này đỡ đó. Bệnh viện này mình nhập ở đây đó là quý Phật tử biết là ra ngoài phòng dịch vụ rồi khỏe đó. Mà mình tu không khéo, mình ăn tầm bậy tầm bạ mà nó bệnh nặng rồi, cái bắt đầu nó đưa vô trong cái vùng cấp cứu, tức là vùng cấp cứu ở dưới địa ngục á. Là bệnh viện đó là ghê ghê gớm lắm đó. Bệnh viện đó là gần nhà xác rồi, thấy không? Cho nên mình tu bây giờ mình mang được thân người, mình là một con người, mình sống ở trong đạo tràng này là quý Phật tử mừng đi. Tại vì mình sắp sửa xuất viện được rồi. Còn mang thân con chó, mang thân con thằn lằn, con rắn, con này kia, con cọp, con sói, quý Phật tử ơi, làm sao chúng ta hết bệnh được đây? Làm sao nó biết uống thuốc đây quý Phật tử? Quý Phật tử còn phân biệt được đây là điều phải, đây là điều quấy. Quý Phật tử còn biết điều thiện, điều ác. Tức là quý Phật tử còn biết uống thuốc, hiểu không? Còn ăn chay trường được là còn biết uống thuốc. Còn con cọp, con sư tử, con chó sói nó biết ăn chay trường không? Nó không biết, tức là nó bệnh mà nó không bao giờ uống thuốc được. Rồi sau khi nó chết rồi, cái nó bắt đầu nó xuống một bệnh viện nữa, tức là bệnh viện ngạ quỷ. Lồ ngạ quỷ quý Phật tử ơi, không có cơm gạo đâu mà ăn, cũng không có thịt đâu mà ăn, mà chỉ liếm máu mủ của chính bản thân mình mà ăn thôi. Rồi nó có tu được đâu. Rồi sau khi mà cái bằng chuyển bệnh viện nữa, bà này nặng quá rồi, chuyển xuống cái nữa là xuống địa ngục A Tỳ. Tối ngày nằm trong chảo dầu sôi, tối ngày cơm cột đồng cháy đỏ, tối ngày bị treo ngược hoài. Thì quý Phật tử thấy cuộc đời của mình chết không? Biết chừng nào xuất viện đây, biết chừng nào hết bệnh đây quý Phật tử. Toàn bộ tất cả chúng ta mà lên đên trong cõi ta bà, xuống lên trong ba nẻo sáu đường vì chúng ta thiếu nhiên liệu. Hiểu không? Mà nhiên liệu đó là nụ cười đó. Cho nên mỗi mốt về cười cho nhiều quý Phật tử ơi, để rồi cái trái tim của mình nó nạp nhiều nhiên liệu hơn, biết không? Cười là năng lượng sống, cười là năng lượng của Phật, cười là năng lượng của yêu thương, cười là năng lượng của an vui và tự tại. Người nào mà cười nhiều người đó tự tại lắm quý Phật tử, hiểu không? Bác sĩ nói một ngày mà cười 36 lần người đó trẻ mãi không già. Bác sĩ ở ngoài con nói một ngày mà con cười được 36 lần, chúng ta vận động cái cơ mặt, cơ môi của mình đó, thì cái mặt của mình lâu nhăn, có gì đâu. Nhưng mà bác sĩ cũng dặn cười đừng quá 36 lần, người ta nói mình ở trên kia đi xuống, hiểu không? Thí dụ như ban đêm rồi đó, quý Phật tử cười xong rồi, mình cười 35 lần rồi thì thôi lỡ rồi, vô trong mùng đừng có cười nữa. Cười cho nó đủ 36 lần là người ta nói mình kỳ lắm, biết không? Ổng dở mùng ổng chung ra, ổng nói tao nói cho mày nghe, sao bữa nay bà nằm bà ngủ bà nhìn đóng mùng bà cười hoài. Rồi tự nhiên ổng dở mùng ổng chung ra, không dám ngủ luôn đó quý Phật tử. Bà ngoại mày lúc này tao thấy kỳ dữ lắm rồi, từ ngày bà đi chùa tới giờ sao mà bà cười khang không? Thấy không quý Phật tử, như vậy là không được. Cười nó là tín hiệu, nhưng mà quý Phật tử phải cười sao cho đúng thời, đúng nơi và đúng lúc mới được, phải không? Tự dưng rồi cái tất cả mọi người ta đi xuống hết, ngồi một mình lên trên đạo tràng liễu ngộ, cái ngồi cười hoài vậy sao được?
Người ta mời xuống, cô Liễu Ngộ nó thôi xuống ăn cháo, thôi xuống ăn bánh mì đi, không thèm xuống, mà ngồi cười cho đủ 36 lần là chết liền. Mô Phật, tại vì hồi sáng tới giờ con cười mới có 4 lần à, cười thêm 32 lần nữa cho nó đủ. Cười cái kiểu đó rồi làm sao người ta dám mời mình lễ nghe Pháp nữa quý Phật tử. Phải không? Cho nên nói là cười qua 36 lần có nghĩa là tất cả chúng ta phải giữ nụ cười của mình. Giữ mãi cái nụ cười, không phải bằng đôi môi mà mình cười bằng đôi mắt, cười bằng tất cả những hành động của mình. Trong lời nói của mình nói nó vẫn có âm hưởng của nụ cười. Trong cái nhìn của mình nó vẫn có âm hưởng của nụ cười, quý Phật tử hiểu không? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, trái tim của mình cười, đôi mắt của mình cười đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử, mùa xuân rồi quý Phật tử phải gắng giữ gìn cái năng lượng sống của năm mới. Hồi năm rồi năm Giáp Ngọ, quý Phật tử để cho con ngựa mình bị trói trong rừng cây. Năm nay năm gì quý Phật tử? Ất là cỏ, là bình nguyên, đồng cỏ mênh mông, là hiện thân của sự thanh bình, hiện thân của lộc. Con dê ăn cỏ. Quý Phật tử đếm coi từ con số 1 tới từ con Tý tới con Mùi nằm số mấy? Đếm thử coi từ con Tý tới con Mùi nằm số mấy? Số mấy? Ăn no rồi đi nhiều chuyện. Ất Mùi đó tức là con dê, mà con dê là số 8, ăn cỏ ăn đã rồi cái đi nhiều chuyện không? Hồi năm rồi tu đó để cột trong cái rừng vô minh, năm nay tu ăn xong đi nhiều chuyện. Cho nên á, chữ Mùi là số 8 mà 8 là nhiều chuyện. Tại sao vậy? Cái miệng của mình hình tròn. Hiểu không quý Phật tử? Là con số 0. Đó đi nghe người ta xong về cái nói câu gì đó kể lại cho người khác nghe, cong chút xíu thành số 8 liền. Bẻ cong sự thật. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, không có một người nào mà đi nghe một câu chuyện về kể đúng cái nồng độ của câu chuyện hết. Tùy theo cái mệt của mình, rồi tùy theo cái cảm xúc của mình, tùy theo cảm tính của mình, mình kể câu chuyện đó khác liền. Chỉ cần mình tăng độ một cái này, câu chuyện nó khác rồi. Thí dụ thầy nói ông hai, ông nói, tao nói thiệt á, tao giận bà hai dữ lắm luôn. Bà gặp tao, cái bà không nhìn tao. Cái nồng độ của ông hai nói như vậy thôi. Mình chạy mình kể cho bà hai nghe, bà nói, con nói ông hai ông mới chửi bà, ông đó ông giận bà dữ lắm á. Bà gặp mặt ổng, bà không có nhìn mặt ổng. Mình tăng đô vậy là có chuyện người ta thành số 8 liền, có thấy không? Đó là nhiều chuyện đó quý Phật tử. Mình nói theo dân gian là nhiều chuyện, mà nói theo cái vấn đề quý phái một chút đó là những người bị thu thập kiến thức và phát thanh kiến thức không đúng sự thật. Hiểu không? Thu kiến thức và phát kiến thức mà phát không đều. Khi lớn khi nhỏ đó, phải không? Người ta nói nhỏ mà phát cho nó bự, người ta nói bự mà về kể cho nó nhỏ, đó là nhiều chuyện rồi. Trong đạo tràng Liễu Ngộ ai là bà Tám đâu giơ tay lên coi. Mô Phật, tụi con cười là thầy biết rồi, khỏi cần giơ tay lên. Hiểu không? Cười là biết mình tám hết rồi chứ gì nữa, phải không? Đâu cần giơ tay lên đâu. Thật sự ngồi ở đây mà nhìn xuống là biết rồi. Trong đạo tràng này bà Tám có nè, ông Tám cũng có, chị Tám có, anh Tám có, thằng Tám có, con Tám có, đủ kiểu hết quý Phật tử. Người nào cũng tám hết. Mỗi một người có một cái cách để mà chúng ta nói chuyện. Thời gian ở đâu mà quý Phật tử cứ để ý người ta hoài vậy quý Phật tử? Không có đủ thời gian đâu. Mình nhìn lại với chính mình một chút để mà mình trân trọng, mình bảo vệ cái nụ cười của mình. Quý Phật tử chỉ cần bỏ lỡ, mình không bảo vệ nụ cười của mình đó quý Phật tử, mình đi qua nhà hàng xóm, mình nói chuyện đầu này, nói chuyện đầu kia, cái nụ cười mình quên bảo vệ, nó biến thành đôi môi đang khóc. Nó không còn cười nữa quý Phật tử à. Hiểu không? Bây giờ thầy nói thật đừng. Ở nhà của mình lo cho mình đi, mình tu, mình niệm Phật, lo cho con, lo cho cái, mình lo cho mình đi. Đừng có qua nhà hàng xóm rồi bắt đầu mình nói chuyện người ta, thì nụ cười của mình sẽ giữ mãi. Còn mình qua nhà người ta, mình nói chuyện xong, cái nụ cười của mình sẽ biến thành cái bờ môi nó méo mó tùm lum hết. Mà mình thích lắm quý Phật tử ơi, thầy nói thật luôn, mình thích đi nhiều chuyện dữ lắm. Hình như nó chính là cái người ta gọi là cái gì quý Phật tử? Là cái gì quý Phật tử à? Thích đi nhiều chuyện có nghĩa là gì? Hình như nó là máu thịt của mình rồi. Nó quen như vậy rồi. Cha truyền con nói như vậy rồi. Hiểu không? Người nào cũng thích hết đó quý Phật tử ơi. Đang ngồi nghe Pháp gì nè, mà lỡ nghe cái đùng đằng kia là quay ra nghe nhìn hết liền. Cái bản tính nhiều chuyện của mình nó vẫn còn trong đây. Hiểu không? Mình nghe xong, mình nghe cái đùng cái là mình quay, mình đi kiếm liền. Mình đang ngồi mình đọc kinh cũng vậy, mà mình nghe xôn xao ồn ào ở bên ở ngoài đường là bắt đầu mình tụng kinh nó không có thanh tịnh rồi. Đi chùa ngồi tụng kinh đó mà nghe cái đùng cái là mình quay qua mình đi kiếm rồi. Thậm chí hồi nãy cũng vậy, đang ngồi nghe Pháp mà cái điện thoại người ta reo mắc mớ gì cũng gán nhìn qua.
mình tập trung để mình giữ nụ cười của mình đi, không người ta reo bắt đầu kéo nhau nhìn qua liền. Một người để điện thoại reo thì hãy để cho một người đó mất thanh tịnh thôi, làm nguyên một đạo tràng tự nhiên xôn xao mất thanh tịnh hết nguyên một đạo tràng. Một người đã mất nụ cười rồi mà nguyên một đạo tràng mất nụ cười luôn, thấy không? Vậy thì cái đó là cái tội của mình chứ không phải là cái người để cho điện thoại reo đâu. Hiểu không quý Phật tử? Mình dặn rồi, vào trong đạo tràng hãy tắt nguồn đi để rồi cho đạo tràng được thanh tịnh. Rồi điện thoại của cô ấy quên tắt cho nên điện thoại cô ấy reo. Cái đó đâu phải là lỗi của cái điện thoại reo đó. Nếu tâm hồn của mình thanh tịnh, nếu mà mình sống trong nụ cười thì nó reo chẳng có ăn nhầm gì mình hết. Hiểu không quý Phật tử? Không reo mình vẫn sống, cũng vẫn cười. Mà điện thoại nó có reo mình vẫn cười. Im lặng hết mình vẫn thanh tịnh. Mà bây giờ ồn ào lòng của mình vẫn thanh tịnh. Đó thì như vậy đó quý Phật tử mới có thể giữ được nụ cười của Phật Di Lặc. Còn nếu không thì cuộc đời này đó quý Phật tử ơi, tu cho nhiều thiệt là lâu. Như bây giờ đó nguyên một đạo tràng của cô Liễu Ngộ tổ chức cho quý Phật tử ngộ đây tu nè. Tu xong xuôi rồi cái bắt đầu Phật A-di-đà đi xuống đây, cái Phật Thích Ca nói thưa huynh thấy nguyên một cái Phật tử ở đạo tràng của cô Liễu Ngộ này đứa nào được. Phật A-di-đà nói huynh đừng buồn nghe, không đứa nào được hết luôn. Thấy không? Không có thứ nào được hết. Vì sao vậy? Vì quý Phật tử không có giữ được nụ cười. Không phải là mình không cười quý Phật tử, nhưng mà nụ cười của mình không có chất Phật. Mình phải cười làm sao nó có chất Phật. Nụ cười của mình phải có cái chất hỷ xả, bao dung và độ lượng. Cười như vậy mới được. Chứ không phải mình cười theo cái kiểu hàng ngày của mình đâu. Trúng số mình cười kiểu khác, đúng không? Rồi người ta khen mình cười kiểu khác. Đó, rồi người ta chửi mình tức quá, mình chửi không được, cái mình cũng nhếch mép, mình cười kiểu khác nữa. Ở đây mình làm sao cười có chất Phật, cười hoan hỷ đàng hoàng. Bà ấy nói đúng, mình cũng cười, mà cười trong cái tâm trạng rằng là Bạch Đức Thế Tôn hay Lại Mẹ Quan Thế Âm, bà ấy chưa hiểu con, hiểu không? Mình vẫn nở một nụ cười. Còn người ta hiểu mình thì mình vẫn nở một nụ cười. Lại Mẹ Quan Thế Âm, con xin cảm ơn bà ấy đã hiểu con rồi. Tất cả chúng ta hại sống mà chúng ta phải tìm lại cho mình, đánh thức cái nụ cười của mình trở lại. Đừng để nụ cười của mình ngủ quên nữa nghe quý Phật tử. Có không? Có để nụ cười bị ngủ quên không? Có. Tất cả chúng ta để nụ cười của mình ngủ quên hoài. Năm nào cũng vậy, tới mùa xuân cô Liễu Ngộ cũng mời thầy đến đây để mà đánh thức cái nụ cười của quý Phật tử hết. Nhưng rồi 365 ngày đã trôi qua, quý Phật tử ơi, không ai cười nổi hết. Phải không? Mình duyên theo tất cả những lẽ sống của cuộc đời để rồi mình đánh mất đi cái hồn Phật của mình đó quý Phật tử. Từ đây về sau thầy khuyên quý Phật tử một điều, và làm cái hành trang, làm cái kim chỉ nam cho mình trong cuộc sống. Người ta chửi mình tức là người ta đang dung phân cho mình. Người ta có khen mình là người ta đang tưới nước cho mình. Người ta chửi mình vì người ta chưa hiểu mình. Người ta khen mình tức là người ta đã hiểu mình. Ví dụ như vậy, để quý Phật tử giữ mãi nụ cười, đừng để nụ cười nó tắt nhanh trên bờ môi của mình nữa. Hiểu không? Thí dụ mình cười là mình đang thắp lên một ngọn nến yêu thương. Mình làm cho tất cả mọi người cười tức là mình mồi cái ngọn nến yêu thương này cho tất cả những tâm hồn bất hạnh. Hãy làm cho đạo tràng của Liễu Ngộ cười hoài đi quý Phật tử. Cười trong yêu thương, cười trong xích lại gần nhau, cười trong những cái tín hiệu và bắt gặp nhau trong cùng một lối sống. Người nào mà hôm nay đó, hồi năm ngoái mà còn giận nhau, năm nay bỏ liền đi quý Phật tử. Xong buổi giảng này rồi, nghe lời thầy, thôi bây giờ tu với chị, mình bắt tay quề, hiểu không quý Phật tử? Để cho chúng ta kết nối lại nụ cười. Mình có giận mẹ mình, bây giờ về nhà, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, rồi bắt tay với mẹ mình để kết nối lại nụ cười. Để trái tim của mình liên lạc được với trái tim của cha mẹ của mình. Hiểu không quý Phật tử? Ở đây có con nào mà giận cha mẹ không? Mô Phật bây giờ thì chưa giận, nhưng mà mai mốt con không dám hứa. Bây giờ thì chưa giận, nhưng mà mai mốt thì mình đâu có dám hứa đâu. Phải không? Nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày không phải để chúng ta nghe cái nụ cười của Phật Di Lặc. Mà ngày hôm nay là ngày quý Phật tử phải tự hứa với Phật và tự hứa với lòng mình. Từ đây cho đến cuối cuộc đời của con, đây là lần khởi động đầu tiên của con để tìm đến nụ cười. Con xin hứa với Phật và hứa với lòng con và hứa với bố mẹ thân thương của con. Con sẽ cúng dường cho cha mẹ của con bằng những nụ cười chân tình nhất của con. Như vậy đi quý Phật tử. Đừng để cho chúng ta sao lãng, đừng để cho chúng ta cứ mãi mãi rồi cuối cùng cứ là nuối tiếc, cứ ân hận hoài. Biết già vậy con không để cho mẹ con đau khổ. Khi cha mẹ mình lên đường rồi cái bắt đầu ngồi khóc, cũng giống như đứa con gái gì đó. Nó chửi mẹ nó hoài luôn. Nó đòi mẹ nó mua quà sinh nhật, mẹ nó không có tiền.
Thế rồi một ngày kia cái bắt đầu mẹ đi mượn tiền, đi bán máu mua cho nó được sắp giải. Rồi đi trên đường đi về, chóng mặt quá vì bán máu mà. Cho nên chiếc xe đi ngang qua tối hù không thấy, rồi lủi vô chiếc xe. Xe nó cán ngang qua đưa vô bệnh viện. Rồi bắt đầu nó ngồi nó chờ ngoài cái cửa phòng cấp cứu. Khi cái cửa phòng vừa mở ra, chiếc băng ca đẩy ra, quý Phật tử ơi, bác sĩ nói mẹ con đã chết. Lúc bấy giờ nó chụp cái băng ca, nó ôm cái băng ca, nó ghì cái băng ca lại và nó nói một câu: mẹ ơi, con không cần sắp giải sinh nhật này nữa đâu, con cần mẹ mà thôi. Kịp không? Cho nên ngay từ bây giờ quý Phật tử hãy cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười là quý Phật tử đã báo hiếu rồi. Phải không? Nụ cười chính là đóa hoa hồng chân tình nhất đó. Đâu phải đợi tới Du Lan mình mới dâng cái bông hồng cài áo lên. Quý Phật tử ơi, nụ cười của mình chính là bông hồng chân tình nhất của mình đó. Mỗi một ngày mình làm cho mẹ mình cười là cúng dường cho mẹ mình một tuổi thọ. Mình làm cho mẹ mình khóc là mình đã cướp đi, tước đoạt đi trên tay của mẹ mình một tuổi thọ đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay nói nhiều quá quý Phật tử nghe bực mình lắm. Năm mới mà ổng vô ổng la hoài. Nhưng mà thầy chỉ mong rằng quý Phật tử, không phải riêng gì năm nay mà tất cả mọi năm, quý Phật tử phải cố gắng hành trang của mình đi về Phật, hành trang của mình đi về tất cả mọi nơi. Có nghĩa là con người của Phật mình không phải chỉ trụ ở một cái cõi ta bà này không đâu, mà mình hứa với Phật và hứa với lòng mình, cho dù bất cứ nơi nào chúng con cũng giữ mãi cái nụ cười của Phật. Năm mới thì cầu chúc cho nguyên một đạo tràng của Liễu Ngộ mùng một Tết cười thật nhẹ để xua tan đi bao buồn tẻ. Mùng 2 Tết nếu chúng ta có cười thì cười thật trẻ để xua tan đi bao cô lẻ của mình. Và nếu mùng 3 Tết mà quý Phật tử có cười thì cười thật khỏe để xua tan đi bao quạnh quẻ của cuộc sống. Và cả năm chúng ta đều cười hết quý Phật tử, để cho tình người luôn vui vẻ, hiểu không? Cười hoài như thế đi quý Phật tử. Mùng 1 khởi động bằng một nụ cười nhẹ, mùng 2 khởi động bằng một nụ cười thật khỏe, và mùng 3 khởi động cũng bằng một nụ cười thật tươi trẻ, để rồi cả năm chúng ta cười để tình người luôn vui vẻ lại với nhau. Một lần cuối cùng thì cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta cũng giống như mọi khi, luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là luôn được sống bình an trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng, 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 chào toàn thể đạo tràng. Thấy không? Giao thừa cũng vậy, cứ đem đi cúng tất cả những cái trái mà không ăn được không? Cái lọc đầu xuân của mình là cái lọc là nụ cười. Nụ cười là gì? Là chín mùi, là ngọt ngào, quý Phật tử hiểu không? Mình để ý coi người ta nở một nụ cười là đôi môi người ta đang ngọt ngào, hiểu không? Quý Phật tử bữa nào soi gương mình khóc, mình miếu coi, mình coi coi xấu không? Cho nên miếu máu mà khóc lóc là nó xấu dữ lắm, mà con người ta khoái cho mình xấu, mà ai chê xấu thì không chịu. Thấy không? Cười là gì? Là thể hiện một cái gì đẹp, một cái gì đã chín mùi, một cái gì đã ngọt ngào, mình mới cười được quý Phật tử à. Phải không? Cho nên cái đêm giao thừa, dọn một dĩa trái cây toàn là đồ sống nhăn không, đi ra chợ mua cái trái mãng cầu xiêm mà lựa cái trái nào mà nó sống á, đặng trưng cho nó lâu đó, gọi trái sung, trái mãng cầu mà còn cầu sống nữa. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, đó là cái lọc đầu năm mà quý Phật tử rất là xem thường cái lọc đầu năm. Cúng xong đem dục bỏ lọc đầu năm thì quý Phật tử có tận hưởng được cái gì của đất trời không? Mà những cái trái cây sống đó nó không hấp thu được năng lượng của vạn vật, của vũ trụ đó. Rồi cúng xong rồi thánh thần mình ăn không được, thánh thần nào ăn? Có ai ăn cái trái mãng cầu sống mà ăn chung với trái sung không? Mình ăn không được. Vậy đó mà mình cúng cho thánh thần không, vậy làm sao đây? Cho nên cái điều đó là cái điều mình đánh mất, mà bắt đầu sự đánh mất này từ cái chỗ sai lầm của mình. Cho nên từ đây về sau, cái đêm giao thừa quý Phật tử hãy cúng một trái mãng cầu xiêm thật lớn, thật sắp sửa chín rồi, ngọt ngào rồi, thơm rồi. Quý Phật tử ơi, nó tròn đầy rồi. Một trái mãng cầu thôi, không cần thêm chữ đủ xài nữa. Đã nói tên là mãng cầu, là cầu đầy dung hết, cầu tất cả luôn. Vậy đó mà bây giờ cứ đem lên cầu đủ xài, lấy tiền đâu đi chùa? Tất cả những cái đó để chúng ta tìm lại cho chính chúng ta cái nụ cười của Phật Di Lặc. Cho nên chúng ta quên, chúng ta không định nghĩa được cái chữ tu là gì cả. Phải không? Tu là giữ nụ cười mãi mãi trên môi.
như vậy là tu rồi. Có nhiều người ngồi trì kinh nhưng mà đôi môi không có cười, phải không? Đọc kinh rất là nhiều nhưng mà không có cười. Vậy thì bây giờ quý Phật tử phải định nghĩa nụ cười là gì mới được. Cười không phải là sự mấp máy của bờ môi, phải không? Mình cười bây giờ chúng sanh mình cười có nghĩa là nhe cái răng ra cười thôi. Nhưng mà mình không định nghĩa được chữ cười. Quý Phật tử chỉ cười không có cái hồn. Mình cười làm sao nụ cười của mình có một cái hồn mới được. Cái hồn đó mới chính thật là tu. Còn ở đây quý Phật tử cười, mình cười đủ kiểu hết quý Phật tử à. Mình cười có nửa cái miệng thôi. Cười ngạo nghễ, cười khi dễ, mà cười có phân nửa cái miệng của mình, phải không? Nhiều khi đó cái chuyện quá xá buồn luôn, mình có thể mình chết được nhưng mà con người ta vẫn cười. Hoặc là mình thấy người ta lầm lỡ, hoặc là mình thấy người ta đi sai đường, hoặc là mình thấy người ta lâm nạn, mình đứng mình vẫn mỉm cười. Mình cười một cách thích thú, mình cười thấy người ta đau khổ. Cho nên nụ cười đó không phải là nụ cười của Phật Di Lặc. Và nụ cười đó không mang cái hồn tu của người con Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phải định nghĩa cái nụ cười của mình là gì mới được. Cười không phải là cứ là sự mấp máy của bờ môi nha. Có nhiều khi chúng ta không cười nhưng mà miệng của chúng ta vẫn cười. Đôi mắt của chúng ta cười, toàn thân của chúng ta 84.000 lỗ chân lông vẫn đang cười. Còn bây giờ mình cười ha há, cười hô hố mà trong trái tim của mình không có bóng dáng của nụ cười thì quý Phật tử ơi, mình chiêu cảm chúng sinh không được. Mình đi đến đâu chúng sinh cũng sợ mình hết. Cho nên tượng Phật Di Lặc quý Phật tử thấy rằng là giống hệt Phật Thích Ca thôi. Tượng của Phật Di Lặc Bồ Tát A Dật Đa ở cung trời Đâu Xuất giống hệt như là Bồ Tát Hộ Minh. Đẹp lắm quý Phật tử. Nhưng mà khi Bồ Tát Hộ Minh, Bồ Tát A Dật Đa đó thì thị hiện xuống với cái cõi ta bà của mình thành Bố Đại Hòa Thượng, có nghĩa là một ông Phật, một vị Bồ Tát mà bụng bự quát một cái túi thiệt to, phải không? Bụng lớn, năng dung dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ hay xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên cái tượng Phật Di Lặc quý Phật tử thấy là cái ông đó bụng bự lắm, phải không? Bụng bự để dung chứa tất cả những điều khó dung trong thiên hạ. Có nghĩa là người ta chửi, người ta khen, người ta nói xấu, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta chê bai, người ta... Nói chung là tất cả những điều xấu, tốt, Bồ Tát A Dật Đa đều chứa trong bụng hết. Mình chứa được không? Tất cả chúng ta đâu có chứa được đâu. Cho nên bụng lớn năng dung, mà dung chứa những điều khó dung trong thiên hạ. Bây giờ mình đi vào trong chùa, mùa xuân đến rồi, mình phải nhìn thấy được cái tượng của Bồ Tát Di Lặc, mà mình đi theo con đường đó thì mình mới tu. Sở dĩ mình đón chào mùa xuân mà quý Phật tử thấy cuộc đời của mình tại sao nó cứ lấm lem hoài, buồn khổ hoài. Tại sao mình chào đón mùa xuân bằng nụ cười mà cuối cùng rồi cái tín hiệu sao rốt của nó là nước mắt. Phải không? Đi vào trong chùa ngay ngày mùng 1 Tết, mừng xuân Di Lặc, ông Phật ổng cười. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta là chúng sinh, chúng ta lại khóc. Đó chính là cái nghịch lý ngàn đời của những người con Phật. Mình đi đến chùa mà mình không có thể nào mà mình trân trọng được nụ cười. Mình đi đến chùa mà mình không gìn giữ được nụ cười. Quý Phật tử ơi, suốt 365 ngày trôi qua, tất cả chúng ta thiếu vắng nụ cười. Cho nên tuổi của con người ta không phải đếm bằng cái số năm, mà tuổi của mình đếm bằng nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Có đôi khi người ta sống không có lâu, người ta sống người ta có thể rằng là ra đi sớm hơn mình, nhưng mà người ta đếm cái tuổi người ta bằng nụ cười. Có người sống 90 năm nhưng mà nụ cười rất ít. Có người sống chừng 30 mấy năm, 40 năm thôi, nhưng mà nụ cười của người ta rất nhiều. Cho nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là sống lâu, mà sống như thế nào. Quý Phật tử hiểu không? Có đôi khi mình cứ mong muốn mình sống lâu, mình rất là sợ chết. Nhưng mà sống lâu để làm gì? Sống để chỉ bằng nước mắt. Sống để rồi trang nghiêm cho mình bằng những dòng qua đầy nước mắt. Thì mình sống như thế, cuộc đời của mình âm u, lạnh lẽo, buồn tẻ, cô đơn và bị giam giữ. Cho nên cuộc sống của mình phải cười. Cười là giải thoát. Cười là luôn luôn lúc nào nó cũng mở rộng trái tim, phải không? Mình đối xử với tất cả mọi người bằng nụ cười, và con người ta sẽ mang đến cho mình một nụ cười. Mình tặng cho người ta giọt nước mắt,
thì người ta cũng sẽ mang đến cho mình giọt nước mắt. Cho nên cái ý nghĩa của nụ cười Phật Di Lặc có nghĩa là quý Phật tử phải buông xả tất cả. Không buông xả không có nụ cười. Phải không? Ở đây mình đi chùa mà mình không có buông xả một miếng nào hết đó, thầy nói thật cho quý Phật tử nghe. 365 ngày của năm Giáp Ngọ đã trôi qua rồi, quý Phật tử thử kiểm tra coi. 365 ngày của năm cũ, từ dấu chân của mình dẫm đạp lên bất biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi hờn, nỗi mát, rồi nỗi nhớ, nỗi thương. Nói chung 365 ngày đôi chân của chúng ta dẫm lên những sự âm u trong cuộc sống. Phải không? 365 ngày nó đã trôi qua rồi, thậm chí bây giờ đó, mình sống trong 365 ngày của năm mới, thế mà chúng ta cứ ngồi và chúng ta cứ lôi kéo xác chết của dĩ vãng, bóng ma của quá khứ, để rồi chúng ta cứ sống, chúng ta cứ trò chuyện, rồi chúng ta cứ để cho nó lấn áp cả một cái niềm vui của mình trong năm mới. Phải không? Bây giờ quý Phật tử bước sang năm mới rồi còn nhớ chuyện cũ không? Còn không? Mô Phật khi có khi không, con nhìn mặt của bà sao mà con cũng vẫn còn giận. Rồi một năm trời trôi qua rồi, năm mới gặp mặt bà con nhớ hồi năm ngoái liền. Thấy không? Thì quý Phật tử thấy rằng mình cứ để cho nụ cười của mình nó mất đi. Có đôi khi con người gặp nhau vẫn cười, nhưng mà trái tim chưa bao giờ cười. Bằng mặt nhưng mà chưa bằng lòng được quý Phật tử à. Họ gặp nhau năm mới rồi, họ cố gắng, họ gượng cười với nhau, nhưng mà thật sự trái tim của họ chưa bao giờ bắt gặp nhau. Phải không? Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này cũng vậy. Khi nào mà ở Liễu Ngộ mà có tổ chức thì mình bắt đầu mình đến đây để mình bắt gặp nhau trong cái tướng của mình. Nhưng mà điều quan trọng, mình nó không phải ngồi gần nhau bằng cái thân tướng này, mà chúng ta gần nhau từ trong trái tim của mình phát ra một cái tín hiệu của nụ cười. Có không? Hiện tại bây giờ có phát ra tín hiệu của nụ cười chưa? Phát chưa quý Phật tử? Mô Phật có thiệt lớn lên đi. Phải không? Có nghĩa là trái tim của mình bây giờ đang phát ra tín hiệu của nụ cười. Không phải cười bằng cái miệng. Chúng ta cười bằng 84.000 lỗ chân lông. Cười bằng đôi mắt của mình mới được quý Phật tử. Mình nhìn nhau bằng đôi mắt, người ta sẽ thấy trong đôi mắt của mình chan chứa vạn nụ cười, chứ không phải rằng là chan chứa một nụ cười đâu. Hiểu không? Người ta nói rằng là cái con nhỏ này nó đi chùa, nó tu hành cái gì? Con nhỏ này nó vô trong chùa, nó phá chùa, chứ nó tu cái gì? Lúc bấy giờ mình phải để cho trái tim của mình lên tiếng, đừng để cho tất cả những cảm tính của cuộc đời nó lên tiếng nữa. Lúc bấy giờ đứng lại im lặng và nói với Bồ Tát Quan Âm rằng: lại mẹ Quan Thế Âm, hôm nay bà ấy đã dung phân cho cây bồ đề của con. Còn người ta khen mình, người ta nói con nhỏ này nó còn nhỏ mà nó đi chùa, con nhỏ này nó có căn lành lớn lắm. Mình cũng đứng lại và để cho con tim của mình lên tiếng: Bồ Tát Quan Thế Âm ơi, hôm nay bà ấy đang tưới nước cho cây bồ đề của con. Quý Phật tử thấy rằng người ta mắng, người ta chửi, người ta nói xấu mình, tức là người ta dung phân cho cây bồ đề của mình. Người ta khen tặng mình, tức là người ta đang tưới nước cho cây bồ đề của mình. Thế là quý Phật tử ơi, chúng ta đã chan chứa vạn niềm vui không? Chan chứa không? Mắc mớ gì mà mình phải giỡn người ta? Người ta đang dùng tất cả những ngôn ngữ, mà ngôn ngữ đó là rác rưởi của cuộc đời, người ta phun xuống dưới đất. Mình là con của Phật, mặc áo tràng lam vậy đó mà khòm lưng xuống ôm rác rửa đi về nhà, rồi chia cho ba, cho má, cho anh, cho chị, cho em, cho con, cho cháu, xong rồi cái ôm một đống rác ngủ. Tại sao không ôm bông sen của Phật để ngủ mà mình cứ ôm rác rưởi của cuộc đời mình ngủ hoài quý Phật tử? Thành ra rồi đó, thời gian nó cứ chậm chậm đi qua, rồi chúng ta cũng chậm chậm đi theo dấu chân của thời gian. Mà thời gian chính là gì? Là hiện thân của quỷ vô thường. Cho nên người nào sống mà không có nụ cười, thời gian chính là con quỷ dữ. Còn người nào sống bằng nụ cười thì thời gian chính là người bạn đồng hành của chúng ta. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình không sợ thời gian trôi qua, bởi vì mình sống bằng nụ cười mà. Thì thời gian chính là người bạn đồng hành của mình. Còn mình sống mà âm u nè, sống buồn khổ nè, sống giam mình trong bốn bức tường nè, sống lúc nào cũng khép kín nè, sống kêu bằng gọi là lãnh cảm, sống mà hận đời, thì quý Phật tử ơi, thời gian chính là con quỷ dữ và nó giết chết mình từng phút từng giây. Cho nên người nào mà không có nụ cười, người đó mau già. Mà già là gì? Là dấu hiệu của cái chết thôi, chứ không có gì hết quý Phật tử à. Phải không? Có nhiều người cái tướng rất là già, mắt cứ bằng là vầng trán hằn sâu những vết mòn năm tháng, rồi tóc của mình đó là những sợi tóc màu mây trắng, nhưng trái tim mãi mãi vẫn trẻ trung, bởi vì người ta già mà người ta vẫn mãi cười. Còn có nhiều người tuổi vẫn còn trẻ, tóc vẫn còn đen, nhưng mà quý Phật tử ơi, trái tim của mình đang thổn thức, trái tim của mình đang chết liệm, trái tim của mình đang bị tín hiệu của già nua, và nó đưa chúng ta đi dần đến cái chết. Phải không?
Thầy mong rằng đạo tràng chùa Liễu Ngộ tất cả chúng ta phải nở một nụ cười giống như Đức Phật Di Lặc. Một nụ cười không bao giờ tắt trên môi, một nụ cười không bao giờ mất trong trái tim của mình. Có nghĩa là sẵn sàng hoan hỷ, sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng bao dung và sẵn sàng độ lượng. Phải không? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là có những cái ca từ trong những cái nhạc phẩm mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết. Xin cho mây che đủ phận người, cho tôi xin một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Thì quý Phật tử thấy rằng quá khứ của chúng ta là một nắm mồ của dĩ vãng. Mà một người nào đó mà ngồi mà không quên được nắm mồ của dĩ vãng thì chúng ta sẽ không bao giờ đến tận nụ cười. Hiểu không? Người mà dám đến tận nụ cười kìa, người đó mới sống chân thật. Người dám sống đến tận nụ cười thì người đó mới chính là con của Đức Phật. Tất cả chúng ta không đến tận nụ cười được quý Phật tử à. Bởi vì chúng ta cười khi người ta đến với mình, người ta khen tặng mình thì mình cười, mà người ta chê mình, người ta nói xấu mình thì mình không cười. Vậy thì chúng ta không đến tận nụ cười được. Phải không? Cho tôi xin một sáng trời vui. Quý Phật tử thử nghĩ coi, từ mùng 1 Tết tới bữa nay là 12 Tết rồi. Một ngày nào đó mình thức dậy mà mình thấy một buổi sáng trời vui. Mình thức dậy mà mình không vui. Mình thức dậy mà mình thiếu vắng đi nụ cười. Quý Phật tử thấy không? Mình toan tính đủ điều hết. 365 ngày của năm mới này, quý Phật tử ơi, mỗi lần chúng ta thức dậy là mỗi lần chúng ta tìm cho mình một niềm vui. Mà sản phẩm của niềm vui là gì? Nụ cười. Hiểu không? Bởi vậy cho nên sáng thức dậy, quý Phật tử ơi, khoan hãy xúc miệng rửa mặt. Sáng thức dậy nằm ở trên giường cười một cái. Phải không? Cười một cái trước đi quý Phật tử, để mình thu hút tất cả những năng lượng của đất trời. Để rồi con người của mình bắt đầu mới tươi tỉnh trở lại sau một giấc ngủ dài. Đó là một đêm tối của vô minh. Cho nên bây giờ chúng ta thức dậy có nghĩa là chúng ta phải khởi động. Mà khởi động bằng niềm vui, tức là nụ cười của mình. Có ai dám thức dậy cười không? Dám phải không? Nhưng mà trước khi ngủ đừng cười. Nhất là mình nằm một mình đó, thì mình có thể mình cười, mà mình ngủ chung với cháu ngoại đừng có cười. Nó vô nó ngủ chung với bà ngoại rồi cái nó nằm nó nhìn bà ngoại, bà ngoại nhìn trên bốn góc mùng, bà ngoại cười kha khả là nó dở mùng nó chung ra liền. Nó chạy qua ông ngoại nó nói ông ngoại ơi bữa nay bả sao thấy ghê quá, bả nhìn lên bốn góc mùng bả cười hoài. Cho nên mình ngủ một mình thì mình có quyền cười, phải không? Rồi thức dậy mình cũng phải cười quý Phật tử, để cho chúng ta hấp thụ cái năng lượng của cuộc sống, năng lượng của đất trời. Cái mà chúng ta bỏ lỡ những cái năm mới đó quý Phật tử, tại vì sẵn đây đó nhân dịp đầu xuân là thầy mới nhắc lại cái đêm giao thừa đó quý Phật tử, đó là sự hội tụ của đất trời. Đêm giao thừa, cái tên của nó thật là giao thừa và giao thời, nhưng mà ông bà già xưa của mình đặt cái tên là giao thừa để cho chúng ta thừa chứ không thiếu. Tại sao gọi là giao thời? Nó có bốn cái giao. Một, giờ giao, tức là 12 giờ qua 1 giờ, cuối cùng của một đêm và bắt đầu của một ngày mới. Cái ngày giao tức là 30 mùng 1. Cái tháng giao 12 qua tháng giêng. Năm giao, năm cũ qua năm mới. Bốn cái giao như vậy. Cho nên lúc bấy giờ đất trời đang giao hòa với nhau, năng lượng của cuộc sống đang tràn về và đang rơi xuống dưới cõi ta bà. Cho nên cái đêm giao thừa quý Phật tử cúng đó, quý Phật tử phải đảnh lễ, phải lại. Cho nên nó có nhiều nhà tới giờ đó đi ngủ hết để mình bà già ngồi lại thôi. Thấy không? Cái mà chúng ta đánh mất cái phúc mà trời đất đã ban tặng cho con người. Thiên thời, địa lợi lúc đó nó đang giao hòa. Và lúc bây giờ chỉ cần chúng ta quỳ chúng ta lại là chúng ta đã tiếp nhận năng lượng của đất trời rồi. Cho nên một đứa trẻ mà nó ra nó quỳ lại nhân cái lúc mà giao thừa đó quý Phật tử ơi, con người của nó sẽ ít bệnh, trí tuệ của nó sẽ thông minh hơn. Tất cả chúng ta sống mà cái trí tuệ của mình càng ngày càng lui, sức khỏe của mình càng ngày càng giảm. Lý do mình đánh mất cái phúc báo đầu xuân của mình. Cho nên mình đánh mất nụ cười của Phật Di Lặc là như vậy đó quý Phật tử. Thấy không? Giao thừa cũng vậy, cứ đem đi cúng tất cả những cái trái mà không ăn được không. Cái lọc đầu xuân của mình là cái lọc là nụ cười. Nụ cười là gì? Là chín mùi, là ngọt ngào. Quý Phật tử hiểu không? Mình để ý coi người ta nở một nụ cười là đôi môi người ta đang ngọt ngào, hiểu không? Quý Phật tử bữa nào soi gương mình khóc, mình miếu coi, mình coi coi xấu không? Cho nên miếu máu mà khóc lóc là nó xấu dữ lắm. Mà con người ta khoái cho mình xấu, mà ai chê xấu thì không chịu. Thấy không? Cười là gì? Là thể hiện một cái gì đẹp, một cái gì đã chín mùi, một cái gì đã ngọt ngào,
mình mới cười được quý Phật tử à. Phải không? Cho nên cái đêm giao thừa dọn một dĩa trái cây toàn là đồ sống nhăn không? Đi ra chợ một cái trái mẳng cầu xiêm mà lựa cái trái nào mà nó sống á, đặng chưng cho nó lâu. Đó gọi trái sung, trái mẳng cầu mà còn cầu sống nữa. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, đó là cái lọc đầu năm mà quý Phật tử rất là xem thường cái lọc đầu năm. Cúng xong đem dục bỏ lọc đầu năm thì quý Phật tử có tận hưởng được cái gì của đất trời không? Mà những cái trái cây sống đó nó không hấp thu được năng lượng của dạng vật của vũ trụ. Đó rồi cúng xong rồi thánh thần mình ăn không được, thánh thần nào ăn? Có ai ăn cái trái mẳng cầu sống mà ăn chung với trái sung không? Mình ăn không được, vậy đó mà mình cúng cho thánh thần không, vậy làm sao đây? Cho nên cái điều đó là cái điều mình đánh mất, mà bắt đầu sự đánh mất này từ cái chỗ sai lầm của mình. Cho nên từ đây về sau, cái đêm giao thừa quý Phật tử hãy cúng một trái mẳng cầu xiêm thật lớn. Thật, sắp sửa chín rồi, ngọt ngào rồi, thơm rồi. Quý Phật tử ơi, nó tròn đầy rồi. Một trái mãng cầu thôi, không cần thêm chữ đủ xài nữa. Đã nói tên là mãng cầu, là cầu đầy dung hết, cầu tất cả luôn. Vậy đó mà bây giờ cứ đem lên cầu đủ xài, lấy tiền đâu đi chùa? Làm con của Phật muốn đi chùa dữ lắm luôn. Cứ giái trời giái Phật cho con, năm nay con dư giả, con lấy tiền, con đi chùa, con đi cúng dường, con đi từ thiện, làm đủ điều hết, mà năm mới cầu đủ xài. Quý Phật tử làm những cái điều nó sai tùm lum hết, thấy không? Một trái mãng cầu thôi. Mãng cầu, chữ mãng là nó đầy sân luôn. Còn chữ cầu là mình cầu tất cả, không cầu một việc đâu. Chừng cái trái mãng cầu chín rồi là quý Phật tử thấy là cầu sự thơm tho, cầu sự ngọt ngào. Thế là trước cửa nhà mình trong năm mới, tất cả những điều mong cầu của mình nó đầy đủ quá rồi. Còn cái gì mà để thêm cái trái đu đủ với trái dừa vô làm chi, rồi thêm trái xài sống nữa. Cầu đủ xài còn đỡ, này cầu dừa đủ xài. Thấy không? Rồi làm sao mà nó giàu với người ta đây, không hiểu nữa. Cầu cái gì con nhiêu nó làm hoài, năm nào cũng đủ xài, năm nào cũng đủ xài. Mà quý Phật tử ơi, mỗi lần mà nó xui một cái rồi cái nó thiếu nợ. Tại vì không đủ xài là thiếu nợ, phải không? Vậy thì mình chỉ cầu cho nó đầy là được rồi, phải không? Cho nên đó quý Phật tử thấy rằng là khi chúng ta chân đó, hai nải chuối hai bên là đôi bàn tay của một con người, và trái đu đủ chính giữa. Người miền Bắc gọi là xu đủ, nó giống trái xu, gọi là xu đủ. Người miền Nam gọi là đu đủ, nhưng mà cái tên thật của nó là thu đủ. Cho nên đôi bàn tay của mình nâng cái chữ thu đủ này, có nghĩa là một năm thu hoạch đủ, thu tất cả mọi thứ đều đủ hết, phải không? Cho người ta mượn tiền thu đủ, người ta không có thiếu. Chân cái gì nó cũng trật hết đó quý Phật tử ơi, thấy không? Cho nên rồi mình mỗi một năm đi qua như vậy, quý Phật tử thấy rồi, tất cả những cái niềm vui của mình nó mất. Rồi chúng ta đón nhận toàn bộ là tất cả những cái xấu, hoặc là tất cả những cái khổ lụy thôi đó. Thầy nhắc lại cho quý Phật tử thấy cái nụ cười của Phật Di Lặc là làm sao chúng ta là người con Phật phải thể hiện cái điều đó. Mùng 1, mùng 2, mùng 3 phải ăn chay. Ba ngày đó dứt khoát phải ăn chay. Vì sao vậy? Vì trong cái câu chuyện truyền thuyết đó, quý Phật tử thấy rằng là tại sao chúng ta phải cúng mùng 3. Người miền Bắc, cái phong tục, cái thông lệ của người ta nó khác. Mùng 1 là Tết của cha, mùng 2 của mẹ, mùng 3 của thầy. Cho nên đó mùng 1 người ta đi qua nội, mùng 2 đi qua ngoại. Rồi bây giờ mùng 3 người ta nấu một mâm xôi, một con gà luộc, một chai rượu, để rồi người ta tạ lễ với thầy, là những người đã dạy dỗ con người ta. Còn miền Nam nó khác, hiểu không quý Phật tử? Miền Bắc đó, người ta gọi là lễ ra mắt thầy, còn miền Nam gọi là lễ kiếu, nó khác nữa. Quý Phật tử, người miền Nam mình phải sống đúng với phong tục của miền Nam. Hồi xưa quỷ nó tràn vô trong đất liền, nó chiếm đất của người dân. Dân không có đất làm, cho nên dân nghèo lắm. Lúc bây giờ Đức Phật đi ngang qua cho một mảnh y cà sa, rồi dặn dạy người dân lấy tiền mua một miếng đất bằng cái bóng của y cà sa là đủ rồi. Con quỷ nó thấy tiền rất là nhiều, nhưng mà chỉ cần cái bóng của y cà sa, cho nên nó cho và nó bán. Quý Phật tử thấy không? Cho nên miền Nam mình mới có cái tục dựng niêu, đưa cái cây tre lên để bán cái y của Phật lên trên đó. Cho nên quý Phật tử thấy rồi, tự nhiên rồi cái bóng của y cà sa nó rộng, rồi hãy mà cái bóng đi tới đâu là nó đẩy lùi ma đi tới đó. Cuối cùng đẩy ra tới ngoài biển Đông luôn, không có đất. Rồi quỷ nó mới bạch với Phật, nó nói là thưa Như Lai, mỗi một năm
Như Lai cho con về đất liền 3 ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên rồi cái lòng từ bi của Như Lai mới dặn con người đó, ngày mùng 3 sáng sớm 5 giờ lễ kiếu đưa tiễn quỷ đi về biển. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên cái ngày lễ kiếu đó mình lịch sự mình cứu nó thôi, chứ không thôi mình đuổi nó đi nữa. Dọn cái mâm toàn là bánh kẹo với trái cây là đủ rồi. Ma quỷ nó không ăn trái cây, ma quỷ nó không ăn đồ ngọt, hiểu không? Vậy đó mà xúm nhau mần con gà để đó rủ nó lỡ trước cửa nhà nhậu. Mới có mùng 3 Tết là mình đem cái hơi quỷ vô trong nhà mình rồi. Thấy không? Rồi thế hệ này, thế hệ kia, rồi quý Phật tử ơi, mình cứ đem hơi quỷ vào trong nhà. Cuối cùng rồi con của mình là những đứa mà nó thừa hưởng cái hơi quỷ đó. Rồi bây giờ mình giận nó cái mình nó đồ quỷ sống, nó hơi quỷ không, rồi làm sao đây? Nó ăn xong con gà rồi quý Phật tử biết không? Tại sao mà máng cái chân con gà lên? Quỷ nó ăn thịt gà thôi, nó chừa một cặp giò lại, nó ăn không được. Hiểu không? Rồi đi ra thấy mất tiêu con gà còn có cặp giò, rồi cái máng cặp giò lên trước cửa nhà mình. Cái đồ thừa của quỷ mà mình chung ra chung vô mình đổi cặp giò đó. Rồi tất cả chúng ta làm sai quý Phật tử hiểu không? Mình sai cho nên cuối cùng rồi đó, đáng lẽ ra cái phước của con người nó cao hơn quỷ, mà càng ngày mình cứ đổi cái đồ thừa của quỷ hoài, cho nên cái phước mình càng ngày càng thấp. Mỗi một năm nó thấp xuống một chút, mỗi một năm nó thấp xuống một chút. Trong gia đạo không bình an, sức khỏe không bình an, công ăn việc làm chẳng bình an luôn. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đừng có làm mấy cái chuyện đó nữa. Làm rồi cái bắt đầu đưa qua cho mấy ông thầy ở ngoài đó. Chàng ơi, cặp giò này tu coi coi, công nhận kỳ này chỉ có tiền nha. Giò nó quấu lại vậy nè. Bà kia bà cầm cái cặp giò bà đưa lên rồi, năm nay chỉ hết tiền nó dảnh ra rồi. Cái chuyện đó bình thường thôi. Khi mà mình luộc con gà hên là mình luộc nó vừa chín tới, cho nên cái chân con gà nó quấu lại. Luộc quá lửa thì con gà nó dảnh chân nó ra thôi, chứ có gì đâu. Vậy đó mà cũng đi đưa cho mấy ông thầy coi, rồi ông nguyền rủa cái gia đình mình năm mới. Tự động mình kêu người ta nguyền rủa gia đình của mình năm mới. Trời ơi, năm mới gọi cái tay bằng căng, con chân con gà nó dảnh ra vậy nè. Hao tài tốn của gia đạo bất an, nó chửi mình không? Mình khờ dữ lắm quý Phật tử. Năm mới mình kêu người ta lợi rồi người ta sỉ vả cái gia đạo của mình, thấy không? Cho nên đừng có làm cái đó nữa. Cố gắng để cho cái nụ cười của Phật Di Lặc nó vẫn còn ở trong cái mùa xuân của mình. Phải không quý Phật tử? Mùa xuân nó không bao giờ nó đi đâu hết, nó còn tồn tại. Mà tại chúng ta duyên theo cái cảnh đời rồi chúng ta xua đuổi mùa xuân đi. Hiểu không? Để mà mình buồn rồi cái mình đuổi mùa xuân đi. Đó, rồi mà người nào mà buồn rồi xuân hạ thu đông gì cũng chửi được hết á. Phải không quý Phật tử? Tôi có chờ đâu có đợi đâu, mang chi xuân đến gợi thêm sầu, với tôi tất cả đều vô nghĩa, tất cả không ngoài nghĩa khổ đau. Thấy không? Buồn cái thấy mùa xuân tới cái bắt đầu chê. Rồi cái mùa đang buồn như vậy mà không cười được, cái tới mùa hè, mỗi năm đến hè lòng mang mát buồn, không vui được luôn. Rồi xong có tới mùa thu, cái bắt đầu mùa thu lá bay em đã đi rồi, buồn nữa. Rồi cuối cùng cái tới mùa đông, cái tình chết theo mùa đông. Bốn mùa mùa nào cũng buồn hết, rồi nụ cười của Phật Di Lặc nằm ở đâu đây quý Phật tử? Hiểu không? Mình là người con của Phật rồi thì đừng có bao giờ có những nỗi buồn đó. Mà quý Phật tử phải thấy rằng mùa xuân hiện hữu trong tất cả. Mỗi một ngày đi qua vẫn có mùa xuân, mỗi một tháng đi qua vẫn có mùa xuân, lúc nào cũng có mùa xuân hết. Mùa xuân hiện hữu trong bốn mùa xuân hạ thu đông luôn. Phải không? Cho nên có một nhà thơ nói rằng: cô gái xuân ơi, cô chẳng đi thì ai có thể đón cô về? Cô là nắng, cô là hạ vắng, là thu nhạt, là cả đông buồn lạnh tái tê. Có nghĩa là mùa xuân nó hiện hữu trong tất cả luôn quý Phật tử à. Nó hiện hữu trong mùa xuân, nó không có đi đâu, và chẳng có ai có thể hiện có quyền đón nó về cả. Tại vì nó hiện hữu, nó vĩnh cửu, nó ở một nơi thôi. Cô gái xuân ơi, cô chẳng đi mà, thì ai có thể đón cô về? Quý Phật tử thấy không? Cho nên mùa xuân là gì? Cô là hạ vắng, là thu nhạt, là cả đông buồn lạnh tái tê. Chỗ nào cũng có mùa xuân, nó hiện hữu hết. Thì mình sống như vậy, mình mới có nụ cười của Phật Di Lặc quý Phật tử à. Hiểu không? Cho dù bây giờ đó, trăm hoa đua nở, mình vẫn nở nụ cười. Mà tới mùa hạ rồi, kêu bằng là mưa dầm tầm tã, mình vẫn nở nụ cười. Rồi tới mùa thu lá rụng rồi, mình vẫn nở nụ cười. Tới mùa đông lạnh giá, mình vẫn nở nụ cười. Cuộc sống là như vậy đó quý Phật tử à.
Đừng có để cho tất cả vui buồn nó làm cho con người của mình phải chạy theo nó, rồi cuối cùng mình trở thành một nô lệ cho tất cả vui buồn của cuộc thế. Mình phải làm sao làm chủ lấy mình mới được. Hiểu không quý Phật tử? Mình phải làm sao giữ vững được nụ cười của Phật Di Lặc, không phải là nụ cười của cái tượng Phật Di Lặc, mà là nụ cười của chính bản thân mình đó. Hiểu không quý Phật tử? Giữ lại cái nụ cười cho chính bản thân của mình. Ở đây đó, thầy nói cho quý Phật tử nghe, trên đoạn đường tu của mình đó, có đôi khi đó, có nhiều người nói rằng là tu nó khó quá. Có không quý Phật tử, có bao giờ nghĩ rằng tu nó khó không? Nghĩ rằng tu quá khó luôn. Rồi mình định nghĩa cái chữ tu của mình nó quá trừu tượng. Mình định nghĩa cái chữ tu của mình nó xa vời quá. Thấy không? Hỏi tu là gì? Thôi khó dữ lắm. Tu khó khăn dữ lắm. Rồi làm sao mà bây giờ mà lên đứng ở trên trời mà ngồi trên bông sen được? Rồi mình tưởng tượng ra cái thế giới của Phật nó xa lạ với mình. Định nghĩa như vậy là sai rồi. Quý Phật tử ơi, tu là gì? Là còn có nụ cười. Mất nụ cười là không có bao giờ tu. Mà bây giờ quý Phật tử để mất nụ cười rồi thì cầu muôn ngàn lần, lại muôn ngàn lần, tụng muôn ngàn bộ kinh, quý Phật tử ơi, mãi mãi không bao giờ chạm vào tay Phật được. Cho nên cái vé mà để cho chúng ta đi về chiếc xe Phật á, chiếc xe Phật cuối cùng mà cái vé để cho chúng ta đi về, cái vé đó không phải cầm trên tay mà để trên môi của mình đó quý Phật tử à. Phải không? Khi mà mình trả lại thân xác này cho cõi ta bà rồi, thì linh hồn của mình bước ra thế giới vô hình. Quý Phật tử bước đến chiếc xe của Phật. Sứ giả Tây Phương nói vé của cô đâu? Nở một nụ cười, sứ giả mời lên xe. Còn cái mặt sụ xuống không ai cho lên hết. Mình cứ để cho khuôn mặt của mình nó sụ xuống hoài quý Phật tử à. Thầy nói thật luôn đó. Ở miền Bắc đón Tết là hoa đào, miền Nam đón Tết là hoa mai. Còn như đạo tràng Liễu Ngộ này nè, quý Phật tử đón Tết bằng hoa gì? Hả? Hoa gì quý Phật tử? Mô Phật suy nghĩ chưa kịp thầy ơi. Miền Bắc đón mùa xuân là hoa đào, miền Nam đón mùa xuân là hoa mai. Còn đạo tràng Liễu Ngộ phải đón mùa xuân bằng những đóa lam hiền. Ngồi đây bao nhiêu người, bao nhiêu đứa là bao nhiêu đó hoa của mùa xuân đó. Hiểu không? Hoa mai Tết xong tàn, hoa đào Tết xong tàn, hoa lam không tàn trong các mùa. Hiểu không quý Phật tử? Đó là những đó lam hiền để đón một mùa xuân vĩnh cửu. Cho nên mùa Tết thì mình cũng mặc áo lam mình đi chùa. Mà mùa hè đến rồi mưa dầm tầm tã, mình cũng mặc áo lam đi chùa. Phải không? Mùa thu nó có ảm đạm cỡ nào cũng mặc áo lam đi chùa. Quý Phật tử thấy không? Cho dù nóng, cho dù lạnh, lúc nào màu lam cũng nở hết. Còn mặc áo lam là đó lam hiền còn nở đó quý Phật tử. Cho nên mùa xuân trong đạo của chúng ta đón là những đó lam hiền đó quý Phật tử ơi. Nhưng mà ở trên đây thầy nhìn xuống, thầy không biết nó có lam thì nó có đó, mà không biết nó có hiền hay không. Lam thì có mà không biết hiền không. Người ta gọi mình là những đó lam hiền, nhưng mà không biết rồi cái hiền mình để ở đâu rồi. Thưa thầy, trong cái khoảng mà quy bằng là trong vô lượng kiếp, con chạy lên con chạy xuống trong ba nẻo sáu đường, con gán con giữ được màu lam, mà cái hiền của con để đánh rơi không biết ở chỗ nào. Phải không quý Phật tử? Đánh rơi cái chữ hiền của mình rồi. Mà cái hiền là gì quý Phật tử biết không? Là hoa trái của nụ cười. Hiểu không? Người nào có trồng cây cười đó thì cái hiền của mình chính là hoa trái của nụ cười. Thí dụ như bây giờ cái nụ cười người ta thí dụ là một cái cây, thì cái hiền của mình chính là hoa trái của cây cười đó quý Phật tử. Người nào còn giữ trên cái môi của mình một nụ cười, mà cái gốc của nụ cười là gì? Là niềm vui quý Phật tử à. Cái gốc là niềm vui, cái thân là nụ cười, hoa trái của nó là gì? Là hiền. Người nào mà có cái niềm vui, người nào có nụ cười, cái mặt mình hiền dữ lắm luôn. Còn mà trong bụng mình dao găm không, cười cỡ nào cười cũng thấy dữ nữa. Phải không? Ở đây có nhiều người nhìn xuống cái là biết liền, khỏi cần nói. Cho nên á, thầy nói với cô Liễu Ngộ đó, thầy không dám nói đâu. Nói bữa 12 năm sau không có lại đây giảng nữa. Cho nên nhìn xuống thấy để bụng thôi, chứ còn không dám nói ra. Phải không? Tất cả chúng ta là đều như thế hết, chứ không phải riêng một người nào đâu quý Phật tử. Trừ trường hợp quý Phật tử giữ được nụ cười. Còn nếu không có nụ cười đó rồi, chúng ta không tự tại được như Phật Di Lặc đó, thì quý Phật tử mãi mãi chúng ta chỉ là sản phẩm của ma hết. Mình đi, thời gian của mình bỏ ra rất nhiều.
Công đức của mình cũng bỏ ra rất nhiều. Quý Phật tử tạo ra cho mình biết bao nhiêu vô vàng công đức. Nhưng mà cuối cùng rồi, quý Phật tử ơi, ma nó dục xuống đi. Mình nghe lời mình dục xuống. Ông Phật nói lượm lên đi con. Thôi, không lượm. Mà ma nó xuống, bỏ, mình bỏ. Thầy nói ví dụ như đi nghe pháp xong xuôi rồi, cầm trên tay, vác trên vai vô lượng công đức, đi ra khỏi nhà của cô Liễu Ngộ, thí dụ chiếc xe kia nó sắn lại, nó quẹt mình một cái rồi, ông Phật nói giữ công đức đi con. Con ma nó nói dục xuống đi, săn cái áo tràng lên, chửi nó. Con ma nó xuống là bắt đầu mình chửi liền. Mỗi lần mình chửi là mình rớt công đức, mỗi lần mình chửi là mình rớt công đức rồi, phải không? Chúng ta là con của Phật, mà quý Phật tử ơi, không bao giờ chúng ta nghe lời của Phật bảo, mà chúng ta cứ làm tay sai nô lệ cho ma, ma nó xuống sao là làm vậy liền. Còn Phật dạy thì không nghe, hiểu không? Bữa nay con đi vô trong đạo tràng chùa cô Liễu Ngộ rồi, con mới nghe một bài pháp này, nhịn đi con. Nhưng mà trong lòng của mình đó, cái Phật của mình nó quá ít đi quý Phật tử à. Cái ma nó lấn lướt từ xưa rồi, cho nên trong đầu mình có chất ma, cho nên hễ mà ở ngoài nó có ma, tín hiệu của mình bắt liền. Thấy không? Mà nó nói, chửi nó đi. Nó quấy, nó quẹo tầm bậy, nó đụng mình, chửi nó liền đi. Là bắt đầu chụp cái cổ xe, bắt đầu chửi tới luôn. Quý Phật tử ơi, còn miếng công đức nào đâu. Rồi lúc bấy giờ lam của mình cột lên hai cái vạt rồi, cái hiền của mình nó mất luôn. Thấy không? Vậy thì qua lam hiền của mình nó héo không? Nó rụng nụ không? Rụng hết rồi. Vậy thì tất cả chúng ta hủy hoại công đức của mình. Mình tu mà mình cứ hủy hoại hoài, mình tu mà mình không trân trọng, mình tu mà mình không biết chắc bót từng cái công đức của mình, quý Phật tử. Đi vô trong đạo tràng, mình bỏ thời gian như bây giờ tối hôm nay, quý Phật tử đã dành tất cả những khoảng thời gian. Có người thì rất là rảnh, mình đến đây mình nghe được đó. Có người phải sắp xếp đủ điều hết mới vào trong đây để nghe một bài pháp. Quý Phật tử không phải nghe thầy nói đâu, mà nghe lại chính lòng của mình. Thầy nói một bài pháp là nụ cười của Phật Di Lặc, nhưng mà chính chúng ta đang tìm lại cho mình một nụ cười đối với Phật tử. Thời gian của mình rất là hiếm hoi. Thời gian của mình cũng chính là thời gian của Phật. Vậy đó mà bây giờ quý Phật tử ơi, xong xuôi rồi đem về nhà dục bỏ hết. Thấy không? Rồi có đôi khi mình ngồi, mình lắng lòng, mình nghe được. Có khi mình ngồi, mình tìm lại nụ cười cho chính mình, tìm lại nụ niềm vui cho chính mình. Có khi ngồi rồi không thèm để ý gì hết luôn. Cái thân thì mình ngồi trong đạo tràng của cô Liễu Ngộ, mà cái tâm của mình nó đi chơi đâu ngoài siêu thị, ngoài hội chợ á. Nó tưởng tượng cái chuyện ở ngoài kia không? Hoặc là ngồi ở đây tìm lại nụ cười của Phật Di Lặc, mà nhớ hồi chiều này mới gây lộn với bà cho nên cứ tức hoài. Rồi làm sao chúng ta sống trọn vẹn trong cái giờ phút thanh tịnh, trong cái không gian của Phật, trong cái thời gian của Phật đây? Phải không? Rồi về nhà cái cháu ngoại nó nói bà ngoại bà vô nhà của cô Liễu Ngộ đó, thầy lên thầy giảng gì bà kể cho con nghe với, tao nhớ tao chết liền đó. Tao nhớ cái chuyện gì đâu không à, rồi làm sao mà nhớ mà từ lời rồi kể lại cho cháu ngoại nghe đây, phải không quý Phật tử? Cho nên mình đến đây cái thời gian của mình nó hiếm lắm quý Phật tử. Một ngày 24 tiếng đồng hồ quý Phật tử đã dành cho ma gần 20 tiếng rồi. Dành cho ma là 20 tiếng, còn chỉ có 4 tiếng thôi quý Phật tử à. 4 tiếng đó quý Phật tử ơi, mình lẫn lộn đủ cái hết, phải không? Lẫn lộn ma Phật, còn 20 tiếng kia hoàn toàn ma không? Thấy không? Tới nỗi mà mình nằm ngủ, mình nằm chiêm bao mà mình còn thấy ma nữa thì rồi làm sao mà hết đây? Thấy không? Mỗi một ngày 24 tiếng đồng hồ, 16 tiếng khi mà mình còn thức. Quý Phật tử ơi, mình hoạt động, mình suy nghĩ, mình nói năng hoàn toàn bằng sự sai sử của ma. Cho nên còn 8 tiếng đồng hồ để cho chúng ta yên giấc mà quý Phật tử chưa bao giờ thanh tịnh. Nằm ngủ thấy ma nó rượt không? Vậy thì thức và ngủ đều là sống trong thế giới ma. Phải không quý Phật tử? Cho dù mình đã quy tam bảo rồi, cho dù mình đã giữ gìn năm giới rồi, mà quý Phật tử ơi, chưa bao giờ mình chạm vào bàn tay của Phật A-di-đà một lần nào hết. Thấy không? Có chạm chưa? Ông đứng ông xè tay hoài, không ai dịnh vô hết. Tới Tết rồi, mùng 1 Tết Phật A-di-đà nói tụi con ơi, Tết nhất rồi đi vô đây. Như Lai dẫn tụi con đi một vòng, mô Phật bạch Đức Thế Tôn, hai tay con bận hết rồi. Phải không quý Phật tử? Tết hai tay của mình bận biểu hết rồi, thì làm sao mà mình có thể chạm vào tay Phật? Mình chạm vào bằng đôi tay nào đây quý Phật tử? Tết cái bắt đầu mấy cái Phật tử nam, hai ba nhóm luôn, nhậu. Tay gấp mồi, tay cầm lon, lấy gì nữa, cái tay nào chạm vô tay Phật? Không chạm được, phải không? Mất rồi, mất đôi tay rồi quý Phật tử. Nhưng mà ngày Tết là ngày gì? Là ngày hoan hỷ nhất trong cuộc đời của người tu. Vậy đó mà ngày đó mình không đem tất cả những cái hoan hỷ của mình để mà mình vịnh Phật một lần.
Thấy không? Bắt đầu vô trong đó rồi, chỉ có một vài người ăn chay trường thì thôi, chứ còn nói chung là tất cả chúng ta đều mất đôi tay của mình trong ngày xuân hết. Phải không? Phật A Di Đà nói, còn mấy cái đứa kia con lại dính vô tay Như Lai đi con. Mô Phật, con mắt chia rồi, con mắt xè rồi, cho nên không đủ cái tay của con chạm vào tay Phật. Mô Phật, con chạm vào tay Như Lai thì tụi nó tới trước con. Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta xem thường Phật rất là nhiều, mặc dù đó chỉ là những cái rất là nhỏ nhặt, rất là đơn sơ, nhưng mà mình không bao giờ để ý là chết đó quý Phật tử. Hiểu không? Có một lần đó, một người Phật tử bơi xuồng đi ngang cái biển, con quỷ nó lấy cây kim nó đục vô trong cái đáy thuyền. Đức Phật nói, con ơi, đáy thuyền con bị lũng. Người cư sĩ đó nói, không sao đâu Đức Thế Tôn, nó nhỏ bằng ngẫu kim thôi, không sao đâu. Nhưng mà biển cả của cuộc đời quý Phật tử ơi, con thuyền đi hết, chưa hết cái bến bờ nữa thì nước nó rịn từ từ và nó chìm giữa dòng, chưa đến bến bờ bên kia nó đã chìm rồi. Cho nên có đôi khi mình ngồi, quý Phật tử ơi, những suy nghĩ của mình tưởng chừng như là nó vô hại, nhưng mà rồi cuộc đời của mình nó sẽ bị chìm giữa dòng sông khi mà mình chưa đến bến bờ của Phật. Hiểu không? Giống như bây giờ Tết đó, nói không sao, ba ngày xuân mà vui chơi chút đỉnh đi, không sao đâu. Mình là Phật mà, mình là con của Phật. Ba ngày xuân chơi đi, không sao đâu. Rồi vô ngồi kêu lô tô. Cái ngày đó đâu có cần thiết phải ngồi kêu lô tô quý Phật tử. Hiểu không? Vậy mà tại vì nó vui thôi mà Phật ơi, Phật quan hỷ cho con ba ngày xuân để con ngồi con chơi chút. Rồi tụ này chơi lô tô, tụ kia chơi tiếng lên, tụ nọ chơi tứ sắc, tùm lum hết rồi. Những người rảnh rỗi thì gặp nhau rồi bắt đầu nói chuyện phào không. Đáng lẽ những cái lúc đó là những cái lúc mà chúng ta tìm lại năng lượng của Phật. Giờ phút đó là quan trọng nhất. Hiểu không? Đâu phải đợi tới 14, 15, 30, mùng 1 rồi chúng ta vô rồi chúng ta lại để chúng ta tiếp nhận nụ cười của Phật Di Lặc. Mà ngay ngày đầu xuân, đó chính là cái cơ hội để cho chúng ta tiếp nhận cái năng lượng của Thế Tôn. Vậy mà mình cứ bỏ qua hoài luôn quý Phật tử à. Hiểu không? Tết vui không quý Phật tử? Thấy không? Cũng vui nữa, thấy không? Mỗi một năm trôi qua mất hết tuổi mà hỏi vui không là vui hoài luôn, thấy không quý Phật tử? Cho nên người con của Phật, Tết không có nói là vui, mà Tết cũng không nói cái chữ buồn trong đó. Hiểu không quý Phật tử? Tết là an lạc thôi, mà muốn an lạc là sao? Không vui không buồn. Cái người vui nhiều chừng nào đó, khi mất niềm vui thì họ sẽ khổ. Phải không quý Phật tử? Cho nên chỉ an lạc thôi, có nghĩa là mình vượt lên tất cả những tín hiệu của vui buồn trong cuộc sống. Người ta khen mình cũng an lạc. Người ta chê mình cũng an lạc. Mình giàu mà mình ăn Tết cũng an lạc. Mà lỡ mình nghèo mình ăn Tết cũng an lạc. Bữa nay năm nay có tiền ăn Tết cũng an lạc. Mà lỡ không tiền ăn Tết, tâm hồn mình vẫn an lạc. Thì có như vậy đó mới gọi là Tết mừng xuân Di Lặc được quý Phật tử à. Còn đằng này chúng ta bị duyên theo mọi hoàn cảnh, duyên theo cái tiền ở trong túi hoài là thất bại rồi. Phải không? Thấy cái mặt mà bữa đó nó đi vô chùa mà nó nhìn lên trên nóc chùa không, đó là biết nó có tiền đó. Nó có tiền nó đi cái tướng nó khác. Còn bữa nào mà nó rén lén lén nó đi rồi nó lầm lũi lũi nó vô trong kẹt nó ngồi, biết bữa nay này quýnh bài thua rồi. Thế không quý Phật tử? Tất cả chúng ta làm cho cuộc đời nó không có đẹp được đó quý Phật tử à. Mình phải làm sao mình sống mình tự tại một chút đi. Có tiền cũng như vậy mà không tiền cũng như vậy. Bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đi. Người con của Phật phải có Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa ở trong đầu. Đi đến đâu cũng phải có Bát Nhã. Bất tăng, bất giảm có nghĩa là gì? Chửi tôi bao nhiêu, Phật tôi cũng không giảm. Mà bà ca ngợi tôi, bà khen tôi bao nhiêu, Phật tôi cũng chẳng tăng. Hiểu không quý Phật tử? Tôi giàu, tôi cũng chẳng có sạch. Mà tôi nghèo, tôi cũng chẳng có dơ. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên đó là bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giảm đó. Cái tu của mình là như vậy, chứ không phải tu là ngồi cứ điếm hoài luôn. Tôi nói thiệt với ông vô trong chùa mới đây, tôi ăn chay 10 năm rồi nè. Ăn chay 10 năm đâu có quan trọng. Tụng kinh 7-80 bộ pháp hoa cũng chưa quan trọng. Quý Phật tử ngồi đọc kinh mà thiếu vắng nụ cười, đó là ma đọc. Quý Phật tử niệm Phật mà thiếu vắng nụ cười, đó là ma niệm. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình phải làm sao? Cái quan trọng nhất là cái chất của mình. Gắng giữ nụ cười đi quý Phật tử. Người nào mà giữ được nụ cười tức là giữ Phật trong trái tim của mình. Mất nụ cười là mất Phật. Trên đoạn đường đi về Phật mà người nào đánh mất Phật rồi hết thấy đường đi luôn đó. Không có Phật làm ai dẫn đường cho mình đi đây.
Mà tu mà giận hờn nhau hoài luôn mới thấy gớm vậy chứ. Ở trong cuộc đời mình nó có bốn dấu cộng trừ nhân chia. Quý Phật tử hiểu không? Biết không? Biết cộng trừ nhân chia không? Nhân là gì? Mình làm ít mà mình cứ nhân đôi hoài. Cúng dường con bao gạo mà năm nào cũng kể hết, tức là một bao, năm sau cũng kể cái bao của năm ngoái, thành ra một bao lên hai bao lên ba bao, đó là nhân đó quý Phật tử. Hiểu không? Ngồi thiền, thí dụ như ngồi thiền có 10, có nửa tiếng đồng hồ à, ai hỏi chàng ơi ngồi nãy giờ gần cả tiếng, thấy không? Nhân đôi lên không? Đó gọi đi từ thiện cũng vậy nữa, cũng nhân đôi lên không? Người nào mà đi từ thiện mà kể lể cái chuyện khó khăn mà mình vượt qua được, các chàng ơi chị không biết đâu, vô trong lòng nó khó dữ lắm, con đường lầy lội mà tôi gán tôi đi qua, dấu nhân đó. Mà dấu nhân là gì? Là tham. Quý Phật tử nhớ, dấu nhân là tham đó quý Phật tử. Tham danh, tham vọng, tham lợi, tham đủ điều hết. Còn dấu trừ là gì? Sân. Dấu trừ là sân. Hỏi sao mà con không đi chùa? Có con mẹ đó không có con thầy ơi. Dấu trừ là sân đó quý Phật tử. Hiểu không? Dấu trừ là sân. Còn dấu chia là gì? Là si mê. Mình chia nhóm này, chia nhóm kia. Hỏi sao lúc này không đi chùa Linh Quang vậy, mà đi qua bên chùa Giác Nguyên không vậy? Thôi cái nhóm đó tôi không chơi nữa rồi. Tôi thề với chị, cái nhóm đó mà đi từ thiện rủ tôi là tôi không đi. Tôi chơi cái nhóm bên đây thôi. Nhóm bên đây ngon hơn nhóm bên kia. Quý Phật tử ơi, đó là si mê rồi đó. Hiểu không? Nụ cười của mình nó bị mất đi từ ba cái dấu đó, nhân, trừ và chia. Đó là tham, sân và si. Chỉ có một cái con dấu mà chúng ta cần xài, đó là con dấu trên ngực của Phật. Đó là dấu cộng thiêng liêng. Chữ vạn là dấu cộng đó quý Phật tử à. Hiểu không? Dấu cộng đó mới kết nối được yêu thương. Dấu cộng đó mới xích lại gần nhau quý Phật tử à. Dấu cộng đó là nụ cười đó. Hiểu không? Hai đứa đang trừ nhau vậy nè. Trừ. Tao với mày trừ. Không chơi. Nhưng mà hai đứa bắt đầu đứng gần bên nhau, hai đứa nắm tay nhau, kéo một đường dài xuống thành dấu cộng liền. Hiểu không? Buông bỏ tất cả đi. Hỡi những người bạn áo tràng lam, chúng ta hãy buông bỏ tất cả đi. Đừng để cái gì mà gọi là hiềm khích, đừng để cái gì gọi là nó mít lòng lẫn nhau. Buông xuống từ trên, buông xuống hết đi. Thì cái dấu trừ đó được buông từ trên xuống, nó trở thành dấu cộng liền quý Phật tử à. Ở đây mà quý Phật tử nào mà còn hiềm khích nhau, hãy buông bỏ tất cả đi. Buông bỏ đi để rồi chúng ta tìm lại dấu cộng nguyên thủy của chúng ta. Dấu cộng đó nằm trên lòng ngực của từng người con Phật đó. Phải không? Chứ không phải một mình Đức Phật có đâu. Tất cả những người con Phật đều có hết. Nhưng mà quý Phật tử ơi, chúng ta làm nó mờ đi từ vô lượng kiếp. Mình sống trong địa ngục thời gian rồi, cái không biết các bụi của vô minh, các bụi của địa ngục nó làm mất hết miếng. Cái lú đầu lên ngạ quỷ, cái nó mất thêm miếng. Lú đầu lên súc sinh, nó mất thêm miếng nữa. Rồi bây giờ may mắn làm được con người, đi soi gương nhìn vô trong lòng ngực của mình, mất tiêu dấu cộng thiêng liêng đó. Mất tiêu rồi. Thấy không? Cái chuyện quan trọng ở đây là quý Phật tử phải làm sao để cho dấu cộng đó nó còn tồn tại. Dấu cộng đó cũng chính là nụ cười của Phật Di Lặc đó quý Phật tử à. Phải không? Bây giờ dám không? Dám sống trong năm nay 365 ngày của năm Ất Mùi nè, con sống bằng nụ cười, dám hứa với Phật không? Mô Phật dám hứa nhưng mà dám quên lắm. Con dám hứa nhưng mà con cũng dám quên. Hồi năm rồi là năm gì quý Phật tử biết không? Hồi năm rồi năm gì? Đúng rồi. Giáp, chữ giáp của nó là rừng cây. Rừng cây cổ thụ, chữ giáp là rừng cây. Còn ngọ là gì? Con ngựa phải không? Là tiểu bạch long. Quý Phật tử ơi, năm Giáp Ngọ là cái năm mà con tiểu bạch long của chính mình vượt qua khỏi rừng vô minh. Đạo tràng của cô Liễu Ngộ giờ tối hôm nay mà ngồi đây nghe pháp nè, có con ngựa nào vượt ra khỏi rừng vô minh chưa? Mô Phật dạ nó bị cột trong gốc cây rồi thầy ơi. Vượt gì nổi mà vượt phải không? Nguyên một năm còn đau buồn, còn khổ sở, còn than thân trách phận đủ điều hết. Mô Phật, mẹ Quan Âm ơi, sao con đi chùa mà thằng con của con nó quậy quá, con chịu không nổi. Mẹ Quan Âm ơi, con có thiện căn, con vô trong chùa, con tu hành bằng chồng con nam trì địa ngục, nó chửi con hoài. Ví dụ vậy, là con ngựa của mình làm sao ra khỏi rừng vô minh được quý Phật tử. Người nào mà còn có những suy nghĩ như vậy là quý Phật tử ơi tiêu rồi. Con nói thiệt, con đi chùa tâm hồn của con nó phơi phới lắm, còn con ở nhà con nặng nề như sống trong địa ngục vậy. Là quý Phật tử thấy là mình không có nụ cười rồi.
Thấy không quý Phật tử? Tất cả chúng ta đánh mất hết những cái dấu cộng của mình rồi đó. Ở đây ai có cái đó không? Có hết phải không? Vô trong đây rồi con nó quậy quá xa luôn, không biết làm sao bây giờ quý Phật tử ơi. Tại vì mình thiếu nụ cười đó. Hiểu không? Một người cha mẹ của mình là cha mẹ rồi, mình đi đến chùa mà mình giữ được cái phước của mình thì con của mình nó mới hưởng được cái đó. Thầy nói ví dụ như vậy để cho quý Phật tử dễ hiểu. Nếu cha mẹ là một cái tàn cây cổ thụ, cành lá nó còn xum xê, nó còn đầy đủ, nó còn hoa, nó còn trái, thì tất cả những đứa con nó ngồi dưới gốc cây nó sướng, mắc mớ gì nó phải bỏ gốc cây nó đi ra. Hiểu không? Còn đằng này cha mẹ gì gụm lá sạch hết rồi kêu nó ngồi dưới gốc cây, nó ngồi nó chịu nổi không? Phải không? Đi vô trong chùa mà không bao giờ tích lũy công đức, không dung phân, không tưới nước, người ta chửi, người ta đem phân xuống, người ta bón vô gốc cây, lụm phân chọi lại ngược người ta, rồi đứng chửi lộn hoài. Cái phước hiện tại cũng mất mà phước tương lai cũng chẳng còn luôn. Thì quý Phật tử ơi, như vậy thì cái cây mình thiếu phân, cây của mình thiếu nước, thì quý Phật tử ơi nó rụng lá sạch hết. Thấy không? Rồi bây giờ mình đi chùa mà mình không trang trải cho con của mình được một chút phước báo nào thì nó bao giờ mà nó ngồi dưới gốc cây của mình đây? Nó sẽ không bao giờ sống trong sự che chở trong lòng tay của mình cả. Người nào mà sống mà đầy đủ phước báo, tàn cây xum xê, cành lá xum xê, hoa trái nó thơm tho như thế đó quý Phật tử, dù con của mình nó đi thiệt là xa, mình ở vùng này mà con mình đi học xa, nó vẫn nhớ mình và nó vẫn nghe lời mình. Còn mà lá nó rụng hết rồi, nó ở chung trong nhà chứ rồi tìm nó hoài không thấy. Nó thoát khỏi và thuộc khỏi tầm tay của mình đó quý Phật tử à. Phải không? Cho nên mình tu làm sao mình giữ vững được nụ cười là được rồi. Trong gia đình mình phải làm sao? Nếu muốn gặp nhau sau này thì hãy bắt gặp nhau trong cùng một nụ cười. Chồng cười, vợ cười và con cái cùng cười với nhau và cười cùng một kiểu. Hiểu quý Phật tử? Cùng tìm đến tận nụ cười chứ không phải hai vợ chồng cười hai kiểu là thất bại rồi. Có không? Có khi nào hai vợ chồng cười hai kiểu không? Có phải không? Cười hai kiểu là tiêu cái gia đình nó rụng lá hết luôn đó quý Phật tử. Thì con nó bỏ nhà nó đi luôn. Mệt lắm đó quý Phật tử à. Cho nên rồi mình bổn phận làm con mà thấy cha mẹ mình thiếu vắng nụ cười, tụi con phải làm sao chăm sóc cho gốc cây của bố, gốc cây của mẹ, để gốc cây bố mẹ của mình xanh lá lại. Cây của bố là phúc, cây của mẹ là hạnh, cho nên rồi là hạnh phúc. Mình làm con mình đừng bao giờ thấy rằng là thôi ổng bả rụng lá hết rồi mình bỏ nhà mình đi luôn là thất bại. Hiểu không? Thấy bố mẹ của mình rụng lá thì mình làm sao những đứa con mình phải làm sao dung phân tưới nước lại. Dung phân là gì? Là che chở. Tưới nước là gì? Là an ủi. Không binh người nào cả. Phải không? Mình che chở, mình an ủi để làm sao cho cái cây hạnh của mẹ mình xanh lá, cây phúc của cha mình ra hoa. Đó chính là cái nụ cười đó quý Phật tử à. Nụ cười của Phật Di Lặc áp dụng trong cuộc sống đời thường của mình. Chứ không phải nụ cười của Phật Di Lặc chỉ nằm ở trong chùa không đâu. Phải không? Mình đến chùa mình nhìn cái tượng của Phật Di Lặc. Mình nhìn để mình nhớ. Mình nhìn để mình làm theo. Mình nhìn để mình thực hành. Mình đem tất cả bóng dáng nụ cười của Phật Di Lặc từ trong đạo tràng để mình đem ra ngoài giữa đời thường. Phải không? Giống như mình ngồi mình đọc kinh. Cái sai của mình là mình ngồi mình đọc kinh trong đạo tràng mà quý Phật tử chưa bao giờ đưa cái trang kinh vào tận trang đời. Cái đó là cái sai của mình đó, cái thiếu thốn của mình dữ lắm. Vô trong chùa tụng kinh nghe khi bằng là thuộc lòng, đọc ngân nga đọc hay lắm mà về nhà chưa có một miếng kinh nào trong nhà của mình hết. Thấy không? Quý Phật tử có bao giờ đem cái trang kinh ở trong đạo tràng mà về tới nhà mình đâu? Chưa bao giờ đem cái trang kinh ở đạo tràng mà về tới cuộc đời đâu quý Phật tử. Phải không? Đi với Phật tôi mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Có nghĩa là vô trong chùa tôi đọc kinh tôi hiền dữ lắm mà về nhà rồi là gặp quỷ tôi trừ quỷ liền, chửi lộn sùm hết luôn. Người ta nói bà hai sao bà đi chùa mà bà chửi dữ vậy? Ừ tôi vậy đó, tôi gặp Phật là tôi niệm nhưng mà gặp ma tôi quýnh nó liền. Cái đó là cái sai của mình rất là nhiều quý Phật tử, mà người nào cũng vậy hết á. Biết không? Có nhiều người vô trong đây Nam Mô A Di Đà Phật nhưng mà về nhà rồi Nam Mô một đồng ra ba đồng vô, khác không? Khác không? Ở đây thì Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật niệm đều lắm mà về nhà Nam Mô một đồng vốn bốn đồng lời. Nó thất bại dữ lắm luôn quý Phật tử à. Như vậy thì làm sao chúng ta giữ được nụ cười của Phật đấy? Cái nụ cười của Phật đó chính là Phật. Nụ cười của Phật chính là cái tác nhân cuối cùng để cho chúng ta về Phật. Nụ cười của Phật cũng chính là chiếc vé để cho chúng ta lên xe Phật. Và nụ cười của Phật cũng chính là gì? Là nhiên liệu để thúc đẩy cho chúng ta mạnh mẽ tiến về nơi đất nước của Phật. Chiếc xe mà không có xăng quý Phật tử có thể đi được không?
Xe không xăng chạy được không? Không, con người tu thiếu nụ cười không về Phật được. Cho nên thầy mong rằng nguyên bộ đạo tràng của chúng ta cười mà bằng lục căn thanh tịnh, đôi mắt con cười, lỗ mũi con cười, đôi môi con cười, lỗ tai con cười, 84.000 lỗ chân lông của con cười, trái tim của con cười và cái đầu của con mãi mãi giữ nụ cười của Phật. Thì như vậy mới được quý Phật tử à, chứ không phải cười bằng cái môi không đâu. Cười bằng cái môi là cười nhếch mép đó. Bà đó bà mới vừa chửi mình xong cái bà chợt chỗ chú bà té là nhếch mép cười liền. Vừa tội bà dám xúc phạm đến những người con Phật. Như vậy là không được rồi. Mình phải có một nụ cười hoan hỷ sẵn sàng tha thứ cho mọi người đi quý Phật tử. Mình có tha thứ cho người thì người sẽ tha thứ cho mình. Đằng này mình sống mà mình không tha thứ cho ai hết, rồi một ngày nào đó trên đoạn đường của cuộc đời là cái cuộc sống của mình là cuộc sống của lỗi lầm mà quý Phật tử. Ai dám khẳng định rằng từ xưa tới bây giờ con chưa từng phạm lỗi lầm không? Có khẳng định không? Vậy thì bây giờ người ta có lỗi trước mình tha thứ đi, rồi một ngày nào đó lỡ mình làm cái lỗi sau người ta sẽ tha thứ lại cho mình. Hiểu không? Thì như vậy mình tha thứ cho người đó là dấu cộng, người tha thứ lại cho mình đó là dấu cộng, là tín hiệu của yêu thương đó quý Phật tử. Hiểu không? Mình sống mà toàn bộ trái tim của mình kêu bằng mất tín hiệu hết luôn. Có không? Có trái tim này liên lạc với trái tim kia bằng tín hiệu không? Có mà không phải tất cả, chỉ có hai đứa nó liên lạc thôi. Phải không? Mình liên lạc bằng trái tim có nghĩa là tất cả mọi người, già trẻ bé lớn, người thân, người thù hay là tất cả mọi người đều liên lạc với nhau bằng tín hiệu của yêu thương từ trái tim của mình. Cái đó không dành riêng cho ai nha quý Phật tử. Phải không? Mình là đạo tràng ở đây, quý Phật tử phải liên lạc với nhau bằng cái trái tim của mình, bằng nụ cười thiêng liêng của mình, bằng tiếng lòng thanh tịnh của mình mới được. Còn đằng này quý Phật tử sống mà mình không có bao giờ có những tiếng nói từ trái tim của mình, tiếng nói trong cái tâm hồn của mình cả. Mình nói bằng cái bờ môi mấp máy thôi, bằng ngôn ngữ của cuộc đời. Quý Phật tử ơi, không phải bằng ngôn ngữ của Phật. Người ta chửi mình chửi lại liền, người ta khen mình khen lại liền. Rồi quý Phật tử thấy ai khen mình rồi, quý Phật tử đi kiếm cái người đó hoài luôn. Hỏi sao bà hai bà kiếm nó hoài vậy? Tại nó khen tôi kiếm nó, nó khen tôi nữa. Nhỏ đó nói, bà hai ơi, con không phải nịnh bà đâu, chàng ơi, từ ngày bà vô trong liễu ngộ, bà nghe pháp tới giờ, thấy bà trẻ ra, bà đẹp giống bà tiên quá, đi kiếm con nhỏ đó hoài, nói chuyện với nó hoài, để nó khen chứ không gì hết á. Mà lỡ bữa nào mà nó nói, bà hai, con nói thiệt, sao mà bà tu, sao mà bây giờ bà thất thần, tóc bà bạc, bà mớm dữ vậy bà, làm mô Phật, gặp nó là trốn không? Sợ gặp nó cái nó chê chứ không gì hết á. Mình sống bằng sự khen chê, tức là quý Phật tử đang sống trên bờ môi của thiên hạ. Thầy mong rằng đạo tràng của chúng ta là những người con Phật, là áo tràng lam, là màu áo lam hiền. Quý Phật tử hãy sống trong trái tim của Phật, đừng sống trong bờ môi của thiên hạ nữa. Hiểu không quý Phật tử? Mình sống trong bờ môi của thiên hạ muốn mình đi chùa, cái khen mình dài ba câu. Thiên hạ muốn mình bỏ đạo, cái chửi mình dài ba câu, thất bại không? Tự nhiên nó nói rằng là trời ơi, cái bà này bà mặc áo tràng, áo ra áo, cái mặt bả ra, cái mặt bả dòng quỷ mà bày đặt mặc áo tràng, là bỏ chùa luôn. Thấy không? Mình sống trong bờ môi của thiên hạ. Quý Phật tử ơi, người ta nói mình bà là quỷ mà bà tu cái gì? Thầy xin thưa với quý Phật tử, chỉ có quỷ mới tu thôi. Hiểu không? Phật đâu có tu. Ông Phật làm gì tu nữa? Cho nên á, chỉ có quỷ mới tu thôi. Ở trong bệnh viện chỉ có người nào mà bệnh mới nhập viện thôi, người khỏe mạnh vô đó làm gì? Quý Phật tử thấy không? Cho nên thầy nói cho quý Phật tử nghe, cái chùa là bệnh viện đó. Cho nên tất cả những người nào bước chân vào trong chùa đều là bệnh nhân, nặng hay nhẹ thôi. Mà hình như vô trong cái chùa rồi là bệnh nặng không đó. Bệnh nhân nặng dữ lắm luôn đó quý Phật tử à. Thành ra rồi mà người nào nói trời ơi sao mà tôi vô trong chùa tôi thấy lộn xộn quá vậy nè. Người ta khỏe mạnh người ta đâu có vô chùa. Người ta khỏe mạnh người ta giảng sanh Tây Phương hết rồi. Mà cái người giảng sanh Tây Phương là người đã được bác sĩ cấp một giấy xuất viện. Hiểu không quý Phật tử? Còn mình mà còn nằm ở đây, mà mình còn lăn lộn ở đây là biết mẹ này còn nặng lắm, cái ông này còn nặng lắm rồi đó. Một ngày nào đó tự dưng rồi có một chú Phật tử lên thông báo cho nguyên một đạo tràng, giống như bữa nay vậy nè. Nhân cái ngày mà 12 tháng giêng, hôm nay thầy đến đây thầy nói pháp, con xin thông báo với tất cả đạo tràng, ngày mai 13 con về Phật. Quý Phật tử biết ông đó xuất viện rồi đó. Hiểu không? Mà còn nín thinh mà cứ ngồi niệm Phật. Ba hồi niệm, ba hồi chửi, ba hồi niệm, ba hồi chửi. Biết bà này là cứ bằng bệnh nhiều lắm.
Bà xuất viện xong cái bà đi ra cái bà bắt đầu nhập viện trở lại, bệnh của bà không hết. Hiểu không? Bác sĩ nói con ơi con về con kiêng nha con, đừng có ăn tầm bậy tầm bạ. Kêu bằng kiêng, tức là con đừng sát sanh, kiêng nha con, đừng trộm cắp, kiêng nha con, đừng tà dâm, kiêng nha con. Mô Phật năm điều kiêng đó con gán giữ nha, mà về năm điều đó mình quất sạch sẽ hết, bệnh vô bệnh viện nữa. Quý Phật tử ơi, mình tối ngày mình như vậy, mình chuyển viện đó nghe quý Phật tử. Mình nhập cái viện ở cõi người này đỡ đó. Bệnh viện này mình nhập ở đây đó là quý Phật tử biết là ra ngoài phòng dịch vụ rồi khỏe đó. Mà mình tu không khéo, mình ăn tầm bậy tầm bạ mà nó bệnh nặng rồi, cái bắt đầu nó đưa vô trong cái vùng cấp cứu, tức là vùng cấp cứu ở dưới địa ngục á. Là bệnh viện đó là ghê ghê gớm lắm đó. Bệnh viện đó là gần nhà xác rồi, thấy không? Cho nên mình tu bây giờ mình mang được thân người, mình là một con người, mình sống ở trong đạo tràng này là quý Phật tử mừng đi. Tại vì mình sắp sửa xuất viện được rồi. Còn mang thân con chó, mang thân con thằn lằn, con rắn, con này kia, con cọp, con sói, quý Phật tử ơi, làm sao chúng ta hết bệnh được đây? Làm sao nó biết uống thuốc đây quý Phật tử? Quý Phật tử còn phân biệt được đây là điều phải, đây là điều quấy. Quý Phật tử còn biết điều thiện, điều ác. Tức là quý Phật tử còn biết uống thuốc, hiểu không? Còn ăn chay trường được là còn biết uống thuốc. Còn con cọp, con sư tử, con chó sói nó biết ăn chay trường không? Nó không biết, tức là nó bệnh mà nó không bao giờ uống thuốc được. Rồi sau khi nó chết rồi, cái nó bắt đầu nó xuống một bệnh viện nữa, tức là bệnh viện ngạ quỷ. Lồ ngạ quỷ quý Phật tử ơi, không có cơm gạo đâu mà ăn, cũng không có thịt đâu mà ăn, mà chỉ liếm máu mủ của chính bản thân mình mà ăn thôi. Rồi nó có tu được đâu. Rồi sau khi mà cái bằng chuyển bệnh viện nữa, bà này nặng quá rồi, chuyển xuống cái nữa là xuống địa ngục A Tỳ. Tối ngày nằm trong chảo dầu sôi, tối ngày cơm cột đồng cháy đỏ, tối ngày bị treo ngược hoài, thì quý Phật tử thấy cuộc đời của mình chết không? Biết chừng nào xuất viện đây, biết chừng nào hết bệnh đây quý Phật tử. Toàn bộ tất cả chúng ta mà lên đên trong cõi ta bà, xuống lên trong ba nẻo sáu đường vì chúng ta thiếu nhiên liệu. Hiểu không? Mà nhiên liệu đó là nụ cười đó. Cho nên mỗi mốt về cười cho nhiều quý Phật tử ơi, để rồi cái trái tim của mình nó nạp nhiều nhiên liệu hơn, biết không? Cười là năng lượng sống, cười là năng lượng của Phật, cười là năng lượng của yêu thương, cười là năng lượng của an vui và tự tại. Người nào mà cười nhiều người đó tự tại lắm quý Phật tử, hiểu không? Bác sĩ nói một ngày mà cười 36 lần người đó trẻ mãi không già. Bác sĩ ở ngoài con nói một ngày mà con cười được 36 lần, chúng ta vận động cái cơ mặt, cơ môi của mình đó, thì cái mặt của mình lâu nhăn, có gì đâu. Nhưng mà bác sĩ cũng dặn cười đừng quá 36 lần, người ta nói mình ở trên kia đi xuống, hiểu không? Thí dụ như ban đêm rồi đó, quý Phật tử cười xong rồi, mình cười 35 lần rồi thì thôi lỡ rồi, vô trong mùng đừng có cười nữa. Cười cho nó đủ 36 lần là người ta nói mình kỳ lắm, biết không? Ổng dở mùng ổng chung ra, ổng nói tao nói cho mày nghe, sao bữa nay bà nằm bà ngủ bà nhìn đóng mùng bà cười hoài. Rồi tự nhiên ổng dở mùng ổng chung ra, không dám ngủ luôn đó quý Phật tử. Bà ngoại mày lúc này tao thấy kỳ dữ lắm rồi, từ ngày bà đi chùa tới giờ sao mà bà cười khang không? Thấy không quý Phật tử, như vậy là không được. Cười nó là tín hiệu, nhưng mà quý Phật tử phải cười sao cho đúng thời, đúng nơi và đúng lúc mới được, phải không? Tự nhiên rồi cái tất cả mọi người ta đi xuống hết, ngồi một mình lên trên đạo tràng Liễu Ngộ, cái ngồi cười hoài vậy sao được? Người ta mời xuống cô Liễu Ngộ, nó thôi xuống ăn cháo, thôi xuống ăn bánh mì đi, không thèm xuống, mà ngồi cười cho đủ 36 lần là chết liền. Mô Phật, tại vì hồi sáng tới giờ con cười mới có 4 lần à, cười thêm 32 lần nữa cho nó đủ. Cười cái kiểu đó rồi làm sao người ta dám mời mình lại nghe pháp nữa quý Phật tử, phải không? Cho nên nói là cười qua 36 lần có nghĩa là tất cả chúng ta phải giữ nụ cười của mình, giữ mãi cái nụ cười, không phải bằng đôi môi mà mình cười bằng đôi mắt, cười bằng tất cả những hành động của mình. Trong lời nói của mình nói, nó vẫn có âm hưởng của nụ cười. Trong cái nhìn của mình nó vẫn có âm hưởng của nụ cười, quý Phật tử hiểu không? Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, trái tim của mình cười, đôi mắt của mình cười đó quý Phật tử. Cho nên thầy mong rằng quý Phật tử mùa xuân rồi, quý Phật tử phải gắng giữ gìn cái năng lượng sống của năm mới. Hồi năm rồi, năm Giáp Ngọ, quý Phật tử để cho con ngựa mình bị trói trong rừng cây. Năm nay năm gì quý Phật tử? Ất là cỏ, là bình nguyên, đồng cỏ mênh mông, là hiện thân của sự thanh bình, hiện thân của lộc. Con dê ăn cỏ. Quý Phật tử đếm coi từ con số 1 tới, từ con tí tới con mùi nằm số mấy. Đếm thử coi từ con tí tới con mùi nằm số mấy. Số mấy? Ăn no rồi đi nhiều chuyện. Ất mùi đó tức là con dê, mà con dê là số 8, ăn cỏ ăn đã rồi cái đi nhiều chuyện không?
Hồi năm rồi tu đó để cột trong cái rừng vô minh, năm nay tu ăn xong đi nhiều chuyện. Cho nên đó, chữ mùi là số 8 mà 8 là nhiều chuyện. Tại sao vậy? Cái miệng của mình hình tròn. Hiểu không quý Phật tử là con số không? Đó đi nghe người ta xong về cái nói câu gì đó kể lệ cho người khác nghe. Cong chút xíu thành số 8 liền. Bẻ cong sự thật. Thầy nói thiệt với quý Phật tử, không có một người nào mà đi nghe một câu chuyện về kể đúng cái nồng độ của câu chuyện hết. Tùy theo cái mệt của mình, rồi tùy theo cái cảm xúc của mình, tùy theo cảm tính của mình kể câu chuyện đó khác liền. Chỉ cần mình tăng độ một cái này là câu chuyện nó khác rồi. Thí dụ thầy nói ông hai, ông nói tao nói thiệt á, tao giận bà hai dữ lắm luôn. Bà gặp tao cái bà không nhìn tao. Cái nồng độ của ông hai nói như vậy thôi. Mình chạy mình kể cho bà hai nghe, bà nói con nói ông hai ông mới chửi bà, ông đó ông giận bà dữ lắm á. Bà gặp mặt ổng bà không có nhìn mặt ổng. Mình tăng đô vậy là có chuyện người ta thành số 8 liền, có thấy không? Đó là nhiều chuyện đó quý Phật tử. Mình nói theo dân gian là nhiều chuyện, mà nói theo cái vấn đề quý phái một chút đó là những người bị thu thập kiến thức và phát thanh kiến thức không đúng sự thật. Hiểu không? Thu kiến thức và phát kiến thức mà phát không đều. Khi lớn khi nhỏ đó, phải không? Người ta nói nhỏ mà phát cho nó bự, người ta nói bự mà về kể cho nó nhỏ, đó là nhiều chuyện rồi. Trong đạo tràng Liễu Ngộ ai là bà tám đâu giơ tay lên coi. Mô Phật tụi con cười là thầy biết rồi, khỏi cần giơ tay lên. Hiểu không? Cười là biết mình tám hết rồi chứ gì nữa, phải không? Đâu cần giơ tay lên đâu. Thật sự ngồi ở đây mà nhìn xuống là biết rồi. Trong đạo tràng này bà tám có nè, ông tám cũng có, chị tám có, anh tám có, thằng tám có, con tám có, đủ kiểu hết quý Phật tử. Người nào cũng tám hết. Mỗi một người có một cái cách để mà chúng ta nói chuyện. Thời gian ở đâu mà quý Phật tử cứ để ý người ta hoài vậy quý Phật tử? Không có đủ thời gian đâu. Mình nhìn lại với chính mình một chút để mà mình trân trọng, mình bảo vệ cái nụ cười của mình. Quý Phật tử chỉ cần bỏ lỡ, mình không bảo vệ nụ cười của mình đó quý Phật tử, mình đi qua nhà hàng xóm, mình nói chuyện đầu này, nói chuyện đầu kia, cái nụ cười mình quên bảo vệ, nó biến thành đôi môi đang khóc. Nó không còn cười nữa quý Phật tử à. Hiểu không? Bây giờ thầy nói thật đừng. Ở nhà của mình lo cho mình đi. Mình tu, mình niệm Phật, lo cho con, lo cho cái, mình lo cho mình đi. Đừng có qua nhà hàng xóm rồi bắt đầu mình nói chuyện người ta, thì nụ cười của mình sẽ giữ mãi. Còn mình qua nhà người ta, mình nói chuyện xong, xong cái nụ cười của mình sẽ biến thành cái bờ môi nó méo mó tùm lum hết. Mà mình thích lắm quý Phật tử ơi, thầy nói thật luôn. Mình thích đi nhiều chuyện dữ lắm. Hình như nó chính là cái người ta gọi là cái gì quý Phật tử? Là cái gì quý Phật tử à? Thích đi nhiều chuyện có nghĩa là gì? Hình như nó là máu thịt của mình rồi. Nó quen như vậy rồi. Cha truyền con nói như vậy rồi. Hiểu không? Người nào cũng thích hết đó quý Phật tử ơi. Đang ngồi nghe pháp gì nè, mà lỡ nghe cái đùng đằng kia là quay ra nghe nhìn hết liền. Cái bản tính nhiều chuyện của mình nó vẫn còn trong đây. Hiểu không? Mình nghe xong mình nghe cái đùng cái là mình quay mình đi kiếm liền. Mình đang ngồi mình đọc kinh cũng vậy, mà mình nghe xôn xao ồn ào ở bên ở ngoài đường là bắt đầu mình tụng kinh nó không có thanh tịnh rồi. Đi chùa ngồi tụng kinh nó mà nghe cái đùng cái là mình quay qua mình đi kiếm rồi. Thậm chí hồi nãy cũng vậy, đang ngồi nghe pháp mà cái điện thoại người ta reo mắc mớ gì cũng gán nhìn qua. Mình tập trung để mình giữ nụ cười của mình đi, không người ta reo bắt đầu kéo nhau nhìn qua liền. Một người để điện thoại reo thì hãy để cho một người đó mất thanh tịnh thôi, làm nguyên một đạo tràng tự nhiên xôn xao mất thanh tịnh hết nguyên một đạo tràng. Một người đã mất nụ cười rồi mà nguyên một đạo tràng mất nụ cười luôn, thấy không? Vậy thì cái đó là cái tội của mình chứ không phải là cái người để cho điện thoại reo đâu. Hiểu không quý Phật tử? Mình dặn rồi, vào trong đạo tràng hãy tắt nguồn đi để rồi cho đạo tràng được thanh tịnh. Rồi điện thoại của cô ấy quên tắt cho nên điện thoại cô ấy reo. Cái đó đâu phải là lỗi của cái điện thoại reo đó. Nếu tâm hồn của mình thanh tịnh, nếu mà mình sống trong nụ cười thì nó reo chẳng có ăn nhầm gì mình hết. Hiểu không quý Phật tử? Không reo mình vẫn sống, cũng vẫn cười. Mà điện thoại nó có reo mình vẫn cười. Im lặng hết mình vẫn thanh tịnh. Mà bây giờ ồn ào lòng của mình vẫn thanh tịnh đó. Thì như vậy đó quý Phật tử mới có thể giữ được nụ cười của Phật Di Lặc. Còn nếu không thì cuộc đời này đó quý Phật tử ơi, tu cho nhiều thiệt là lâu. Như bây giờ đó nguyên một đạo tràng của cô Liễu Ngộ tổ chức cho quý Phật tử ngồi đây tu nè. Tu xong xuôi rồi cái bắt đầu Phật A-di-đà đi xuống đây, cái Phật Thích Ca nói thưa huynh thấy nguyên một cái Phật tử ở đạo tràng của cô Liễu Ngộ này đứa nào được. Phật A-di-đà nói huynh đừng buồn nghe, không đứa nào được hết luôn. Thấy không? Không có thứ nào được hết. Vì sao vậy? Vì quý Phật tử không có giữ được nụ cười.
Không phải là mình không cười quý Phật tử, nhưng mà nụ cười của mình không có chất Phật. Mình phải cười làm sao nó có chất Phật. Nụ cười của mình phải có cái chất hỷ xả, bao dung và độ lượng. Cười như vậy mới được. Chứ không phải mình cười theo cái kiểu hàng ngày của mình đâu. Trúng số mình cười kiểu khác, đúng không? Rồi người ta khen mình cười kiểu khác đó. Rồi người ta chửi mình tức quá, mình chửi không được, cái mình cũng nhếch mép, mình cười kiểu khác nữa. Ở đây mình làm sao cười có chất Phật, cười hoan hỷ đàng hoàng. Bãi nói đúng, mình cũng cười, mà cười trong cái tâm trạng rằng là bạch Đức Thế Tôn hay lại mẹ Quan Thế Âm, bãi chưa hiểu con, hiểu không? Mình vẫn nở một nụ cười. Còn người ta hiểu mình thì mình vẫn nở một nụ cười. Lại mẹ Quan Thế Âm, con xin cảm ơn bãi, bãi đã hiểu con rồi. Tất cả chúng ta hại sống mà chúng ta phải tìm lại cho mình, đánh thức cái nụ cười của mình trở lại. Đừng để nụ cười của mình ngủ quên nữa nghe quý Phật tử. Có không? Có để nụ cười bị ngủ quên không? Có. Tất cả chúng ta để nụ cười của mình ngủ quên hoài. Năm nào cũng vậy, tới mùa xuân cô Liễu Ngộ cũng mời thầy đến đây để mà đánh thức cái nụ cười của quý Phật tử hết. Nhưng rồi 365 ngày đã trôi qua, quý Phật tử ơi, không ai cười nổi hết. Phải không? Mình duyên theo tất cả những lẽ sống của cuộc đời, để rồi mình đánh mất đi cái hồn Phật của mình đó quý Phật tử. Từ đây về sau thầy khuyên quý Phật tử một điều, và làm cái hành trang, làm cái kim chỉ nam cho mình trong cuộc sống. Người ta chửi mình tức là người ta đang dung phân cho mình. Người ta có khen mình là người ta đang tưới nước cho mình. Người ta chửi mình vì người ta chưa hiểu mình. Người ta khen mình tức là người ta đã hiểu mình. Ví dụ như vậy, để quý Phật tử giữ mãi nụ cười, đừng để nụ cười nó tắt nhanh trên bờ môi của mình nữa. Hiểu không? Thí dụ mình cười là mình đang thắp lên một ngọn nến yêu thương. Mình làm cho tất cả mọi người cười tức là mình mồi cái ngọn nến yêu thương này cho tất cả những tâm hồn bất hạnh. Hãy làm cho đạo tràng của Liễu Ngộ cười hoài đi quý Phật tử. Cười trong yêu thương, cười trong xích lại gần nhau, cười trong những cái tín hiệu và bắt gặp nhau trong cùng một lối sống. Người nào mà hôm nay đó, hồi năm ngoái mà còn giận nhau, năm nay bỏ liền đi quý Phật tử. Xong buổi giảng này rồi, nghe lời thầy, thôi bây giờ tu với chị, mình bắt tay quề, hiểu không quý Phật tử? Để cho chúng ta kết nối lại nụ cười. Mình có giận mẹ mình, bây giờ về nhà, mẹ ơi, con xin lỗi mẹ, rồi bắt tay với mẹ mình để kết nối lại nụ cười. Để trái tim của mình liên lạc được với trái tim của cha mẹ của mình. Hiểu không quý Phật tử? Ở đây có con nào mà giận cha mẹ không? Mô Phật bây giờ thì chưa giận, nhưng mà mai mốt con không dám hứa. Bây giờ thì chưa giận, nhưng mà mai mốt thì mình đâu có dám hứa đâu. Phải không? Nhưng mà ngày hôm nay là cái ngày không phải để chúng ta nghe cái nụ cười của Phật Di Lặc. Mà ngày hôm nay là ngày quý Phật tử phải tự hứa với Phật và tự hứa với lòng mình. Từ đây cho đến cuối cuộc đời của con, đây là lần khởi động đầu tiên của con để tìm đến nụ cười. Con xin hứa với Phật và hứa với lòng con và hứa với bố mẹ thân thương của con. Con sẽ cúng dường cho cha mẹ của con bằng những nụ cười chân tình nhất của con. Như vậy đi quý Phật tử. Đừng để cho chúng ta sao lãng, đừng để cho chúng ta cứ mãi mãi rồi cuối cùng cứ là nuối tiếc, cứ ân hận hoài. Biết về vậy con không để cho mẹ con đau khổ. Khi cha mẹ mình lên đường rồi, cái bắt đầu ngồi khóc cũng giống như đứa con gái gì đó. Nó chửi mẹ nó hoài luôn. Nó đòi mẹ nó mua quà sinh nhật, mẹ nó không có tiền. Thế rồi một ngày kia cái bắt đầu mẹ đi mượn tiền, đi bán máu mua cho nó được sắp giải. Rồi đi trên đường đi về, chóng mặt quá vì bán máu mà. Cho nên chiếc xe đi ngang qua tối hù không thấy. Rồi lũ vô chiếc xe, xe nó cán ngang qua đưa vô bệnh viện. Rồi bắt đầu nó ngồi nó chờ ngoài cái cửa phòng cấp cứu. Khi cái cửa phòng vừa mở ra, chiếc băng ca đẩy ra, quý Phật tử ơi, bác sĩ nói mẹ con đã chết. Lúc bấy giờ nó chụp cái băng ca, nó ôm cái băng ca, nó ghì cái băng ca lại và nó nói một câu: mẹ ơi, con không cần sắp giải sinh nhật này nữa đâu, con cần mẹ mà thôi. Kịp không? Cho nên ngay từ bây giờ quý Phật tử hãy cúng dường cho cha mẹ mình một nụ cười là quý Phật tử đã báo hiếu rồi. Phải không? Nụ cười chính là đóa hoa hồng chân tình nhất đó. Đâu phải đợi tới Du Lan mình mới dâng cái bông hồng cài áo lên. Quý Phật tử ơi, nụ cười của mình chính là bông hồng chân tình nhất của mình đó. Mỗi một ngày mình làm cho mẹ mình cười là cúng dường cho mẹ mình một tuổi thọ. Mình làm cho mẹ mình khóc là mình đã cướp đi, tước đoạt đi trên tay của mẹ mình một tuổi thọ đó quý Phật tử. Cho nên hôm nay nói nhiều quá quý Phật tử nghe bực mình lắm. Năm mới mà ông vô ông la hoài. Nhưng mà thầy chỉ mong rằng quý Phật tử, không phải riêng gì năm nay mà tất cả mọi năm, quý Phật tử phải cố gắng hành trang của mình đi về Phật, hành trang của mình đi về tất cả mọi nơi. Có nghĩa là con người của Phật mình không phải chỉ trụ ở một cái cõi Ta Bà này không đâu,
mà mình hứa với Phật và hứa với lòng mình, cho dù bất cứ nơi nào, chúng con cũng giữ mãi cái nụ cười của Phật. Năm mới thì cầu chúc cho nguyên một đạo tràng của Liễu Ngộ mùng một Tết cười thật nhẹ để xua tan đi bao buồn tẻ. Mùng hai Tết nếu chúng ta có cười thì cười thật trẻ để xua tan đi bao cô lẻ của mình. Và nếu mùng ba Tết mà quý Phật tử có cười thì cười thật khỏe để xua tan đi bao quạnh quẻ của cuộc sống. Và cả năm chúng ta đều cười hết quý Phật tử, để cho tình người luôn vui vẻ, hiểu không? Cười hoài như thế đi quý Phật tử. Mùng một khởi động bằng nụ cười nhẹ, mùng hai khởi động bằng một nụ cười thật khỏe, và mùng ba khởi động cũng bằng một nụ cười thật tươi trẻ, để rồi cả năm chúng ta cười để tình người luôn vui vẻ lại với nhau. Một lần cuối cùng thì cầu chúc cho đạo tràng của chúng ta cũng giống như mọi khi, luôn vui, luôn khỏe, luôn trẻ, luôn đẹp, luôn yêu thương, luôn tha thứ, và nhất là luôn được sống bình an trong bàn tay của Đức Phật. Thân ái kính chào toàn thể đạo tràng, 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 chào toàn thể đạo tràng. Thấy không? Giao thừa cũng vậy, cứ đem đi cúng tất cả những cái trái mà không ăn được không? Cái lọc đầu xuân của mình là cái lọc là nụ cười. Nụ cười là gì? Là chín mùi, là ngọt ngào. Quý Phật tử hiểu không? Mình để ý coi người ta nở một nụ cười là đôi môi người ta đang ngọt ngào, hiểu không? Quý Phật tử bữa nào soi gương mình khóc, mình miếu coi, mình coi coi xấu không? Cho nên miếu máu mà khóc lóc là nó xấu dữ lắm, mà con người ta khoái cho mình xấu, mà ai chê xấu thì không chịu. Thấy không? Cười là gì? Là thể hiện một cái gì đẹp, một cái gì đã chín mùi, một cái gì đã ngọt ngào, mình mới cười được quý Phật tử à. Phải không? Cho nên cái đêm giao thừa dọn một dĩa trái cây toàn là đồ sống nhăn không? Đi ra chợ một cái trái mãng cầu xiêm mà lựa cái trái nào mà nó sống á, đặng chưng cho nó lâu. Đó gọi trái sung, đó, trái mãng cầu mà không cầu sống nữa. Thầy nói thật với quý Phật tử đó, đó là cái lọc đầu năm mà quý Phật tử rất là xem thường cái lọc đầu năm. Cúng xong đem dục bỏ lọc đầu năm thì quý Phật tử có tận hưởng được cái gì của đất trời không? Mà những cái trái cây sống đó nó không hấp thu được năng lượng của vạn vật của vũ trụ. Đó rồi cúng xong rồi thánh thần mình ăn không được, thánh thần nào ăn? Có ai ăn cái trái mãng cầu sống mà ăn chung với trái sung không? Mình ăn không được, vậy đó mà mình cúng cho thánh thần không, vậy làm sao đây? Cho nên cái điều đó là cái điều mình đánh mất, mà bắt đầu sự đánh mất này từ cái chỗ sai lầm của mình. Cho nên từ đây về sau, cái đêm giao thừa quý Phật tử hãy cúng một trái mãng cầu xiêm thật lớn, thật sắp sửa chín rồi, ngọt ngào rồi, thơm rồi. Quý Phật tử ơi, nó tròn đầy rồi. Một trái mãng cầu thôi, không cần thêm chữ đủ xài nữa. Đã nói tên là mãng cầu, là cầu đầy dung hết, cầu tất cả luôn. Vậy đó mà bây giờ cứ đem lên cầu đủ xài, lấy tiền đâu đi chùa? Tất cả những cái đó để chúng ta tìm lại cho chính chúng ta cái nụ cười của Phật Di Lặc. Cho nên chúng ta quên, chúng ta không định nghĩa được cái chữ tu là gì cả. Phải không? Tu là giữ nụ cười mãi mãi trên môi, như vậy là tu rồi. Có nhiều người ngồi trì kinh nhưng mà đôi môi không có cười. Phải không? Đọc kinh rất là nhiều nhưng mà không có cười. Vậy thì bây giờ quý Phật tử phải định nghĩa nụ cười là gì mới được. Cười không phải là sự mấp máy của bờ môi, phải không? Mình cười bây giờ chúng sanh mình cười có nghĩa là nhe cái răng ra cười thôi. Nhưng mà mình không định nghĩa được chữ cười. Quý Phật tử chỉ cười không có cái hồn. Mình cười làm sao nụ cười của mình có một cái hồn mới được. Cái hồn đó mới chính thật là tu. Còn ở đây quý Phật tử cười, mình cười đủ kiểu hết quý Phật tử à. Mình cười có nửa cái miệng thôi. Cười ngạo nghễ, cười khi dễ mà cười có phân nửa cái miệng của mình. Phải không? Nhiều khi đó cái chuyện quá xá buồn luôn, mình có thể mình chết được nhưng mà con người ta vẫn cười. Hoặc là mình thấy người ta lầm lỡ, hoặc là mình thấy người ta đi sai đường, hoặc là mình thấy người ta lâm nạn, mình đứng mình vẫn mỉm cười. Mình cười một cách thích thú, mình cười thấy người ta đau khổ. Cho nên nụ cười đó không phải là nụ cười của Phật Di Lặc. Và nụ cười đó không mang cái hồn tu của người con Phật. Cho nên bây giờ chúng ta phải định nghĩa cái nụ cười của mình là gì mới được. Cười không phải là cứ là sự mấp máy của bờ môi nha. Có nhiều khi chúng ta không cười, nhưng mà miệng của chúng ta vẫn cười.
Đôi mắt của chúng ta cười, toàn thân của chúng ta 84.000 lỗ chân lông vẫn đang cười. Còn bây giờ mình cười ha há, cười hô hố mà trong trái tim của mình không có bóng dáng của nụ cười thì quý Phật tử ơi, mình chiêu cảm chúng sinh không được. Mình đi đến đâu chúng sinh cũng sợ mình hết. Cho nên tượng Phật Di Lặc, quý Phật tử thấy rằng là giống hệt Phật Thích Ca thôi. Tượng của Phật Di Lặc, Bồ Tát A Dật Đa ở cung trời Đâu Xuất giống hệt như là Bồ Tát Hộ Minh. Đẹp lắm quý Phật tử. Nhưng mà khi Bồ Tát Hộ Minh, Bồ Tát A Dật Đa đó thì thị hiện xuống với cái cõi Ta Bà của mình thành Bố Đại Hòa Thượng, có nghĩa là một ông Phật, một vị Bồ Tát mà bụng bự quát một cái túi thiệt to. Phải không? Bụng lớn, năng dung, dung những điều khó dung trong thiên hạ, lòng từ hay xả, xả những điều khó xả của thế gian. Cho nên đó, cái tượng Phật Di Lặc, quý Phật tử thấy là cái ông đó bụng bự lắm, phải không? Bụng bự để dung chứa tất cả những điều khó dung trong thiên hạ. Có nghĩa là người ta chửi, người ta khen, người ta nói xấu, người ta phê bình, người ta chỉ trích, người ta chê bai, người ta... Nói chung là tất cả những điều xấu, tốt, Bồ Tát A Dật Đa đều chứa trong bụng hết. Mình chứa được không? Tất cả chúng ta đâu có chứa được đâu. Cho nên bụng lớn năng dung, mà dung chứa những điều khó dung trong thiên hạ. Và bây giờ mình đi vào trong chùa, mùa xuân đến rồi, mình phải nhìn thấy được cái tượng của Bồ Tát Di Lặc, mà mình đi theo con đường đó thì mình mới tu. Sở dĩ mình đón chào mùa xuân mà quý Phật tử thấy cuộc đời của mình tại sao nó cứ lấm lem hoài, buồn khổ hoài. Tại sao mình chào đón mùa xuân bằng nụ cười mà cuối cùng rồi cái tín hiệu sao rốt của nó là nước mắt. Phải không? Đi vào trong chùa ngay ngày mùng 1 Tết, mừng xuân Di Lặc, ông Phật ổng cười. Nhưng mà cuối cùng rồi chúng ta là chúng sinh, chúng ta lại khóc. Đó chính là cái nghịch lý ngàn đời của những người con Phật. Mình đi đến chùa mà mình không có thể nào mà mình trân trọng được nụ cười. Mình đi đến chùa mà mình không gìn giữ được nụ cười. Quý Phật tử ơi, suốt 365 ngày trôi qua, tất cả chúng ta thiếu vắng nụ cười. Cho nên tuổi của con người ta không phải đếm bằng cái số năm, mà tuổi của mình đếm bằng nụ cười. Hiểu không quý Phật tử? Có đôi khi người ta sống không có lâu, người ta sống người ta có thể rằng là ra đi sớm hơn mình, nhưng mà người ta đếm cái tuổi người ta bằng nụ cười. Có người sống 90 năm nhưng mà nụ cười rất ít. Có người sống chừng 30 mấy năm, 40 năm thôi, nhưng mà nụ cười của người ta rất nhiều. Cho nên ý nghĩa của cuộc sống không phải là sống lâu, mà sống như thế nào. Quý Phật tử hiểu không? Có đôi khi mình cứ mong muốn mình sống lâu, mình rất là sợ chết. Nhưng mà sống lâu để làm gì? Sống để chỉ bằng nước mắt, sống để rồi trang nghiêm cho mình bằng những dòng hoa đầy nước mắt. Thì mình sống như thế, cuộc đời của mình âm u, lạnh lẽo, buồn tẻ, cô đơn và bị giam giữ. Cho nên cuộc sống của mình phải cười. Cười là giải thoát, cười là luôn luôn lúc nào nó cũng mở rộng trái tim, phải không? Mình đối xử với tất cả mọi người bằng nụ cười, và con người ta sẽ mang đến cho mình một nụ cười. Mình tặng cho người ta giọt nước mắt thì người ta cũng sẽ mang đến cho mình giọt nước mắt. Cho nên cái ý nghĩa của nụ cười Phật Di Lặc có nghĩa là quý Phật tử phải buông xả tất cả. Không buông xả không có nụ cười, phải không? Ở đây mình đi chùa mà mình không có buông xả một miếng nào hết đó, thầy nói thật cho quý Phật tử nghe, 365 ngày của năm Giáp Ngọ đã trôi qua rồi, quý Phật tử thử kiểm tra coi. 365 ngày của năm cũ, từ dấu chân của mình dẫm đạp lên biết bao nhiêu nỗi buồn, nỗi hờn, nỗi mát, rồi nỗi nhớ, nỗi thương. Nói chung 365 ngày đôi chân của chúng ta dẫm lên những sự âm u trong cuộc sống, phải không? 365 ngày nó đã trôi qua rồi, thậm chí bây giờ đó mình sống trong 365 ngày của năm mới, thế mà chúng ta cứ ngồi và chúng ta cứ lôi kéo xác chết của dĩ vãng, bóng ma của quá khứ, để rồi chúng ta cứ sống, chúng ta cứ trò chuyện, rồi chúng ta cứ để cho nó lấn áp cả một cái niềm vui của mình trong năm mới, phải không? Bây giờ quý Phật tử bước sang năm mới rồi còn nhớ chuyện cũ không? Còn không? Mô Phật khi có khi không, con nhìn mặt của bả sao mà con cũng vẫn còn giận. Rồi một năm trời trôi qua rồi, năm mới gặp mặt bả con nhớ hồi năm ngoái liền, thấy không? Thì quý Phật tử thấy rằng mình cứ để cho nụ cười của mình nó mất đi. Có đôi khi con người gặp nhau vẫn cười, nhưng mà trái tim chưa bao giờ cười. Bằng mặt nhưng mà chưa bằng lòng được quý Phật tử à. Họ gặp nhau năm mới rồi, họ cố gắng, họ gượng cười với nhau, nhưng mà thật sự trái tim của họ chưa bao giờ bắt gặp nhau.
Phải không? Quý Phật tử ngồi trong đạo tràng này cũng vậy. Khi nào mà ở Liễu Ngộ mà có tổ chức thì mình bắt đầu mình đến đây để mình bắt gặp nhau trong cái tướng của mình. Nhưng mà điều quan trọng, mình nó không phải ngồi gần nhau bằng cái thân tướng này, mà chúng ta gần nhau từ trong trái tim của mình phát ra một cái tín hiệu của nụ cười. Có không? Hiện tại bây giờ có phát ra tín hiệu của nụ cười chưa? Phát chưa quý Phật tử? Mô Phật có thiệt lớn lên đi. Phải không? Có nghĩa là trái tim của mình bây giờ đang phát ra tín hiệu của nụ cười. Không phải cười bằng cái miệng. Chúng ta cười bằng 84.000 lỗ chân lông. Cười bằng đôi mắt của mình mới được quý Phật tử. Mình nhìn nhau bằng đôi mắt, người ta sẽ thấy trong đôi mắt của mình chan chứa vạn nụ cười, chứ không phải rằng là chan chứa một nụ cười đâu. Hiểu không? Người ta nói rằng là cái con nhỏ này nó đi chùa, nó tu hành cái gì? Con nhỏ này nó vô trong chùa, nó phá chùa, chứ nó tu cái gì? Lúc bấy giờ mình phải để cho trái tim của mình lên tiếng. Đừng để cho tất cả những cảm tính của cuộc đời nó lên tiếng nữa. Lúc bấy giờ đứng lại im lặng và nói với Bồ Tát Quan Âm rằng: Lạy mẹ Quan Thế Âm, hôm nay bà ấy đã dung phân cho cây bồ đề của con. Còn người ta khen mình, người ta nói con nhỏ này nó còn nhỏ mà nó đi chùa, con nhỏ này nó có căn lành lớn lắm. Mình cũng đứng lại và để cho con tim của mình lên tiếng: Bồ Tát Quan Thế Âm ơi, hôm nay bà ấy đang tưới nước cho cây bồ đề của con. Quý Phật tử thấy rằng người ta mắng, người ta chửi, người ta nói xấu mình, tức là người ta dung phân cho cây bồ đề của mình. Người ta khen tặng mình, tức là người ta đang tưới nước cho cây bồ đề của mình. Thế là quý Phật tử ơi, chúng ta đã chan chứa vạn niềm vui không? Chan chứa không? Mắc mớ gì mà mình phải giỡn người ta? Người ta đang dùng tất cả những ngôn ngữ, mà ngôn ngữ đó là rác rưởi của cuộc đời, người ta phun xuống dưới đất. Mình là con của Phật, mặc áo tràng lam vậy đó mà khòm lưng xuống ôm rác rưởi đi về nhà, rồi chia cho ba, cho má, cho anh, cho chị, cho em, cho con, cho cháu, xong rồi cái ôm một đống rác ngủ. Tại sao không ôm bông sen của Phật để ngủ mà mình cứ ôm rác rưởi của cuộc đời mình ngủ hoài quý Phật tử? Thành ra rồi đó, thời gian nó cứ chậm chậm đi qua, rồi chúng ta cũng chậm chậm đi theo dấu chân của thời gian. Mà thời gian chính là gì? Là hiện thân của quỷ vô thường. Cho nên người nào sống mà không có nụ cười, thời gian chính là con quỷ dữ. Còn người nào sống bằng nụ cười thì thời gian chính là người bạn đồng hành của chúng ta. Hiểu không quý Phật tử? Cho nên mình không sợ thời gian trôi qua, bởi vì mình sống bằng nụ cười mà. Thì thời gian chính là người bạn đồng hành của mình. Còn mình sống mà âm u nè, sống buồn khổ nè, sống giam mình trong bốn bức tường nè, sống lúc nào cũng khép kín nè, sống kêu bằng gọi là lãnh cảm, sống mà hận đời, thì quý Phật tử ơi, thời gian chính là con quỷ dữ và nó giết chết mình từng phút từng giây. Cho nên người nào mà không có nụ cười, người đó mau già. Mà già là gì? Là dấu hiệu của cái chết thôi, chứ không có gì hết quý Phật tử à. Phải không? Có nhiều người cái tướng rất là già, mắt cứ bằng là vần trán hằn sâu những vết mòn năm tháng, rồi tóc của mình đó là những sợi tóc màu mây trắng, nhưng trái tim mãi mãi vẫn trẻ trung, bởi vì người ta già mà người ta vẫn mãi cười. Còn có nhiều người tuổi vẫn còn trẻ, tóc vẫn còn đen, nhưng mà quý Phật tử ơi, trái tim của mình đang thổn thức, trái tim của mình đang chết liệm, trái tim của mình đang bị tín hiệu của già nua và nó đưa chúng ta đi dần đến cái chết. Phải không? Thầy mong rằng đạo tràng chùa Liễu Ngộ tất cả chúng ta phải nở một nụ cười giống như Đức Phật Di Lặc. Một nụ cười không bao giờ tắt trên môi, một nụ cười không bao giờ mất trong trái tim của mình. Có nghĩa là sẵn sàng quan hỷ, sẵn sàng bỏ qua, sẵn sàng bao dung và sẵn sàng độ lượng. Phải không? Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói rằng là có những cái ca từ trong những cái nhạc phẩm mà nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết. Xin cho mây che đủ phận người, cho tôi xin một sáng trời vui, cho tôi xin đến tận nụ cười, cho tôi quên một nắm mồ tươi. Thì quý Phật tử thấy rằng quá khứ của chúng ta là một nắm mồ của dĩ vãng. Mà một người nào đó mà ngồi mà không quên được nắm mồ của dĩ vãng thì chúng ta sẽ không bao giờ đến tận nụ cười. Hiểu không? Người mà dám đến tận nụ cười kìa, người đó mới sống chân thật. Người dám sống đến tận nụ cười thì người đó mới chính là con của Đức Phật. Tất cả chúng ta không đến tận nụ cười được quý Phật tử à. Bởi vì chúng ta cười khi người ta đến với mình, người ta khen tặng mình thì mình cười, mà người ta chê mình, người ta nói xấu mình thì mình không cười. Vậy thì chúng ta không đến tận nụ cười được. Phải không? Cho tôi xin một sáng trời vui. Quý Phật tử thử nghĩ coi, từ mùng 1 Tết tới bữa nay là 12 Tết rồi. Một ngày nào đó mình thức dậy mà mình thấy một buổi sáng trời vui.
Mình thức dậy mà mình không vui, mình thức dậy mà mình thiếu vắng đi nụ cười. Quý Phật tử thấy không, mình toan tính đủ điều hết. 365 ngày của năm mới này, quý Phật tử ơi, mỗi lần chúng ta thức dậy là mỗi lần chúng ta tìm cho mình một niềm vui. Mà sản phẩm của niềm vui là gì? Nụ cười. Hiểu không? Bởi vậy cho nên sáng thức dậy, quý Phật tử ơi, khoan hãy xúc miệng rửa mặt. Sáng thức dậy nằm ở trên giường cười một cái, phải không? Cười một cái trước đi quý Phật tử, để mình thu hút tất cả những năng lượng của đất trời, để rồi con người của mình bắt đầu mới tươi tỉnh trở lại sau một giấc ngủ dài. Đó là một đêm tối của vô minh. Cho nên bây giờ chúng ta thức dậy có nghĩa là chúng ta phải khởi động, mà khởi động bằng niềm vui, tức là nụ cười của mình. Có ai dám thức dậy cười không? Dám phải không? Nhưng mà trước khi ngủ đừng cười. Nhất là mình nằm một mình đó, thì mình có thể mình cười, mà mình ngủ chung với cháu ngoại đừng có cười. Nó vô nó ngủ chung với bà ngoại, rồi cái nó nằm nó nhìn bà ngoại, bà ngoại nhìn trên bốn góc mùng, bà ngoại cười kha khả là nó dở mùng nó chung ra liền. Nó chạy qua ông ngoại nó nói ông ngoại ơi bữa nay bả sao thấy ghê quá, bả nhìn lên bốn góc mùng bả cười hoài. Cho nên mình ngủ một mình thì mình có quyền cười, phải không? Rồi thức dậy mình cũng phải cười quý Phật tử, để cho chúng ta hấp thụ cái năng lượng của cuộc sống, năng lượng của đất trời. Cái mà chúng ta bỏ lỡ những cái năm mới đó quý Phật tử, tại vì sẵn đây đó nhân dịp đầu xuân rồi thầy mới nhắc lại cái đêm giao thừa đó quý Phật tử, đó là sự hội tụ của đất trời. Đêm giao thừa, cái tên của nó thật là giao thừa và giao thời, nhưng mà ông bà già xưa của mình đặt cái tên là giao thừa để cho chúng ta thừa chứ không thiếu. Tại sao gọi là giao thời? Nó có bốn cái giao. Một, giờ giao, tức là 12 giờ qua 1 giờ. Cuối cùng